Đấu La Đại Lục phần 2 Tuyệt Thế Đường môn tập 509 đến 512, tập kích tiệc diệu thuyết minh tại kênh Chiu, tốt gì các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đường Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, nói, nếu như là tại gặp được Long Lão cùng Diệp Tịch Thủy trước khi, có lẽ ta sẽ cho rằng, như vậy, nhưng hiện tại ta đã không nhìn như vậy rồi. Cực hạn đấu la đều có mình đòn sát thủ, bọn hắn đã về cái thế giới này có thuộc tại thể hội của mình, tu vi của chúng ta có lẽ đã đạt đến cấp bậc kia nhưng khi chúng ta có được cái kia phần nhận thức trước khi chúng ta liền tuyệt đối còn không phải cực hạn đấu la cho nên chúng ta còn phải tiếp tục cố gắng liều mạng cố gắng chúng ta nhất định có thể đủ đạt tới cảnh giới kia đấy đã đến lúc kia chúng ta xem toàn bộ thế giới nhất định sẽ càng không giống với nói hay lắm vô luận lúc nào ta đều nhất định tại bên cạnh ngươi làm bạn ngươi cùng nhau chủng kích cấp bậc kia hướng thế giới kia tiến lên hoặc vũ hạo cười ha ha nói vô luận nói như thế nào tu vi đều đã đến cực hạn đấu la cấp độ à hắn lại có thể nào không hưng phấn đâu này đây là hắn chưa tới nay truy cầu không sai biệt lắm đã đến ta tìm một cái hoác vũ hạo lôi kéo đường vũ đồng khống chế được tốc độ trên không trung dần dần chậm lại cái chỗ này hắn đúng là đã tới trước mắt rậm rạp lớn rừng rậm trình làm lý do màu xanh sẫm đến màu sắc đen nhánh tại toàn bộ đại lục lên cũng chỉ có cánh rừng rậm này mới có như vậy đặc điểm bởi vì nơi này là tà ma rừng rậm đúng thánh linh giáo tổng bộ ngay tại tà ma trong rừng rậm nếu như không phải từ long tiêu diêu cái kia ở bên trong nhận được tin tức bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng nổi tà ma rừng rậm tại nhật nguyệt đế quốc địa vị tựa như tinh đấu xâm lâm tại đấu la đại lục trước địa vị đồng dạng sinh hoạt nhật nguyệt đế quốc cường đại nhất hồn thú trong đó xếp hàng thiên hạ hôm nay thập đại hung thú vị thứ hai tà nhãn bạo quân chúa tể liền sinh sống ở nơi này hoác vũ hạ con mắt linh hoạt thứ bảy hồn hoàn tự là từ nơi này lấy được lúc ấy hắn liền đánh chết một vị mười vạn nam tu vi tà nhãn bạo quân về sau bị tà nhãn bạo quân chúa tề phát hiện có thể nói là hiểm tử nhưng vẫn còn sống à đến lần nữa cùng năm đó đã hoàn toàn bất đồng lúc này đây hoắc vũ hạo chưa hẳn chỉ sợ những thứ kia tà nhãn rồi chỉ có điều hắn có chút không rõ chính là thánh linh giáo tại sao phải đem chính mình tổng bộ đặt ở đồng nhất cái tùy thời đều tràn ngập địa phương nguy hiểm đâu này đối với những thứ kia cường đại tà hồn thành phố mà nói còn không có vấn đề gì nhưng là những thứ kia nhược tiểu chính là tà hồn sư đâu này bọn hắn tao ngộ cường đại hồn thú thời điểm nhưng là tùy thời đều có chết nguy hiểm bất kể như thế nào chỉ cần có thể ở chỗ này tìm được tà hồn sư là được rồi đã không có tử thần đấu la che chở hiện ở chỗ này đã không ai có thể ngăn cản chính mình tẩy và nhộm hạ lạc hạ xuống đồng thời hoặc vũ hạo tinh thần dò xét đã hướng ra phía ngoài tách ra mà ra giống như một cái lưới lớn giống như hướng phía tà ma rừng rậm lung phủ xuống long tiêu diêu cho tin tức của hắn ở bên trong chỉ có tà ma rừng rậm cái danh dương này mà thôi cụ thể thánh linh giáo ở địa phương nào thì không có nói Hoặc vũ hạo đang tiến hành dò xét thời điểm vẫn là cẩn thận một chút dù sao tại đây còn sinh hoạt đồng nhất vị tại hồn thú trong thế giới tu vi gần với thần thú đế thiên tồn tại có thể không trêu chọc nó vẫn là không muốn trêu chọc được để tránh mang đến phiền toái không cần thiết Hoặc vũ hạo đã từng đã thể chỉ cần không phải hồn thú chủ động tập kích chính mình liền quyết không giết một con nữa hồn thú cho nên hắn tuyệt sẽ không hướng tả nhãn bạo quân chúa tể đi khiêu khích dù là hắn cũng không e ngại cũng giống như vậy tinh thần chấn động tiếp tục lan tràn rất nhanh góc vũ hạo liền tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này góc vũ hạo tại tìm kiếm trong quá trình rất có chừng mực thánh linh giáo tổng bộ nếu tại tà ma trong rừng rậm bọn hắn cũng là cần vật liệu hơn nữa dù sao minh đô mới là cả nhật nguyệt đế quốc hạch tâm cho nên thánh linh giáo cho dù tại tà ma rừng rậm cũng nhất định là tại tới gần minh đô phương hướng mà tà ma rừng rậm tràn đầy nguy hiểm muốn chỉ có thể là tránh đi nguy hiểm tự nhiên không có khả năng tới gần khu vực nòng cốt bởi vậy hắn chủ yếu tìm kiếm đấy tự là tới gần minh đô phương hướng tà ma ngoài rừng rậm vây quả nhiên trải qua qua một đoạn thời gian tìm kiếm sau đó hoắc vũ hạo vừa vạn phát hiện rất nhiều đang đang bận rộn người những người này thật sự quá rõ ràng bọn hắn đang tại đem số lớn vật tư vận chuyển đi ra chất đống tại một mảnh trên đất trống sau đó lại do người đặc biệt đem những vật này thu nhập không gian chữ vật trong hồn đạo khí cũng không biết những người này có bao nhiêu chữ vật hồn đạo khí trên đất chống đổ vật chất đầy về sau mà bắt đầu nhanh chóng thu nạp sau đó lại có người tiếp tục đối với phương thánh linh giáo tổng bộ dưới đất đây là hoắc vũ hạo cái thứ nhất phán đoán bởi vì vì tất cả vật tư đều là từ dưới mặt đất vận chuyển đi ra ngoài tinh thần dò xét hướng phía dưới lan tràn lấy hắn hiện tại tinh thần lực tiến hành dưới mặt đất dò xét đã không coi vào đâu tiếp tục xâm nhập hoác vũ hạo không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí cái này là như thế nào công trình à tại đây tà ma ngoài rừng rậm vây mặt đất trở xuống một tòa gần như có thể dùng cung điện để hình dung kiến trúc là chỗ này mảnh này kiến trúc chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu bên trong tất cả đều là dùng kiên cố đá hoa cương kiến tạo mà thành các loại bố trí hết sức hoa lệ đang đang bận rộn người có rất nhiều thô sơ giản lược tính toán cũng có hơn ngàn người các loại trong đó đại bộ phận tu vi đều yếu kém, tại tam hoàn đến lục hoàn trong lúc đó, nhưng là có một, hai trăm người thực lực tu vi khá mạnh, đang chỉ huy lấy những thứ kia tu vi yếu kém người tiến hành vận chuyển. Căn bản không cần phải đi xác minh, hoặc vũ hạo liền biết mình tìm đúng địa phương, ngoại trừ thánh linh giáo, còn có ai sẽ như thế giàu có. Từ trước mắt vận chuyển đi ra ngoài những vật liệu này xem, kim loại hiếm, trồng chất như núi kim hồn tệ, các loại tài liệu quý hiếm, giá trị khó có thể đánh giá, tuy nhiên không nói phú khả địch quốc, nhưng là tuyệt không so rửa lại khác học viện tranh lệch à. Cái này đều là tà các hồn sư bình thường vơ vét à. Được, thật sự là quá tốt. Nếu như nói gần kề theo tài phú trước vẫn không thể hoàn toàn xác định lời nói. Như vậy, đem làm hoác vũ hạo tinh thần dò xét trong đám người tìm được Trung Lio cùng Phượng Lăng thời điểm, sẽ thấy xác nhận không thể nghi ngờ. Nam Cung Oản cũng thình lình liền trong đám người, còn có phần đông quen thuộc tà hồn sư gương mặt. Chính là chỗ này. Trung Liêu mặt trầm như nước nhìn lấy đang đang bận rộn bên trong bọn giáo chúng, trầm giọng hướng bên người Nam Cung Oản hỏi Thái thượng giáo chủ bên kia còn không có tin tức truyền về sao? Còn không có, Thái thượng giáo chủ buổi sáng rời đi, đến bây giờ còn chưa có tin tức, Nam Cung Oản cung kính đáp trả. Trung Liêu trao mày, nói, trước một đám vật tư đã toàn bộ trở đi rồi, người của chúng ta cũng đều trở về, chỉ là đem những vật liệu này lại chuyên trở ra ngoài, tại đây có thể tạm thời trước vứt đi, phong kín cửa vào chờ chúng ta tương lai hữu cơ sẽ lại trở về đây là bồn giáo cơ nghiệp một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại nam cung oản nhẹ gật đầu nói nhất định sẽ trở lại giáo chủ chúng ta khi nào thì đi trung liêu không chút do so dự nói thu thập xong thứ đồ vật sau đó lập tức đi ngay nam cung oản hơi kinh ngạc mà nói không đợi thái thượng trưởng lão cùng long lão bọn họ sao trung liêu lắc đầu nói không đợi thái thượng trưởng lão không để cho chúng ta đợi nàng không biết nàng lão nhân ra là nghĩ như thế nào Nhân nguyệt đế quốc Nhưng là đã muốn cùng chúng ta vạch mặt rồi Vì cái gì không để cho chúng ta trả thù Lấy lão nhân ra nàng thực lực Nếu như có ý định Nơi nào có thể ngăn trở Ta cũng không vì lão nhân ra nàng an nguy lo lắng Thu thập xong thứ đồ vật chúng ta lập tức đi Nhân tài là trụ cột Chúng ta chỉ muốn ly khai nơi này Hơi chút tích xúc một ít thực lực Đông sơn tái khởi không là vấn đề Vâng, Nam Cung Oản Cung Kính đáp ứng Ở chỗ này, Trung Li-ô tự là chúa tể hắn chỉ có nghe theo mệnh lệnh phần. Đúng lúc này, trong lúc đó, Trung Liêu cùng Phượng Lăng cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu, hướng phía không trung nhìn lại, sắc mặt hai người đều là hơi đổi. Nam Cung Oản cùng với một đám tà hồn sư các trưởng lão phản ứng hơi chút chậm hơi có chút, ngay sau đó cũng tất cả đều ngẩng đầu lên. Thân là phong hào đấu la đã ngoài tu vi cường giả, bọn hắn đều có được rất mạnh năng lực nhận biết, trên bầu trời đột nhiên truyền đến to lớn lực áp bách, các nàng lại làm sao có thể không cảm giác được đâu này áp lực kinh khủng làm lòng người sợ, mà áp lực này nơi phát ra lại không biết đấy, nhiều khi không biết mới được là đáng sợ nhất. Trung Liêu ra lệnh một tiếng, một tầng màn hào quang lập tức bay lên, đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ ở bên trong, liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Cái đồ vật này cũng không chỉ là nhật nguyệt đế quốc quan mới vừa có, thánh linh giáo thành vi quốc giáo thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhất là tại đây vốn chính là thánh linh giáo tổng bộ. À. Bầu trời dần dần trở nên mờ tối. Màng lớn đám mây từ đằng xa tụ tập tới thời tiết cũng tựa hồ tiến hành trở nên hàn lạnh lên ta đi lên xem một chút phượng lăng trầm giọng nói trung li ô lại kéo lại phượng lăng hướng nàng lắc đầu không phải nhật nguyệt đế quốc người loại áp lực này không phải hồn đạo sư có thể mang cho chúng ta đấy lấy tu vi của chúng ta có thể làm cho chúng ta sinh ra như thế áp lực người tại toàn bộ đại lục trước chỉ đếm được trên đầu ngón tay phát tín hiệu cầu viện cầu viện hướng nó phượng lang kinh ngạc nhìn trung liêu Trung Ly ô nhẹ gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đám rực rỡ màu vàng lửa khói cũng đã bay lên trên không trung sau khi nổ tung, lại là một vệt kim quang hướng phía cao hơn không trung điện bắn đi, tương tự nổ tung, hóa thành màu vàng ô lớn, thân lâu không tiêu tan. Cũng vừa lúc đó, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, hào quang cũng không tính quá mức mãnh liệt, nhưng lúc nó xuất hiện trong nháy mắt, phía dưới tào hồn sư sắc mặt lại đều có chút thay đổi, bởi vì vốn là do liên động phòng ngự vòng bảo hộ ngăn trở áp lực lại một lần xuất hiện hơn nữa so lúc trước còn mãnh liệt hơn hơn nhiều phốc liên động phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ không có thể ngăn cản cái kia bạch quang một lát vòng bảo hộ cũng đã bị xỏ xuyên rồi bạch quang lập tức hạ xuống trung liêu thứ một cái lắc mình lui về phía sau hưng phía xa xa chui tới thánh linh giáo cùng sử lai khắc học viện điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở tao ngộ thời gian nguy hiểm mỗi người bọn họ đầu tiên nghĩ đến đều là an nguy của mình mà không phải người khác. Kịch liệt nổ vang ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt vang lên, phảng phất cả vùng đều bị sốc lên như vậy, kinh khủng nổ lớn, làm cho đất trời biến sắc. Đường môn chỉ có cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo thái a. Năm đó, Hoắc Vũ Hạo đã từng nương tựa theo loại này định trang hồn đạo đạn pháo liền Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng cung vòng bảo hộ đều đâm rách, huống chi là thánh linh giáo liên động phòng ngự vòng bảo hộ. Phòng bảo hộ bị đâm mang vào sau đó, cũng không có trước tiên hoàn toàn sụp đổ, kế tiếp nổ lớn ở này vòng bảo hộ trong phạm vi bỗng nhiên bộc phát cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo coi như là phong hào đấu la cũng phải vì đó sợ hãi tồn tại à đương kim trên thế giới sang quý nhất vũ khí hồn đạo sư mặc dù có thể dần dần áp đảo hồn sư phía trên trọng yếu bằng vào bạo tạc nổ tung kéo dài đến hơn 10 giây mới từ từ suy giảm đem làm trung ô theo trên mặt đất lúc bỏ dậy thấy là một mảnh hỗn độn khu vực nổ rất nhiều kim loại hiếm đều hóa lòng rồi nhiều tương nguyên hơn bị khí hóa biến mất không gặp tung tích để cho nhất hắn đau lòng không cách nào hô hấp chính là số lớn trong cấp thấp tà hồn sư đã mất đi tung tích tại loại trình độ này công kích dưới căn bản không có những khả năng khác là ai là ai có thể như thế thần không biết quỷ không hay tìm tới nơi này hơn nữa vận dụng một quả cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo không giữ lại chút nào đà kích nhật nguyệt đế quốc nhất định là từ thiên nhiên trung liêu sắc mặt đã hoàn toàn biến thành tái nhật sắc hắn thật hận thật hận tại sao mình không có nghe mẫu thân lại để cho trong cấp thấp hồn đạo sư đều đi trước, mà là vì tiết kiệm thời gian, để cho bọn họ toàn bộ đều trở về vận chuyển vật tư. Trận này nổ lớn, căn bản cũng không có thất hoàn trở xuống người có thể sống sót, coi như là thất hoàn trở lên, vẫn là mượn một ít phong hào đấu la cấp độ tà hồn sư trong lúc vô tình trợ giúp mới có thể cầu hoạt vô thế. Thánh linh giáo phòng ngự vốn là không đến mức thư giản như vậy đấy, nhưng là vật tư đều phải chuyển gì, rất nhiều công sự phòng ngự cũng đã dỡ bỏ rồi, ai có thể nghĩ tới sẽ có người tạp tại lúc này điểm phát động công kích mẫu thân không phải là đi minh đô sao nhân nguyệt đế quốc vì cái gì còn có thể ở phía sau phát động hơn nữa bọn hắn lại là làm thế nào biết chúng ta tổng bộ vị trí chỗ ở hay sao nhiệt độ cao đang kéo dài hồn đạo vòng bảo hộ lại đã hoàn toàn hư hại oanh tạc trong phạm vi một vùng đất cằn cỗi hơn ngàn tên tà hồn sư có thể tại đây chàng nổ lớn trong sống sót đấy chưa đủ trăm người hồn đạo khí cái này là hồn đạo khí đích quy năng kinh khủng hơn chính là trận này nổ lớn cũng triệt để đánh rớt thánh linh giáo tương lai à trung ly ô cắn chặt răng hai mắt đỏ bừng nhưng ngay sau đó hắn cũng cảm giác được vốn là nhiệt độ cao đang tại biến mất thay vào đó là cực độ rét lạnh tuyết rơi trên bầu trời tiến hành có bông tuyết hướng phía dưới bay xuống những này bông tuyết nhu hòa phất phới mỗi một mảnh cũng giống như thiên nga lông vũ bình thường vẻ lo lắng đám mây không ngừng có tuyết rơi phiêu đãng xuống rất nhanh đại địa liền biến thành một mảnh trắng phao phao đấy mà ngay cả chiếc trái đen đều bị chôn trên mặt đất dư âm ôn tựa hồ đối với những này bông tuyết không hề có tác dụng vậy mà không cách nào làm cho chúng có nửa điểm hòa tan hoặc vũ hạo tưởng tượng vô căn cứ tại giữa không trung cả người giống như là đang thẩm vấn xem chính mình thế giới quân vương bình thường lôi kéo đường vũ đồng hai tay tinh thần dò rét cộng hưởng đã bao phủ chung quanh mảng lớn không gian sở dĩ sử dụng một quả thái a à, cũng không phải là bởi vì hán cho là mình không đối phó được những này tà hồn sư mà là vì không ở lại cá lọt lưới một gã tà hồn sư nếu như trốn đi, như vậy, cũng có thể mang đến tai nạn, gây nên diệt cỏ tận gốc, ở phía sau tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Trung Leo giống như là cảm giác được cái gì, khi hắn từ dưới đất bỏ dậy sau đó, trước tiên hướng không trung nhìn lại, già nua trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, giờ này khác này, hắn vậy, mà có một loại mình bị mở mạnh hết thảy dâng lên hiện tại bên ngoài cảm giác. Bông tuyết bay múa, trong không khí nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, có thể tại đây chẳng nổ lớn trong sống sót đấy chưa đủ trăm người, hơn nữa đa số còn đều bị tổn thương. Cái này là cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo đích quy năng à, tại không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống bị nó đánh lén, cái kia chính là chí mạng. Lúc trước đấu linh đế quốc hoàng cung như thế, lúc này thánh linh giáo bọn giáo chúng cũng cũng giống như thế. Lạnh vô cùng khí tức hàng lâm đại địa, có tà hồn sư trong lúc vô tình đụng chạm tới những thứ kia bông tuyết, bọn hắn sẽ rung động phát hiện, những thứ kia nhìn như nhu nhược bông tuyết, cứng rắn vậy mà giống như là ngọc thạch, chỉ là rất nhỏ đụng chạm, liền sẽ lập tức cảm giác được không có gì sánh kịp hàn ý lập tức xâm nhập toàn thân đó là truyền vào trong khung rét lạnh phảng phất tại một sát na kia liền cốt tùy đều phải bị đông kết tựa như hồn sư chịu rét năng lực muốn so với người bình thường mạnh hơn nhiều nhưng là nếu như nhiệt độ thấp trở về không hạ 150 độ coi như là phong hào đấu la cũng không thể có thể thời gian dài tại dạng này nhiệt độ siêu thấp chỉ sống sót khi cái kia bông tuyết đáp xuống thời điểm trung liêu liền đã biết là ai đã đến càng làm lòng của hắn chìm vào đáy cốc chính là người này sở tách ra thực lực nếu so với không lâu trận chiến ấy lúc tăng thêm sự kinh khủng vì cái gì vì cái gì hắn phát triển sẽ nhanh chóng như vậy vì cái gì hắn sẽ đáng sợ như thế thì tại sao hắn có thể tìm tới nơi này phân tán chạy trung liêu hét lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên ra tốc hướng phía tả ma rừng rậm ở chỗ sâu trong đánh tới phượng lăng theo sát phía sau cùng ở bên cạnh hắn đúng lúc này một vòng trắng noãn vầng sáng từ trên trời giáng xuống đem tất cả tà hồn sư toàn bộ bao phủ ở bên trong một cái không lọt đi được không vốn là ôn nhu bông tuyết đột nhiên biến thành kinh khủng lợi khí cấp tốc bay múa trong lúc đó hóa thành một chuôi chuôi lưỡi dao sắc bén dễ dàng đâm thủng những thứ kia trọng thương tà hồn sư thân thể từng đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống có trong tuyết tiên tử có băng trong bích lục còn có cự hùng hàng lâm giết chóc cơ hồ là trong nháy mắt bộc phát tuyết vũ cực băng vực đây mới thực sự là hoàn mỹ phiên bản tuyết vũ cực băng vực cho dù năm đó tuyết đế tự mình thi triển cũng không đạt được trình độ này bởi vì hắc vũ hạo tuyết vũ cực băng vực là dung hợp băng đế cùng tuyết đế lĩnh vực năng lực mà thành gồm cả cả hai chúng nó chi ưu thế tại loại này nhiệt độ siêu thấp dưới chỉ có có đủ cực hạn chi băng cường giả mới có thể như cá gặp nước tuyết đế băng đế băng hùng vương tiểu bạch ba đại cường giả từ trên trời giáng xuống nương theo lấy hốc vũ hạo thứ hai hồn hạch hoàn thành lúc này chúng cũng có thể trên phạm vi lớn mượn hoắc vũ hạo lực lượng gần hơn hồ chính mình đã từng hoàn toàn trạng thái thực lực hàng lâm không có tà hồn sư có thể ngăn cản công kích của bọn hắn một cái điều không có tất cả tà hồn sư tại trước mặt bọn họ giống như là không cách nào chống cự hài từ bình thường không ngừng hóa thành băng điêu hoặc là bột mịn từ trên trời giáng xuống vầng sáng màu trắng là quần thể hư nhược một vị cực hạn đấu la tinh thần hệ hồn kỹ đáng sợ tại đương kim đại lục ở bên trên cũng tìm không thấy thứ hai âm dương góc bù bổ sung xong hồn hạch sinh ra vòng xoáy hồn lực lại để cho chỉ một hồn kỹ bên trong đều chuẩn bị hai trùng đặc điểm tinh thần cùng băng cho nên đem làm quần thể hư nhược phủ xuống thời điểm không có một gã tà hồn sư không chỉ là cảm nhận được suy yếu còn có cái kia suy yếu bên trong chui vào chính mình tinh thần chi hải băng hàn phảng phất ý thức đều bị đóng kết rồi thánh linh giáo hai đại cực hạn đấu la không hề siêu cấp đấu la bị hoác vũ hạo đã giết rất nhiều có thể lưu giữ lại đấy căn bản không có quá nhiều cường giả bọn hắn hiện tại thầm nghĩ dốc sức liều mạng chạy trốn thoát đi cái này kinh khủng băng tuyết địa ngục tiếng hát du dương vang lên nhân ngư công chúa trên không trung ca sướng từng vòng màu băng lam vầng sáng trên không trung khuếch tán cái kia là tới từ ở bát xác huyền băng thảo đối tuyết vũ cực băng vực tăng phúc ngũ đại hồn linh tương đương với trí ít có hai vị cực hạn đấu la tầng thứ cường giả tăng thêm ba gã siêu cấp đấu la tuy nhiên chúng cũng không có thể vĩnh viễn mượn nhờ hoác vũ hạo lực lượng nhưng đối phó với những ngày tà hồn sư cũng là đủ rồi chỉ có trước tiên làm ra phản ứng hơn nữa toàn lực ứng phó xung kích ra ngoài trung liêu cùng phượng lăng mới chạy ra khỏi tuyết vũ cực băng vực phạm trù bọn hắn không có hướng phía xa xa bỏ chạy mà là điên cuồng hướng phía tà ma trong rừng rậm bộ phận chạy như điên tà ma trong rừng rậm bộ phận có số lớn hồn thú chỉ có nhảy vào trong đó mới có chết trong cầu sống khả năng trung li ô một chút cũng không có cân nhắc qua cùng với hoác vũ hạo chống lại hắn lần trước bị trọng thương còn chưa có khỏi hẳn cốt long vương cũng hy sinh hắn hiện tại vốn cũng không phải là trạng thái toàn thịnh mà hoắc vũ hạo trong lĩnh vực truyền ra khí tức lại để cho hắn có một phi thường sợ hãi suy đoán cực hạn đấu la cái kia rõ ràng là cực hạn đấu la uy áp à loại tầng thứ này uy áp hắn không thể quen thuộc hơn nữa mỗi thân mình trên người thì có lòng tiêu diêu trên người cũng có nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra hoắc vũ hạo vậy mà cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu cực hạn đấu la hắn hiện tại thậm chí ngay cả suy đoán nguyên nhân ý định đều không có bởi vì hắn căn bản là không có lúc kia, hiện tại hắn thầm nghĩ chạy, chạy rất xa, trước giữ được tánh mạng nói sao. Trung ôn niên kỳ đã không nhỏ, nhưng là hắn như trước thập phần quý trọng mình thanh minh, sống được càng lâu, lại càng không bỏ được chết à. Dừng lại đi! Thanh âm nhàn nhạt, nhạt trên không trung vang lên, đối với Trung ô mà nói, lại tựa như tiếng sấm bình thường, phượng lăng gầm nhẹ một tiếng, trên người ánh lửa bỗng nhiên đại thịnh, hắc ám phượng hoàng lập tức bốc lên cường đại hỏa diễm đem chung quanh rừng rậm toàn bộ nhen nhóm bốc lên số lớn khói đặc hai bóng người đúng lúc này từ trên trời giáng xuống đốt lên rừng rậm hỏa diễm gần như trong nháy mắt dập tắt hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng tay nắm hàng lâm tại phượng lăng cùng trung liêu trước mặt chứng kiến hai người bọn họ trung liêu cuối cùng một điểm tưởng tượng cũng tan vỡ là cực hạn đấu la bọn hắn rõ ràng đều đã có cực hạn đấu la khí tức không là một người mà là hai người à đối mặt hai vị cực hạn đấu la bọn hắn cái đó còn một điều sống sót cơ hội, trừ phi ở phía sau Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu gấp trở về. Hoắc Vũ Hạo thản nhiên nói, xuất phát từ tôn trọng Long Tiền Bối cùng Diệp Tiền Bối, có thể lưu các người toàn thây. Trung Liêu lạnh lùng âm hiểm nhìn Hoắc Vũ Hạo, người cho rằng người thắng chắc sao? người diệt sát ta Thánh Linh, giáo nhiều người như vậy, nếu như hôm nay ta có thể sống ly khai, nhất định sẽ dùng hết mọi thủ đoạn, lại để cho sử lai khắc thành biến thành quỷ vực. Hoắc Vũ Hạo mỉm mai cười, đầu tiên người căn bản không có khả năng có cơ hội kia. Tiếp theo, nếu như các người thánh linh giáo có bản lĩnh làm như vậy lời mà nói. Sử lai khắc thành đã sớm không tồn tại nữa, các ngươi trước kia làm không được, về sau cũng đồng dạng làm không được. Sử lai khác như thế nào các người có thể tiết độc. Đường vũ đồng buông ra hoặc vũ hạo lôi kéo tay của nàng, mở ra bộ pháp, hướng phía Trung Liêu, cùng Phượng Lang đi đến. Hoặc vũ hạo còn phải khống chế bên kia tuyết vũ cực băng vực, hồn lực cũng phải bị ngũ, đại hồn linh mượn, mà nàng lại hoàn hảo trạng thái. Phượng Lăng xuất xuất thủ trước rồi, loại này hoàn toàn bị chèn ép hào khí làm cho nàng không thể chịu đựng được, hắc ám hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát. Lúc này đây, không có khuếch tán, mà là hóa thành một đạo mặt nhỏ a tuyến, thẳng đến đường Vũ Đồng mà đi. Đường Vũ Đồng lạnh lùng cười cười, sau lưng, bỗng nhiên sáng lên một vòng ánh mặt trời chói mắt, ánh mặt trời là tử kim sắc đấy, hóa thành to lớn quang luân trở thành bối cảnh sau lưng của nàng. Phượng Lăng phóng thích ra mặt trận hỏa tuyến còn chưa tới trước mặt nàng, liền tự nhiên mà vậy rách nát rồi đường vũ đồng tay phải nâng lên một thanh sơn màu đen có màu vàng đường vân cái búa đã ra hiện tại nàng trong tay trái cổ tay rung lên hạo thiên chùy đập trong không khí một tiếng trầm thấp âm bạo vang lên ầm ầm đường kính trong phạm vi trăm thước hết thải thực vật lập tức tan thành mây khói mà ngay cả đại địa đều trong nháy mắt hạ xuống mấy mét phượng lăng kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng máu tươi cuồng phún trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc tại đường vũ đồng huy động cái búa trong nhái mắt đó nàng chỉ cảm thấy không khí hoàn toàn ngưng tụ sau đó hóa thành một chuôi đường kính trăm mét cự trùy trực tiếp oanh kích ở trên người nàng hắc ám phượng hoàng hỏa diễm tứ tán bay tán loạn hai chân của nàng đều lâm vào trong đất bùn tại thực lực tuyệt đối dưới áp chế nàng đúng là nửa điểm phản kháng đều làm không được đến bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim truy cập kênh youtube di các phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Trung liêu pháp trưởng đã lại ra hiện trong tay hắn. Từng đạo oán linh tại chung quanh thân thể hắn bay lên. Vô luận nói như thế nào, hắn đều là 98 cấp phong hào đấu la. Hắn là không thể nào khoanh tay chịu chết đấy. Kéo dài, đây chính là hắn hiện tại phải làm. Từ thần ma khôi bóng mở ra hiện tại hắn sau lưng, từng đoàn từng đoàn oán linh sau khi xuất hiện, đúng là lập tức tại thê lương tiếng si. Si, âm thanh trong bốc cháy lên hóa thành một bao quanh ma chơi, sau đó lại không ngừng bị cái kia tử thần ma khôi cắn nuốt. Trung Liêu trên khuôn mặt đã là một mảnh dữ tợn, Phượng Lăng thì là ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, lập tức hóa thành một chỉ màu đen hỏa phượng hoàng, xít xít, âm thanh trong mang theo mãnh liệt linh hồn chấn động, vũ hồn chân thân. Đường Vũ Đồng sau lưng, Long rực triển khai, tay phải ở trên hư không một chiêu, Hoàng Kim Long thương ra hiện tại tay phải, chỉ phía xa Trung Liêu, tay trái Hạo Thiên chửi lại không ngừng trên không trung chém ra trên bầu trời hắc ám phượng hoàng mỗi một lần muốn muốn tới gần ngay lập tức sẽ bị vô hình khí bạo lập tức tung bay mỗi trong một búa trên người nàng quang diễm cũng sẽ bị suy yếu vài phần cái này hoàn toàn là thực lực tuyệt đối chênh lệch đường vũ đồng sau lưng ánh nắng mặt trời mũi nhọn cường thịnh hơn rồi cường đại quang minh khí tức chiếu dọi trung ly ô toàn thân đều dâng lên tí ti sương mù nhưng hắn vẫn như trước cố nén sau lưng tử thần ma khôi tại oán linh hòa diễm là không đoạn rót vào xuống trở nên càng ngày càng ngưng thực Trung Liêu tự thân lực lượng tự đến từ chính những thứ kêu oán linh, lúc này lại đem oán linh thiêu đốt, nhưng thấy hắn là được ăn cả ngã về không, đây là muốn liều mạng. Hoắc Vũ Hạo đứng ở đường Vũ Đồng sau lưng cách đó không xa, lại gương mặt nhẹ nhõm, cho đường Vũ Đồng xem địch liệu trận. Đột nhiên, không trung hắc ám phượng hoàng bộc phát ra mãnh liệt hòa diễm khí tức, chống đỡ được đường Vũ Đồng một búa sau đó, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung. Phượng Lăng bản thể dần dần hiện hiện ra, nàng sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, từng ngụm máu tươi cuồng bắn ra dâng lên tại trước mặt hắc ám hỏa diễm phía trên nàng thân thể của mình vậy mà cũng tiến hành thiêu đốt thiêu đốt không chỉ là hồn lực đồng thời cũng là linh hồn của nàng chi lực vũ đồng coi chừng hoặc vũ hạo trầm giọng quát phượng Lăng tuy nhiên trên danh nghĩa là thánh linh giáo phó giáo chủ trên thực tế nàng một mực cũng đều là bị trung Ly ô khống chế vì trung Ly ô nàng vậy mà thiêu đốt chính mình linh hồn cùng vũ hồn chỉ sợ không thấy là nàng tự nguyện ngang Phượng Lăng ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên hóa thành một cái màu đỏ thẫm cự đại hỏa đoàn, sau đó lập tức dùng nhập vào mình Phượng Hoàng hòa diễm bên trong. Lập tức, sơn màu đen hỏa Phượng Hoàng hoàn toàn biến thành màu đen, một hai cánh dùng sức phiến bỗng nhúc nhích, lúc này đây, vậy mà đem đường Vũ Đồng Hạo Thiên trùy trùy sức lực đánh bay, sau đó theo trên bầu trời bỗng nhiên vẫn lạc, không phải hướng đường Vũ Đồng phương hướng, mà là hướng phía Trung Liêu bay đi. Một tia cười lạnh ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trên khuôn mặt, không hề nghi ngờ Phượng Lăng cùng Trung Leo đang đang thi triển đấy, tất nhiên là thánh linh giáo mật pháp, còn hiệu quả là cái gì, Hoắc Vũ Hạo không rõ ràng lắm, vốn lấy thiêu đốt Phượng Lăng cùng Trung Leo đại lượng oán linh làm đại giá, hiệu quả nhất định sẽ không quá chênh lệch, nói không chừng có thể làm cho bọn hắn có được tạm thời cực hạn đấu la tầng thứ công kích cũng khó nói, tà năng lực của hồn sư luôn luôn là quỷ bí đấy. Thế nhưng mà, tại lấy tinh thần dò xét khống chế toàn trường trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn như thế nào lại tại chính mình chiếm hết ưu thế giới tình huống cho Trung Liêu cơ hội như vậy. Thân hình lặng yên lóe lên, Hoắc Vũ Hạo đã đến đường Vũ Đồng sau lưng, sang hai cánh tay, từ phía sau ôm lấy thân thể mềm mại của nàng. Đường Vũ Đồng trên mặt đẹp toát ra vẻ mỉm cười, một đôi long rực hướng phía sau cuốn, ôm trọn ở Hoắc Vũ Hạo, ngay sau đó, trên thân hai người liền tách ra ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn. Một cái lóe ra tia sáng kỳ dị mắt dọc lặng yên không tiếng động xuất hiện, màu vàng, màu xanh biếc, màu xanh thâm thẳm sâu tử sắc nhiều loại hào quang không ngừng tại đây con mắt nhỏ trong lập lòe biến ảo tiếp theo một cái chớp mắt cái này hỗn hợp có vô số quang thải kỳ dị quang mang liền từ cái kia to lớn mắt dọc trong bắn nhanh ra như điện hoặc vũ hạo đối nắm chặt thời cơ căn bản không khả năng xảy ra vấn đề khi hắn ôm lấy đường vũ đồng trong nháy mắt đó đúng lúc là phượng lăng cùng trung liêu dung hợp đồng thời ở phía sau trung liêu căn bản không khả năng di động thân hình kỳ dị nhiều màu hào quang lập tức bắn nhanh ra như điện mỹ lệ hào quang làm cho chung quanh không gian bao la đều mông thượng một tầng mỹ lệ giả tường sắc thái trung liêu đạt được vượng lang dung nhập cả người đều biến thành một mảnh màu đỏ sậm sau lưng tử thần ma khôi đang cùng bàn thể hắn dung nhập hắn tự thân khí tức cũng bằng tốc độ kinh người bay vụt lấy nhưng là vừa lúc đó đạo kia mỹ lệ hơn thải quang mũi nhọn đã đến trước mặt hắn trung liêu chỉ cảm thấy chấn động toàn thân ngay sau đó hắn cũng cảm giác được toàn bộ thế giới đều trở nên không giống với lúc trước cái kia mỹ lệ cảm giác lại để cho hắn có một loại không nói ra được buông lòng. Loại này buông lòng là phát ra từ nội tâm, là như vậy sảng khoái. Thế nhưng mà, hắn cũng rốt cuộc cảm giác không thấy chính mình cường đại hồn lực rồi, dung nhập tự thân tử thần ma khôi cơ hồ là bị lập tức cướp đoạt, cả người hắn cũng trở thành một cụ màu vàng điêu khắc, trên người lực lượng cường đại, giống như băng tuyết hòa tan bình thường lặng yên biến mất lấy. Sáng chói bên trong tàn lụi, hoàng kim chi lộ. Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cường đại vũ hồn dung hợp kỹ, lấy hai gã tiếp cận cực hạn đấu la tu vi cường giả thi triển vũ hồn dung hợp kỹ trong nháy mắt này kỳ huy có thể trên thực tế đã đã vượt qua cái thế giới này hạn chế đã đạt đến bán thần cấp độ trung liêu cùng phượng lăng lấy mật pháp dung hợp năng lực cường thịnh trở lại tại đã tiếp cận thần minh lực lượng trước mặt lại tính là cái gì đâu này phượng lăng lực lượng nương theo lấy linh hồn của nàng cùng nhau biến mất không có để lại bất cứ dấu vết gì trung liêu từ thần ma khôi cũng bị tước đoạt mà ngay cả một thân hồn lực đều bị hóa đi hơn phân nửa khi hắn thở hào hển miễn cưỡng theo màu vàng kia trong dãy ruộng lúc đi ra cả người phảng phất giả rồi hơn 10 tuổi nương theo lấy hốc vũ hạo cùng đường vũ đồng thực lực biến chất hoàng kim chi lộ cũng đồng dạng biến chất tàn lụi không còn là vũ hồn cùng hồn kỹ đồng thời cũng có tánh mạng con người lực trung ly ô vốn là đã rất già tại hoàng kim chi lộ trong đi đến đồng nhất bị sinh mệnh lực của hắn lập tức rút nhanh chóng cả người hoàn toàn đã là một bộ gần đất xa trời lão nhân bộ dáng không có khả năng điều đó không có khả năng cái này căn bản cũng không phải là thuộc về lực lượng của nhân loại coi như là mẫu thân của ta hoặc là long lão cũng không chuẩn bị lực lượng như vậy vì cái gì vì cái gì các ngươi lại có thể thi triển trung leo thất thần gầm thét cuối cùng thủ đoạn thậm chí đều không có thể thi triển đi ra đã bị đối phương hoàn toàn hủy diệt phần này đà kích với hắn mà nói thật sự là quá nhiều trầm trọng bởi vì trả giá đấy đem là cái giá bằng cả mạng sống từng đạo hào quang từ xa phương bay vụt mà đến mãi cho đến trước mặt hoác vũ hạo mới dừng lại sau đó hóa thành một bao quanh hào quang phân biệt dung nhập vào trong cơ thể hắn chứng kiến những ánh sáng này ra biên trung liêu càng là mặt xám như cho hồn linh đều trở về cũng liền ý nghĩa tất cả thánh linh giáo các cường giả đã tất cả đều bị một mẻ hốt gọn lại không có bất kỳ người sống thánh linh giáo thật sự hôi phi yên diệt hoắc vũ hạo người hủy ta thánh linh giáo lão phu coi như là biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trung Ô nhìn xem hoắc vũ hạo trong ánh mắt tràn đầy oán độc Hoắc Vũ Hạo lại than nhẹ một tiếng, nói, đáng tiếc, người ngay cả trở thành quỷ cơ hội cũng sẽ không có, người cả đời này không biết làm thương tổn bao nhiêu linh hồn của con người, cho dù ngươi trở thành quỷ hoặc như oán linh, sâu xa bên trong, ngươi cũng đem gặp trời phạt, bất quá, từ đối với Long lão cùng Diệp Tịch thủy tiền bối tôn trọng, ta sẽ không cho ngươi cơ hội kia đấy, ngươi cho rằng, ở trước mặt ta, ngươi còn có trở thành quỷ khả năng sao? Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo hai con người đã biến thành màu vàng, từng bước một hướng phía trung Leo đi qua đi cường đại tinh thần lực hóa thành một cái cự đại lồng ánh sáng đưa bọn chúng bao phủ ở bên trong kinh khủng kia tinh thần chấn động đủ để cho trung Leo tinh thần mặt lực lượng chịu sụp đổ đúng lúc này trong lúc đó toàn bộ không gian phảng phất đều kịch liệt chấn động hạ xuống một cổ uyển giống như núi cao khủng bố tinh thần lực từ trên trời giáng xuống trầm thấp uy nghiêm âm lãnh thanh âm của vang vọng trên không trung là ai là ai dám can đảm phá hư bản tôn ngủ say là ai dám can đảm ở ta tà ma trong rừng rậm giết chóc nương theo lấy cái kia thanh âm trầm thấp xuất hiện bầu trời chợt bắt đầu vặn vẹo sau đó trở nên một vùng tam tối sơn màu đen mây đen chậm rãi hướng hai bên vỡ ra vậy mà như là cả thiên đô xé rách tựa như một cái con mắt thật to cứ như vậy ra hiện tại giữa không trung ánh mắt chỉ đúng là hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng cùng với trung ly ô vị trí chú tể đại nhân ngài rốt cuộc đã tới xin ngài trừng phạt những này dám can đảm phá hư tà ma rừng rậm bình tĩnh người đi trung liêu hiết tư để lý gieo hò hắn phải đợi viện quân rốt cuộc đã tới đúng đây mới là thánh linh giáo cuối cùng cậy vào nếu như không phải đã nhận được tà nhãn bạo quân chúa tể đồng ý thánh linh giáo làm sao có thể đem tổng bộ thiết lập ở tà ma rừng rậm dưới mặt đất mặc dù chỉ là tại tà ma ven rừng rậm nhưng là có thể thấy bọn họ cùng tà nhãn bạo quân chúa tể quan hệ trong đó rồi có diệp tịch thủy cùng long tiêu diêu hai đại cực hạn đấu la tồn tại bọn hắn là có tư cách cùng tà nhãn bạo quân chúa tể đàm điều kiện đấy mà lần này nếu như không phải diệp tịch thủy cùng long tiêu diêu đều tự cảm giác sinh mệnh lực suy yếu sắp đi về hướng tử vong thánh linh giáo cũng chưa chắc sẽ rời tà nhãn bạo quân chúa tể có thể không phải là cái gì thiện lương thế hệ một khi thánh linh giáo cũng không đủ cùng nó đứng ở cùng một cấp bậc tồn tại nó tuyệt đối không ngại đem thánh linh giáo hủy diệt cho dù là thánh linh giáo qua nhiều năm như vậy cũng không còn ít cho nó cung phụng cũng giống như vậy tà ma rừng rậm là địa bàn của nó là nó chúa tể chi địa đương nhiên không muốn có nhân loại một mực tại đây một đạo tử kim sắc cường quang bỗng nhiên lóe lên một cái đang tại bệnh tâm thần hò hét trung li ô toàn thân kịch chấn ánh mắt tại nháy mắt sau đó trở nên ảm đạm dần dần biến mất sáng rọi vô luận tới là ai đều khó có khả năng cải biến hoắc vũ hạo chặn đánh giết quyết tâm của hắn thật là thánh linh giáo giáo chủ chính hắn nhất định phải chết cái này là không có bất kỳ những khả năng khác đấy thánh linh giáo theo giờ khắc này tiến hành cuối cùng từ đại lục ở bên trên bị hủy diệt hoàn toàn rồi cái này không biết đã giết hại bao nhiêu sinh linh tà hồn sư tông môn vĩnh viễn tiêu vong nhân loại mạo phạm bản tôn uy nghiêm của phải trả giá thật nhiều tà nhãn bạo quân chúa tể cường thế thanh âm của vang lên ngay sau đó một đạo đường kính vượt qua trăm trượng màu đỏ sậm cường quang bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống đem hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng toàn bộ bao phủ ở bên trong nhớ năm đó Hoắc Vũ Hạo đã từng bị qua một lần tà nhãn bạo quân chúa tể công kích, lần kia, hắn nương tựa theo tinh thần miễn dịch, hiểm tử, nhưng vẫn còn sống, thoát đi tà ma rừng rậm. Còn lần này, hắn đã không phải là lúc trước cái kia mới vừa vặn trở thành hồn thánh Hoắc Vũ Hạo rồi. Ở đằng kia từ trên trời giáng xuống ám trong màu đỏ ánh sáng, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sáng quắc, sau lưng, to lớn mắt dọc bỗng nhiên sáng lên, một đạo lóe ra hoa hồng hào quang vàng ống lập tức lóe sáng. Vũ hồn chân thân, Tu La Chi đồng cùng cái kia từ trên trời giáng xuống hào quang màu đỏ sậm so sánh với hoặc vũ hạo tản ra hoa hồng kim sắc quang mang rõ ràng muốn so với người ta nhược tiểu chính là nhiều nhưng là đem làm hai đạo ánh mắt trên không trung va chạm nháy mắt trên bầu trời mây đen kịch liệt lật qua lật lại cái kia to lớn màu đỏ sậm cột sáng dĩ nhiên cũng liền như vậy bị chặn hơn nữa màu sắc của nó cũng đang phát sinh chuyển biến vậy mà nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màu băng lam mà còn tại chiều lấy nó ngọn nguồn lan tràn tu la chi đồng linh hồn trùng kích hoặc vũ hạo âm dương góc bù bổ sung song hồn hạch hỗn hợp hồn lực tại thời khắc này phát huy đầm đìa cực hạn a à, tà nhãn bạo quân chúa tể kinh ngạc hư một tiếng ngay sau đó hào quang màu đỏ sậm bỗng nhiên hướng vào phía trong kiềm chế vốn là trăm trượng đường kính cơ hồ tại hào quang lóe lên trong lúc đó liền kiềm chế chỉ có đường kính khoảng một trượng ngay sau đó kinh khủng bão táp tinh thần liền ở giữa không trung bộc phát ra bầu trời lập tức biến thành màu đỏ giống như là một cái biển máu bình thường kịch liệt tinh thần chấn động làm cho cả tà ma trong rừng rậm tất cả hồn thú toàn bộ nằm dạp trên mặt đất không dám có chút nhúc nhích chúng cảm nhận được đến từ chính tà nhãn bạo quân chúa tể lừa giận mà ở chỗ này tà nhãn bạo quân chúa tể tự là hết thầy chúa tể đường vũ đồng đi vào hoắc vũ hạo bên người thấy được hoắc vũ hạo ánh mắt ngưng trọng một lần tương bính hoắc vũ hạo miệng mũi chỗ vậy mà đã là chảy ra máu tươi không hổ là dám can đảm kiêu chiến đế thiên hơn nữa có thể toàn thân trở ra tồn tại à khi song phương tinh thần lực va chạm trong nháy mắt Hoắc Vũ Hạo cảm giác được là một loại khó có thể hình dung cảm giác áp bách, tà nhãn bạo quân chúa tể vậy và đem chính mình cường đại tinh thần lực cùng không gian chi lực hoàn toàn dung hợp. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực bên trong dung hợp chính là cực hạn chi băng, mà tà nhãn bạo quân chúa tể tinh thần lực bên trong lại tràn đầy không gian phong bạo, kinh khủng kia không gian ý niệm, suýt nữa xé toang Hoắc Vũ Hạo tinh thần bổn nguyên. Chúng ta đi lên. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo đường vũ đồng hai tay, bay vụt lên, hóa thành hai tia sáng ảnh, lập tức đã đến trong cao không. Hắn đã thề tuyệt không dễ dàng đánh chết hồn thú cái này tà ma trong rừng rậm sinh hoạt số lớn hồn thú lấy bọn hắn cùng tà nhãn bạo quân chúa tể thực lực nếu như là trên mặt đất đánh nhau chết sống lời mà nói nhất định sẽ tạo thành sanh linh đồ thán cho nên hắn muốn đem chiến trường để tại bên trên bầu trời trên bầu trời vốn là áp lực cực lớn tại kinh khủng bạo táp tinh thần tàn sát bừa bãi phía dưới đã là không còn sót lại chút gì đem làm hóc vũ hạo mang theo đường vũ đồng xuyên qua cái kia mảnh phong bạo sau đó rốt cục thấy được xếp hàng đại lục thập đại hung thú vị thứ hai, gần với thần thú đế thiên nhân vật khủng bố. Tà nhãn bạo quân chúa tể thân thể quá to lớn rồi, cái kia là một đường kính vượt qua 300 mét cự đại đôi mắt. Kinh khủng cự nhãn chung quanh thân thể khoảng chừng 9981 căn xúc tu, mỗi một cái chiều dài đều vượt qua 500 mét, trên không trung vung vẩy. Tại nó cái kia thân thể khổng lồ sau lưng, hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm, đó là nó hồn lực hải dương, cho nên mới đã có trước lúc trước cái loại này nó vừa xuất hiện liền tựa như tận thế vậy cảm giác tà quân ngài khỏe chứ tại hạ hoắc vũ hạo mang theo chút kinh tiến vào tà ma rừng rậm cũng không phải là vì quấy giày ngài ngủ say chỉ là cái kia thánh linh xác lệnh nhân loại ta sanh linh đồ thán nhất định phải đem diệt sát kính xin tà quân tha thứ hoắc vũ hạo ánh mắt bình hòa hướng tà nhãn bạo quân nói ra hắn cũng không tính cùng vị này tà nhãn bạo quân trở mặt dù sao vị này cũng là đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy cường giả nắm trong tay tà ma rừng rậm thậm chí thậm chí toàn bộ nhật nguyệt đại lục hồn thú đô này đây nó cầm đầu hồn linh hệ thống theo thời gian phát triển đã mới gặp gỡ hiệu quả tương lai muốn mở rộng liền cần càng nhiều cường giả ủng hộ nếu như có thể thuyết phục tà nhãn bạo quân chúa tể tại nhật nguyệt đại lục cũng tiến hành hồn linh truyền bá đối với nhân loại cùng hồn thú quan hệ trong đó hòa hoãn đem có rất lớn thôi động tác dụng cho nên hoác vũ hạo mới sẽ khách khí như vậy tà nhãn bạo quân chúa tể to lớn đồng tử nhìn xem hoác vũ hạo thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong không gian quanh quần nhân loại, người rất cường đại. Người ở đây người ta gặp qua loại bên trong, là một người duy nhất có thể chính diện, cùng ta tinh thần lực chống lại đấy. Nhưng là, người giết chết cùng ta có hợp tác hiệp nghị nhân loại, chuyện này không thể cứ tính như vậy, người phải bỏ ra cái giá tương ứng mới được. Hoác Vũ Hạo lạnh nhạt nói, tà quân, người tuy nhiên cường đại, nhưng lại không muốn cho là chúng ta nhân loại đều rất nhỏ yếu. Ta không hy vọng cùng ngươi trở thành địch nhân, nhưng là, lại cũng không có nghĩa là chúng ta sợ ngươi chúng ta sẽ không đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, chỉ là không muốn đối địch với ngươi mà thôi. Nếu như ngươi không phải muốn cùng chúng ta trở mặt, vậy cũng tùy ngươi. Ngươi đại khai có thể thử xem, phải chăng có thể tại trên người chúng ta chiếm đắc tiện nghi. Khả 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 hắc, tà nhãn bạo quân chúa tể đột nhiên cười ha hả, 81 căn xúc tu không ngừng trên không trung quơ, bầu trời lại biến thành một mảnh vạn vẹo, cường đại tinh thần lực vang vọng trên không trung, cái loại này phô thiên cái địa áp lực lại một lần nữa xuất hiện hoặc vũ hạo đối vị này ta quân cũng không khỏi âm thầm bội phục có thể đem tinh thần của mình chi hải hình chiếu tại bên ngoài cơ thể hơn nữa tạo thành cường đại như thế tinh thần chấn động hắn tự hỏi còn làm không được có lẽ không đến chính mình thành tựu đệ tam hồn hạch sau đó mới có một chút đạt tới loại tầng thứ này cơ hội đi bất quá chính như chính hắn nói như vậy hắn cũng không e ngại tà nhãn bạo quân chúa tể tự tin nguyên ở thực lực nhân loại đã thật lâu không ai dám can đảm cùng ta nói như vậy bảo rất tốt như vậy hôm nay ta ngược lại phải thử một chút ngươi cái này tự đại nhân loại có bao nhiêu năng lực chỉ cần ngươi hôm nay có thể theo bản tôn trong tay đào tàu chuyện lần này coi như xong bằng không mà nói ngươi liền lưu lại cho ta cái này tà ma rừng rậm làm phân bón đi vừa nói ta nhãn bạo quân chúa tể cái kia tám mươi mốt căn xúc tu lập tức liền biến thành màu hồng đỏ thẫm theo bốn phương tám hướng hướng phía hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng rút kích tới quả nhiên biêu hãn à lúc trước nó dám can đàm ly khai lãnh địa mình đi khiêu chiến thần thú đế thiên vị này tà nhãn bạo quân chúa tể tính tình có thể nghĩ nó không có khả năng cảm giác không thấy đường vũ đồng cũng có được tiếp cận cực hạn đấu la thực lực nhưng cho dù là như vậy nó cũng lựa chọn chiến đấu hoặc vũ hạo tuy nhiên thể không chủ động đi giết hồn thú nhưng nếu như là hồn thú gan dám công kích mình hắn cũng là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình hơn nữa hắn bây giờ tất cả hồn hoàn bên trong còn thiếu thiếu một cái thiếu khuyết một cái con mắt linh hoạt đệ cử hồn hoàn trên thế giới này chỉ sợ không có bất kỳ người nào so tả nhãn bạo quân chúa tể thích hợp hơn rồi hoắc vũ hạo chính là song sinh vũ hồn nếu như là giống như hồn sư coi như là thật sự giết tả quân loại tầng thứ này cường giả cũng không thể có thể hấp thu được rồi nó sinh ra hồn hoàn bởi vì cái kia trong đó năng lượng ẩn chứa thật sự là quá to lớn rồi nhưng hoắc vũ hạo không giống với à bản thân hắn tu vi liền tiếp cận cực hạn đấu la tầng thứ lại là chuẩn bị xong hồn hạch đấy hấp thu tả quân hồn hoàn thật là có khả năng đối mặt những thứ kia rút kích mà đến xúc tu hoắc vũ hạo mặt trầm như nước hắn không có trực tiếp thi triển lĩnh vực của mình năng lực tả nhãn bạo quân chúa tể quá cường đại tuy nhiên cái này là lần đầu tiên cùng nó chính diện giao thủ nhưng hoắc vũ hạo đã có qua đối mặt thần thú đế thiên kinh nghiệm hắn biết rõ đã đến tả quân cùng thần thú loại tầng thứ này cường giả chúng đã đứng ở thế giới đỉnh phong xác thực không phải bình thường cực hạn đấu la sở có thể chống đỡ đấy tả quân đối không gian chi lực khống chế tuyệt đối sẽ không thua ở thần thú cho nên muốn chiến thắng nó, cũng chỉ có thắng vì đánh bất ngờ, hơn nữa không có khả năng cùng nó đối hao tổn. Vị này tu luyện, chừng bày khoảng chừng 100.000 năm cường giả, liền tinh thần chi hải đều có thể hình chiếu tại bên ngoài cơ thể, bản thân hồn lực muốn hùng hậu đến trình độ nào à? Sương mù nhàn nhạt theo hóc vũ hạo trên người bay lên, thần lộ đao đã ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay, đường vũ đồng trong hai tay, như cũ, là trái chùy phải thương, hóc vũ hạo tinh thần dò xét cộng hưởng, đã cùng nàng hoàn toàn tương liên đối mặt tà quân loại tầng thứ này cường giả trong lòng bọn họ đều không có nửa điểm sợ hãi có chỉ là hưng phấn thực lực của bọn hắn đều vừa mới tăng lên căn cơ bất ổn từ khi đột phá 95 cấp sau đó bọn hắn sẽ không có thật tốt lắng đọng qua mà muốn tốt hơn nhận thức bản thân tu vi để cho mình hoàn toàn nắm giữ những này bỗng nhiên nhổ thăng lên thực lực biện pháp tốt nhất tự là chiến đấu tựa như lúc trước khoác vũ hạo ngang nhiên đưa ra nhảy lên 10, đúng là lần kia sau đó điện định hắn thành là siêu cấp đấu la trụ cột tà quân tuy nhiên cường đại nhưng hoắc vũ hạo có tuyệt đối tin tưởng có thể đủ tất cả thân trở ra cho dù đánh không lại chạy vẫn là chạy được đã như vậy vậy nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một trận đến để cao bản thân kinh nghiệm thực chiến chân đạp quỷ ảnh mê tung hoắc vũ hạo mang theo đường vũ đồng lập tức lóe lên một cái tại tinh thần dò xét cộng hưởng dưới tác dụng bọn hắn đồng thời dùng ra di chuyển tức thời tựa như là một người sử dụng bình thường lập tức lướt ngang trăm mét hóc vũ hạo ra hiện tại một cái lạc đàn xúc tu phía trước trong tay thần lộ đao lập tức chém ra trên bầu trời một đạo màu băng lam quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất xúc tu cùng màu băng lam quang ảnh tiếp xúc trong nháy mắt nó giống như là một cái màu đỏ sậm roi đáng sợ hơn là trong đó còn ẩn chứa rực rỡ hào quang mổ bạc quang mang chấp nhấp nháy muốn đem màu băng lam quang nhận rút mở nhưng là cái kia màu băng lam quang nhận phía trên lập tức ánh sáng phát ra rực rỡ mỏ bạc cùng màu vàng xen lẫn nhau lập lòe trong không khí nhiệt độ lập tức giảm xuống ngay sau đó quang nhận kia liền bôi đã qua xúc tu tà nhãn bạo quân chúa tể câu thảm một tiếng một cái xúc tu dĩ nhiên cũng làm như vậy bị hoắc vũ hạo chặt đứt một đoạn hoắc vũ hạo cùng đồng vũ đồng thân hình lần nữa lập lòe gia tốc bỗng nhiên ra tốc dưới hàn khí tức cả người đều trở nên hơi dồn dập nhưng nhưng cố theo mặt khác xúc tu trong khe hở chui ra lấy năng lượng khổng lồ chính diện đối chiến kém xa lấy kỹ xảo tương bác tà quân cũng không biết hoắc vũ hạo có thần lộ đa loại này thần binh lợi khí rõ ràng vừa lên đến liền ăn phải cái lỗ vốn nhưng là trong cùng một lúc tà nhãn bạo quân chúa tể thoáng một phát đã bị chọc giận chỉ thấy cái kia to lớn trong đồng tử bỗng nhiên trở nên thâm thúy mà bắt đầu ngay sau đó một vòng màu đỏ sậm bụi gai quang luân liền ra hiện tại vòng ngoài ông bầu trời phảng phất kịch liệt chấn động hạ xuống hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng đồng thời cảm giác được phảng phất có ngàn vạn nhọn hoắt đâm vào tinh thần của mình chi hải trong tựa như sau đó kéo túm lấy tự thân tinh thần chi hải muốn cơ thể mà ra đây là cái gì năng lực hoặc vũ hạo không khỏi chấn động hắn cũng là lần đầu tiên đối mặt tà nhãn bạo quân chúa tể nói không khoa trương tà quân mặc dù đang trên chỉnh thể thực lực kém hơn thần thú đế thiên nhưng ở tinh thần mặt lên cũng tuyệt đối đương đắc mắc lửa này đại lục đệ nhất cường giả danh sưng thay đổi tu vi hơi yếu một chút tinh thần chi hải chỉ sợ trực tiếp cũng sẽ bị chóc bong ra ngoài thân thể đã không có tinh thần chi hải mọi người muốn biến thành ngu ngốc còn có thể nào phản kháng được. May mắn, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng đều có đủ tinh thần hồn hạch, cảm nhận được cái kia cường đại lực kéo, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ đồng trong đầu tinh thần hồn hạch lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, cường thế tinh thần lực cùng những thứ kia đâm vào vào bụi gai kịch liệt đối kháng, ngạnh sinh sinh đích chĩa vào cái kia cường hãn công kích, bất quá, cho dù như thế, thân hình của bọn hắn đều thoáng trì trệ xuống, Tà Nhãn Bạo Quân chúa thể đại lượng xúc tu cũng đã quấn quanh tới. Cũng đúng lúc này, một tầng băng lam sắc quang vựng cũng bỗng nhiên theo hoác vũ hạo trên người hướng ra phía ngoài tóe phát ra một đoà ống ánh sáng long lanh cọng cỏ non ra hiện tại hắn đầu vai đúng là bát giác huyền băng thảo căn bản không cần hoác vũ hạo đi khống chế linh hồn của hắn cũng đã vì hắn đã phát động ra công kích bát giác vạn hướng đâm vô số to lớn băng mâu lấy hoác vũ hạo thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài tóe phát ra ra tay rút đánh vào băng mâu lên vụn băng tứ tán vẩy ra nhưng đúng là vẫn còn bị những thứ kia băng mâu đẩy ra không có rơi vào hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng trên người một đạo kiếm khí màu lam đậm ngay sau đó quét ngang mà ra tuyết đế tiếu xanh xanh đứng ở hoắc vũ hạo bên người tuyết đế tam tuyệt băng cực vô song hơn 10 căn xúc tu bị một kiếm này chém trúng tuy nhiên băng cực vô song sắc bén không bằng thần lộ đao không có thể trực tiếp chặt đứt những này xúc tu nhưng là lại để cho cái này mười mấy cây ra tay tại cực hạn chi băng hạ đông lại băng đế ra hiện tại tuyết đế bên người trong đôi mắt đẹp dịu dàng bích quang đại phóng thân thể mềm mại một chuyến liền hiện ra băng đế chân thân to lớn vĩ móc câu vung lên một đạo bích lục sắc tia sáng thẳng đến xa xa tà nhãn bạo quân chúa tể vọt tới cái này hồn kỹ coi như là hoắc vũ hạo đều không chuẩn bị chính là băng đế dần dần khôi phục vốn lực lượng sau một lần nữa có thể sử dụng mà nàng bây giờ trạng thái thì tương đương với hóc vũ hạo thi triển vũ hồn chân thân ồ tà nhãn bạo quân chúa tể lần nữa kinh nghi một tiếng trong ánh mắt bắn ra một đạo hắc quang cùng màu xanh biếc ánh sáng đụng vào nhau không trung lập tức tóe lên vô số quang chóng mặt nhưng là đúng vào lúc này băng đế một đôi trước ngao dùng sức khép lại một chút lập tức trước khi bị băng cực vô xong đóng băng lại mười mấy cây ra tay đã xảy ra liên tiếp bạo tạc nổ tung nàng chưa bao giờ nghĩ tới công kích của mình trực tiếp liền có thể thương tổn được cường đại tà nhãn bạo quân chúa tể chỉ là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn không cho hắn có thời gian xử lý xuất thủ đông lại sau đó lập tức dẫn động băng bạo thuật tà nhãn bạo quân chúa tể xúc tù xác thực cường đại cho dù là băng bạo thuật tác dụng cũng không thể đưa chúng nó phá hủy chỉ là có một cổ dòng máu màu tím vẩy ra giống các ngươi thật sự chắc giận ta tả nhãn bạo quân chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng tất cả xúc tu đồng thời dựng thẳng lên lúc này đã chĩa vào nó tinh thần công kích hoặc vũ hạo tỉnh táo lại giật mình chứng kiến tả nhãn bạo quân chúa tể mỗi một cái dựng thẳng lên xúc tu lối vào đều có một cùng nó bản thân giống nhau như đúc con mắt chỉ là muốn ít hơn nhiều lúc này từng cái trên ánh mắt đều tàn ra quỷ dị sáng rọi. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Truy cập kênh YouTube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ phim viết liền không giấu nhé. 81 căn xúc tu, trừ bỏ bị hoác vũ hạo chặt đứt cái kia một cây bên ngoài, còn thừa 80 căn xúc tu tất cả đều tản ra u hào quang. Vũ hạo, cẩn thận rồi, tuyết đế trầm giọng quát. Cùng lúc đó, nàng thân thể mềm mại một chuyến, đã hư không tiêu thất, hóa thành mảng lớn bông tuyết hướng phía chung quanh tán đi đúng là chính diện hướng phía tả nhãn bạo quân chúa tể phương hướng nghênh đón tiếp lấy cái này là tuyết đế xếp hàng thập đại hung thú vị thứ ba tuyết đế tả nhãn bạo quân chúa tể nổi giận gầm lên một tiếng 80 mươi xúc tu lập tức phóng xuất ra 80 đạo xạ tuyến những này xạ tuyến không có bất kỳ hào quang đều là thuần túy màu đen khi chúng nó đồng thời xuất hiện thời điểm lớn có vài phần thiên địa biến sắc cảm giác tuyết đế bắn ra bông tuyết phiên phiên khởi vũ tại đây chút ít xạ tuyến trong lúc đó giao nhau tung hoành né tránh công kích của nó mà chút ít màu đen xạ tuyến bản thân cũng không phải nhằm vào của nàng mà là thẳng đến hắc vũ hạo mà đến hắc vũ hạo thông qua tinh thần dò rét rõ ràng có thể cảm giác được bọn họ quỹ tích nhưng là như thế nào cũng không có biện pháp né tránh tại tinh thần mặt đối kháng lên hắn cuối cùng cùng tà nhãn bạo quân chúa tể còn có tranh lệch đường vũ đồng đột nhiên tiến lên một bước đi vào hóc vũ hạo trước người trong tay hạo thiên trùy hư không anh ra lúc này đây ở sau lưng nàng nổi lên một cái cự trùy bóng đen cự trùy đột nhiên xuất hiện đón gió căng phồng lên cơ hồ là tại qua trong giây lát liền bạo đã tăng tới dài đến trăm mét cự trùy ngang trời nặng nề đánh vào trong không khí hạo thiên chùy chân thân cho dù là hoác vũ hạo cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy đường vũ đồng thi triển năng lực này kịch liệt nổ vang bỗng nhiên vang lên toàn bộ bầu trời phảng phất là lập tức bạo liệt bình thường bầu trời sụp đổ to lớn hấp lực khiến cho hóc vũ hạo cùng tà nhãn bạo quân chúa tể đều là chấn động về phía trước bị hấp dẫn vài phần những thứ kia tà nhãn bạo quân chúa tể bắn ra hắc quang trên không trung lập tức tán loạn nhưng là tán loạn lại chỉ là trong nháy mắt mà thôi tiếp theo một cái chớp mắt những này tán loạn hắc quang vậy mà biến mất đợi đường vũ đồng phát hiện thời điểm cái này tám mươi đạo hắc quang lại nhưng đã đạt tới trước mặt bọn họ không gian chi lực tà nhãn bạo quân chúa tể vậy mà đem không gian chi lực cùng bản thân tinh thần lực kết hợp tốt như vậy đường vũ đồng lại vẫn không có lui về phía sau cự chùy ngăn cản trước người ngay sau đó một cổ kinh khủng đắc ý niệm liền từ trên người nàng tóe phát ra hạo thiên chùy chân thân lên một tầng màu vàng đường vân hướng ra phía ngoài tách ra ngay sau đó lấy hạo thiên chùy làm trung tâm không gian xung quanh tất cả đều biến thành màu bạc sau đó lại nhao nhao nghiền nát lúc này đây cái kia tám mươi đạo hắc sắc quang mang mới thật sự hoàn toàn phá bể nát đồng dạng là không gian chi lực nhưng là đường vũ đồng thi triển ra không gian chi lực lại cùng hạo thiên trùy cực hạn lực lượng hướng dung hợp đấy nghiền nát hắc quang trên không trung nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại nhưng như cũ hàng lâm tại đường vũ đồng trên người thân thể của nàng khẽ run lên hạo thiên trùy chân thân lập tức biến mất một cái ý niệm cũng theo đó truyền đưa cho hóc vũ hạo tinh thần tê liệt nói chỉ là bốn chữ này đường vũ đồng trên người cũng đã là kim quang đại phóng đây là nàng lấy bản thân tu vì đang đối kháng với tả nhãn bạo quân chúa tể dấu hiệu đúng lúc này xa xa tả nhãn bạo quân chúa tể bản thể đột nhiên bắn ra một cổ cuồng bạo đắc ý niệm. Ngay sau đó, nó cái kia đường kính đạt tới 300 mét cự, đại đồng tử đột nhiên hoàn toàn biến thành màu đỏ tươi, một đạo cự đại màu đỏ tươi cột sáng, bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Đây chính là một đạo đường kính đạt tới 300 mét khủng bố hồng sắc quang trụ à, cơ hồ đem tuyết để tất cả hóa thân bông tuyết toàn bộ bao phủ ở bên trong, mà còn hướng phía hốc vũ hạo cùng đường vũ đồng bên này oanh kích mà đến. Đây mới là tà nhãn bạo quân chúa tề công kích cường đại nhất. Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm giác tinh thần chi hải thoáng một phát liền sôi trào, đó là một loại tai họa ngập đầu hàng lâm vậy cảm giác. Trước đây sau mấy lần thăm dò tính công kích về sau, tà nhãn bạo quân chúa tể rốt cuộc tiến hành sử dụng nó vũ khí mạnh mẽ nhất rồi. Tuyết đế bỗng nhiên nặng mới ra hiện tại hắn trước người, cùng băng đế dung hợp lại cùng nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo băng bạch cùng bích lục kết hợp, liền lập tức tách ra mà ra. Cùng tà nhãn bạo quân chúa tể khí phách bên cạnh lộ đích khủng bố công kích so sánh với đạo này băng tuyết nhị đế chi kiêu ngạo chỉ có đường kính chừng mười thước thể tích thì nhỏ hơn nhiều nhưng là thực sự đem hóc vũ hạo cùng đường vũ đồng lao lao hộ ở phía sau oanh kịch liệt nổ vang trên không trung nổ vang toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị đút cái lổ lớn kinh khủng tinh thần ý niệm cực hạn chi băng cường thịnh khí tức còn có vô số hồn lực chấn động bay ra bầu trời tùy ý có thể thấy được các loại nghiền nát lổ hồng thậm chí thật lâu không thể khép kín cuồng bạo ý niệm khiến cho toàn bộ bầu trời bị run dày cái này là cực hạn tầng thứ giao thủ tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tồn tại băng đế cùng tuyết đế dù sao chỉ là hồn linh không phải từng đã là bản thể nếu không các nàng hai vị liên thủ chưa hẳn chỉ sợ tà quân lúc này các nàng lại chỉ có thể mượn nhờ hoắc vũ hạo lực lượng hoắc vũ hạo tu vi hiện tại cùng thời kỳ toàn thịnh tuyết đế đô còn có tranh lệch và chạm chấm dứt hoắc vũ hạo sắc mặt có chút tái nhợt trong cơ thể hồn lực từng đợt cuồn cuộn cái kia bị áp chế ở đan điền đấy thuộc về long tiêu diêu hồn lực hắn bây giờ còn không thể hoàn toàn vận dụng lúc này bản thân hồn lực rớt xuống đồng thời trong cơ thể áp xúc hồn lực mà bắt đầu có chút dục dịch khuynh hướng thật cường đại tà nhãn bạo quân chúa tể à bất quá mình cũng rốt cục có thể chính diện tiếp nhận được công kích của nó rồi tà nhãn bạo quân chúa tể vòng tiếp theo công kích không có lập tức đến nó cái kia âm trầm thanh âm vang vọng bầu trời được rất tốt ngươi lại có thể lại để cho băng đế cùng tuyết đế trở thành lực lượng của ngươi như thế ngoài bổn tọa ngoài ý liệu bất quá chỉ bằng mượn thực lực như vậy cũng dám hướng bổn tọa khiêu khích, hôm nay nhất định phải làm cho người chết không có chỗ chôn. 81 căn xúc tu lần nữa dựng thẳng lên, trong đó 80 căn hắc mang đại phóng, lại là tinh thần tê liệt xạ tuyến. Tinh này thần tê liệt xạ tuyến còn mang có không gian chi lực hiệu quả, một phá hư rất khó, tại tà nhãn bạo quân chúa tề tập trung xuống, né tránh lại cơ hồ là chuyện không thể nào, muốn ngăn cản, nhưng vị khó càng thêm khó. Đường vũ đồng thật vất vả mới từ trước tinh thần tê liệt trong tránh thoát đi ra nàng thân hình lóe lên liền né tránh đã đến hoác vũ hạo sau lưng đã đến hoác vũ hạo sau lưng nàng trên người tiến hành sinh khí một tầng tử kim sắc vầng sáng dáng vẻ trang nghiêm chung quanh thân thể quang vụ mờ mịt hoác vũ hạo trên người ánh sáng màu lam lập lòe băng cực chiến thần giáp nhanh chóng bao trùm toàn thân thần lộ đau dơ lên tại trong hư không chém ra một cổ kỳ dị ý niệm bỗng nhiên từ trên người hắn tóe phát ra đó là một loại hưng phần ý niệm cho dù là xa xa tà nhãn bạo quân chúa tể đều hứng chịu tới ảnh hưởng cảm giác mình vui vẻ tựa như những thứ kia vốn là đã tập trung vào tinh thần của địch nhân tê liệt xạ tuyến rõ ràng đột nhiên độ lệch hướng phía hoắc vũ hạo bên cạnh thân vị trí vào tới đúng là hắn một đao kia bổ ra địa phương một đao vết nứt không gian bỗng nhiên mở ra đem 80 đạo tinh thần tê liệt xạ tuyến hoàn toàn thôn phệ a à, người đây là cái gì năng lực tà quân cảm thấy hiếu kỳ bởi vì tại hoắc vũ hạo cái kia chém ra một đao sau đó nó kinh ngạc phát hiện chính mình rõ ràng đã mất đi đối xạ tuyến khống chế hoắc vũ hạo cười nhạt một tiếng nói tinh thần lực à chẳng lẽ trừ ngươi ra liền không cho phép người khác am hiểu tinh thần năng lực sao hắn sử dụng đấy đúng là cảm xúc chi lực trải qua những ngày này đánh bóng cùng tu luyện hắn đối cảm xúc chi lực rốt cục có đi một tí thuộc tại lĩnh ngộ của mình những ngày lĩnh ngộ cũng không coi là bao nhiêu cao thâm nhưng đối với hắn hiện tại mà nói lại hết sức hữu dụng vừa rồi hắn thi triển tự là cảm xúc bên trong đấy hỉ nhạc cái kia chém ra một đao nhìn như bình thường lại là của hắn tự nghĩ ra hồn kỹ tà nhãn bạo quân chúa tể đồng tử đột nhiên co rút lại một chút tinh thần mặt rất tốt tiểu tử hôm nay vô luận như thế nào bản tôn đều phải đưa ngươi ở tại chỗ này rồi nếu như lại để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp nói không chừng tương lai không lâu thật có thể uy hiếp được bản tôn hắc vũ hạo thở dài một tiếng nói vốn ý định sống chung hòa bình đấy làm gì ngươi dồn ép không tha đã như vậy vậy hôm nay vô luận như thế nào ta cũng vậy muốn đem người chém giết cho ngươi trở thành tinh thần của ta mặt đệ cử hồn hoàn là ngươi trước muốn thương tổn chúng ta liền đừng trách chúng ta ra tay ác độc vô tình vừa mới nói xong hốc vũ hạo thân thể đột nhiên tiến hành phát sanh biến hóa một đạo kim quang óng ánh lập tức từ trên người hắn bộc phát ra cùng lúc đó vô luận là băng đế tuyết đế vẫn là bát xác huyền băng thảo đều trong nháy mắt một lần nữa dùng nhập vào trong thân thể của hắn kim quang kia phá không lên bỗng nhiên thăng nhập không trung vốn là màu đỏ sậm là bầu trời bao la cư nhiên bị trực tiếp xé mở một khe nứt một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống phụng dưỡng cha mẹ tại Hoắc vũ hạo trên người nồng nặc băng sương mù lấy thân thể của hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán to lớn long rực tại sau lưng của hắn mở ra Hoắc vũ hạo sau lưng đường vũ đồng biến mất mà thân hình của hắn tại băng cực chiến thần giáp ở trong từ bên ngoài nhìn không tới bất kỳ biến hóa nào trong hư không vừa xài bước ra một đạo ngân quang ra hiện tại phía trước trong chốc lát không gian xuyên việt hả tả nhãn bạo quân chúa tể cả kinh đem làm kim quang kia hàng lâm tại hoắc vũ hạo trên người thời điểm hắn thình lình cảm giác được người trẻ tuổi này thay đổi hoàn toàn trước khí tức đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất phảng phất cả người cũng đã biến thành quang một bộ phận to lớn đồng tử có rút lại khuếch trương lúc này đây hoàn toàn biến thành màu xanh lá cây kinh khủng khí tức sơ xác lấy nó cái kia thân thể khổng lồ làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán bầu trời cũng đồng dạng biến thành màu xanh lá cây chỉ có đáp xuống hoác vũ hạo trên người đạo kia thẳng đứng kim sắc quang trụ không cách nào bị không gian của nó áp bách khép kín ngân quang lại lóe lên đem làm hoác vũ hạo xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà ra hiện tại tà nhãn bạo quân chúa tể ngay phía trước trăm mét tà nhãn bạo quân chúa tể tám mươi căn xúc tù điên cuồng cuộn tất cả lên muốn đưa hắn ngăn trở hoác vũ hạo tay phải nâng lên trong tay băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đạo như cũ là chảm kích tại trong hư không lúc này đây đắc ý niệm là bi thương tổn thương ở đằng kiên nồng nặc bị ảnh hưởng dưới xúc tu lần nữa bị dẫn dắt đến bên cạnh hủy diệt chi quang tà nhãn bạo quân chúa tể thanh âm của tràn ngập một loại kỳ dị âm điệu mỗi một chữ nói ra thời điểm không khí đều quỷ dị vạn vẹo hạ xuống khủng bố đến mức tận cùng tinh thần lực phảng phất đã ngưng tụ đã thành thể rắn tiếp theo một cái chớp mắt một đạo đường kính chỉ có khoảng trăm mét quang mang màu xanh sẫm mãnh liệt bán mà ra trực tiếp chiếu rọi tại hoác vũ hạo trên người hoác vũ hạo cũng không biết tà nhãn bạo quân chúa tể phóng thích ra ánh mắt đường kính càng lớn uy lực càng nhỏ mà đường kính càng nhỏ tắc thì uy lực càng lớn đạo này hủy diệt chi quang coi như là thần thú đế thiên ở chỗ này muốn ngăn cản cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới mới được nhưng là khiến cho tà nhãn bạo quân chúa tể khiếp sợ không gì sánh nổi chính là lơ lửng tại đó hoác vũ hạo tại đã nhận lấy cái này sau một kích cả người phảng phất đều trở nên hư vô bình thường rõ ràng, chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nếu như phi yếu nói có biến hóa lời nói, như vậy, chính là hắn sau lưng thêm một con xinh đẹp nhân ngư quang ảnh, êm tai người cá tiếng ca văng lên theo. Bằng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ, đau lên, tách ra không có gì sánh kịp sáng chói sáng rọi, cực hạn hàn ý lập tức tăng lên tới trước nay chưa có trình độ, dưới âm 260 độ nhiệt độ siêu thấp, khiến cho những thứ kia muốn lần nữa dây dưa tới xúc tu trên không trung đều trở nên ngưng trệ làm sao có thể chúng ta hủy diệt chi quang hắn làm sao sẽ một chút việc nhi đều không có điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng tà nhãn bạo quân chúa tể rất là kinh hãi trong nháy mắt này nó rốt cục cảm nhận được nguy cơ to lớn cũng ở này một cái chớp mắt khoác vũ hạo trên người bỗng nhiên bán ra một đạo cường quang ngay sau đó một thanh màu vàng cự trùy liền từ sau lưng hắn bay lên lập tức đã đến tà nhãn bạo quân chúa tể trước mặt khoảng cách song phương quá chặt cái kia lập tức xuất hiện lực áp bách thậm chí lại để cho tà nhãn bạo quân chúa tể to lớn trong đồng tử hướng phía dưới chìm xuống một tầng cường thịnh tinh thần vòng bảo hộ lập tức liền từ hắn trong đồng tử bộc phát ra cùng màu vàng kia cự trùy đụng vào nhau tinh thần vòng bảo hộ lập tức ngưng kết thành băng ngay sau đó từng mảnh nghiền nát kim quang bắn ra bốn phía cực đông lạnh bên trong rừng rực thiên đế chi truy tà nhãn bạo quân chúa tể thân thể kịch liệt rung động run một cái nhưng nó cũng tại thời khắc này cho thấy với tư cách thập đại hung thu xếp hàng thứ hai cường giả siêu cấp thực lực tại vừa mới đã nhận lấy đả kích đồng thời hắn đồng tử ở chỗ sâu trong đã biến thành một mảnh xanh đậm ngay sau đó một đạo chỉ có đường kính một trượng hào quang màu lam đậm bỗng nhiên mãnh liệt bán mà ra khi đạo này hào quang màu lam đậm xuất hiện thời điểm thời gian phảng phất đã dừng lại đang tại dơ lên thần lộ đào hóc vũ hạo tại đây một cái chớp mắt lại là hoàn toàn bị giam cầm ở giữa không trung hết thảy chung quanh không gian đều bằng tốc độ kinh người tại áp xúc hào quang màu lam đậm nhìn như thập phần chậm rãi đang di động nhưng là ngay tại nó trong quá trình di động bầu trời biến thành màu xanh đậm đại địa biến đã thành màu xanh đậm tà nhãn bạo quân chúa tể hết thảy đều biến thành màu xanh đậm thì không chi quang tà nhãn bạo quân chúa tể trung cực áo nghĩa lúc trước nó tự là nương tựa theo cái này cường đại năng lực mới có thể theo đế thiên trong tay chạy đằng trời nương tựa theo đối tinh thần cùng không gian cảm ngộ hắn lĩnh ngộ cái này thời không lực lượng nguồn gốc từ tại tinh thần bổn nguyên thời không chi lực thời không chi lực có thể cướp đoạt hết thảy sinh vật tinh thần bổn nguyên để cho tinh thần bổn nguyên lập tức suy giảm lúc trước thú thần đế thiên mặc dù đã thương nặng nó nhưng đế thiên bản thân cũng bởi vì chúng cái này thì không chi quang trọn vẹn nghỉ ngơi ngàn năm mới khôi phục trạng thái tột cùng nhưng gặp cái này thì không chi quang mạnh mẽ đến mức nào màu xanh đậm thì không chi quang ổn định rơi vào hóc vũ hạo trên người lại để cho trên người hắn đang đang hướng ra bên ngoài phóng thích ra băng xương khí tức tất cả đều biến thành màu xanh đậm cả người cũng là như thế tà nhãn bạo quân chúa tể rốt cục nhẹ nhàng thở ra tại hắn có thể thi triển thì không chi quang cái này cường đại áo nghĩa sau đó một người duy nhất bị trúng mục tiêu sau đó không chết tự là thần thú đế thiên chỉ lần đó ra còn không có bất kỳ sinh vật có thể tại thì không chi quang trước mặt may mắn thoát khỏi mà thi triển cái này thì không chi quang trên thực tế đối với tà nhãn bạo quân chúa tể mà nói cũng phải bỏ ra cái giá cực lớn hắn muốn tiêu hào của mình sinh mệnh lực mới có thể sử dụng phải biết lại không lâu nữa hắn liền phải đối mặt đại kiếp nạn lại tới ở phía sau tiêu hao sinh mệnh lực với hắn mà nói gần như là chí mạng nhưng là ngay tại vừa rồi hoắc vũ hạo mang cho hắn cảm giác nguy cơ thật sự là quá cường liệt rồi đã đến tà nhãn bạo quân chúa tể tầng thứ này cường giả đối tại cảm giác của mình là cực kỳ tin tưởng không có nửa điểm hoài nghi cho nên nó mới không chút do dự vận dụng thì không chi quang phốc tà nhãn bạo quân chúa tể thân thể khổng lồ nhỏ nhẹ rung động run một cái một cổ cực kỳ to lớn đắc ý niệm bỗng nhiên hướng ra phía ngoài bộc phát. Cổ này ý niệm tự là bất, khả, tư, nghị. Đúng, không thể tưởng tượng nổi, bởi vì một thanh lóe ra nồng đậm băng sương mù lưỡi dao sắc bén, liền cắm vào nó đồng tử cốt lõi nhất vị trí, một bóng người liền nắm chơi này lưỡi dao sắc bén, thậm chí ở trên người hắn còn có trước khi nhiễm hào quang màu lam đậm. To lớn dựng thẳng đồng tử gần như là dán chặt lấy nó tà nhãn xuất hiện, dựng thẳng đồng tử trình vì màu băng lam đúng vậy tựu là màu băng lam mà không phải hoa hồng màu vàng một đạo băng lam sắc quang mang lập tức liền dán chặt lấy tà nhãn bạo quân chúa tể đồng tử ngang nhiên đánh vào trong cơ thể của nó ngay sau đó nương theo lấy nhân ngư tiếng ca vang lên lại là một đạo băng lam sắc quang mang ngang nhiên đánh vào băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao hoàn toàn biến mất rồi bị hoàn toàn đánh vào kinh khủng kia trong con mắt lớn giống thê lương gào thét làm cả tà ma rừng rậm bị run rẩy mảng lớn mảng lớn cây cối lập tức hóa thành một mịn tà nhãn bạo quân chúa tể thân thể khổng lồ lập tức bay ngược mà ra một cây xúc tu hung hăng rút đánh và vừa mới thay đổi trở lại hình người hoác vũ hạo trên người ngay sau đó cái kia trong đồng tử lại là một đạo mỏ xanh đậm thì không chi quang bắn ra đem hoác vũ hạo cứng lại tại giữa không trung thế nhưng mà cái kia tà nhãn bạo quân chúa tể thân hình khổng lồ lại đang kịch liệt run rẩy lấy một cây kinh khủng màu băng lam tơ máu cứ như vậy lấy con của nó làm trung tâm hướng ra phía ngoài phát ra không có máu tươi chảy ra chỉ có vô tận băng xương ở đằng kia đường kính 300 trăm mét cự đại đồng tử trước lan tràn cho dù là cho tới giờ khắc này tà nhãn bạo quân chúa tể cũng hoàn toàn không rõ vì cái gì chính mình thất bại vì cái gì chính mình sẽ phải gánh chịu đến hoác vũ hạo một kích trí mạng đây là vì cái gì vì cái gì à hoác vũ hạo trên không trung chỉ là bị ngưng trệ không đến hai giây liền khôi phục bình thường nhưng hắn vẫn không tiếp tục tiếp tục tiến công mà là quay đầu bỏ chạy trong khoảnh khắc đó hắn trực tiếp liền chạy ra khỏi âm bạo thanh lập tức viễn độn trăm dặm tay trái hợp nắm băng bạo thuật dẫn động xa xa kinh khủng tiếng oanh minh tại tà ma trên rừng rậm thiên không tựa như lôi điện lớn đánh tung bình thường thật lâu không dứt xốc lên mặt nạ bảo hộ lộ ra cũng không phải hoác vũ hạo bộ dáng mà là có thêm một đầu đại ba lãng tóc dài đường vũ đồng bộ dáng không chuẩn xác mà nói hẳn là băng xương bên trong múa đơn quang chi nghe thường đúng theo khởi sướng trí mạng công kích một ít trong nháy mắt tiến hành hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng cũng đã hòa thành một thể băng xương bên trong múa đơn quang chi nghe thường mới để cho bọn họ đã có cùng tà nhãn bạo quân chúa tể chính diện chống lại tiền vốn từ phía trước thăm dò tính trong chiến đấu hoắc vũ hạo liền sâu đậm minh bạch chính mình tăng thêm đường vũ đồng cũng không thể nào là tà nhãn bạo quân chúa tể đối thủ cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch nhưng là hắn nhưng như cũ lựa chọn khiêu chiến sâu xa bên trong đều có thiên ý cho dù là mặc vào băng cực chiến thần giáp hoặc vũ hạo tăng thêm đường vũ đồng lại thi triển quang chi ngây thường tối đa cũng tự là trong thời gian ngắn có thể cùng tà nhãn bạo quân chúa tể chính diện chống lại nhưng đối mặt tà nhãn bạo quân chúa tể kinh khủng sức bật cái kia cường đại tinh thần năng lực bọn hắn kết quả cuối cùng bản phải là miễn cưỡng bỏ chạy mà thôi thế nhưng mà bọn hắn lại thành công đánh chết tà quân dựa vào cái gì chỉ có hoác vũ hạo có thể trả lời tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia phần không cam lòng bằng đúng là ba lửa tinh thần công kích miễn dịch tà nhãn bạo quân chúa tể cường đại nhất ba lửa tinh thần công kích bị hoắc vũ hạ ba lửa tinh thần miễn dịch triệt để hóa giải đây cũng là hắn có thể sống sót nguyên nhân trọng yếu nhất mà không có thừa nhận công kích hắn có thể ung dung lợi dụng tà nhãn bạo quân chúa tể bộc phát sau lỗ hồng dùng chính mình sức mạnh cường hãn nhất đi công kích thiên đế chi truy banh mở tà quân tinh thần cái chắn băng tuyết nữ thần đích thán tức tăng thêm bằng và nhân ngư nhị trọng tố bộc phát ra hai đạo tu lạt chi đồng linh hồn trùng kích cho tà nhãn bạo quân chúa tỉ trí mạng nhất trọng thương cực hạn chi băng gần như độ không tuyệt đối khủng bố nhiệt độ thấp hoàn toàn dung nhập vào tinh thần công kích bên trong đó là quang chi ngây thường quang chi nữ lực lượng của thần kết hợp hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng hai người tuyệt đối hồn lực mới có cái kia trung cực một kích thân thể chia lìa đường vũ đồng ngơ ngác lơ lửng tại hoắc vũ hạo bên người cho tới giờ khắc này hai người cũng còn giống như đang ở trong mộng vậy cảm giác chúng ta chúng ta thật sự thành công không đường vũ đồng thấp giọng hướng hoắc vũ hạo hỏi nói đây chính là gần với thần thú đế thiên cường đại hung thú à thập đại hung thú xếp hàng thứ hai nhân vật khủng bố hoắc vũ hạo nhìn về phía đường vũ đồng chợt một tay lấy nàng ôm lấy thành công chúng ta thật sự thành công chúng ta đánh chết tả nhãn bạo quân chúa tể chúng ta thật sự thành công một trận chiến này nhưng vị mạo hiểm vạn phần lúc này hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng hồn lực đều không đủ vốn là một phần năm nếu như không phải là bị long tiêu diêu cùng diệp tịch thủy đem tu vi của bọn hắn tăng lên tới 98 cấp bọn hắn cũng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có đấy tinh thần miễn dịch tuy có thể trợ giúp hóc vũ hạo miễn dịch tà nhãn bạo quân chúa tể tinh thần công kích nhưng đó cũng là muốn tiếp tục tiêu hào nếu như không phải là bọn hắn vũ hồn xung hợp kỹ lại để cho quang chi nữ thần hồn lực trở nên gần như vô cùng vô tận hắn cũng căn bản không có khả năng tại thì không chi quang hạ sống sót hai lần thì không chi quang à hóc vũ hạo căn bản không dám tưởng tượng nếu như đang không có tinh thần miễn dịch dưới tình huống trực tiếp thừa nhận thì không chi quang lại để cho tinh thần suy vong hiệu quả cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh chỉ sợ mình coi như là không chết cũng muốn biến thành ngu ngốc đi mà hiện tại bọn hắn cuối cùng là thành công cường đại như vậy tà nhãn bạo quân chúa tể rõ ràng cứ như vậy bị bọn hắn ngạnh sinh sinh đích đánh chết đi chúng ta trở về đường vũ đồng lôi kéo hoắc vũ hạo hai người đồng thời triển khai thân hình hướng phía tà ma rừng rậm phương hướng bay đi trên bầu trời như cũ là một mảnh màu xanh đậm tà nhãn bạo quân chúa tể thực lực thật sự là quá cường đại cho tới giờ khắc này khí tức của nó còn không có hoàn toàn tán đi trên mặt đất khắp nơi đều là ám dòng máu màu đỏ cùng với khối lớn khối lớn tà nhãn bạo quân chúa tể thi thể còn có nhất tiên minh vài kiện đồ vật thoáng một phát liền hấp dẫn hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng chú ý của lực đầu tiên là thần lộ đao lóe ra băng sương mù tia sáng thần lộ đao lơ lửng tại giữa không trung cũng không có bất kỳ biến hóa nào trừ lần đó ra tự là một vòng ám vầng sáng màu đỏ có chừng bảy đạo kim văn ám vầng sáng màu đỏ ở đằng kia quang quầng sáng trung tâm vẫn còn có một viên tiêu tiểu ám trong mắt màu xanh lam nhìn về phía trên chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ nhưng mà lóe ra yêu dị hào quang đây là hồn cốt hoác vũ hạo kinh ngạc nhìn cái kia hồn hoàn trung tâm tồn tại mười vạn năm lấy thượng tầng hồn thú ngoại trừ sẽ xuất hiện mười vạn năm hồn hoàn bên ngoài còn cùng lúc xuất hiện cường đại mười vạn năm hồn cốt nhưng là loại này đồng tử kiểu dáng hồn cốt hoắc vũ hạo lại vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cho dù là tại sử lai khắc học viện được vạn nam ghi lại bên trong tựa hồ cũng không có này chủng loại kiểu hồn cốt tồn tại đi đây là cái gì hồn cốt à đường vũ đồng tò mò hỏi hoắc vũ hạo lắc đầu nói ta cũng không biết nhìn về phía trên hẳn là ngoại phụ hồn cốt hơn nữa hẳn là đồng tử loại đấy chỉ là không biết nên dùng như thế nào đường vũ đồng hưng phấn nói đương nhiên là trực tiếp hấp thu vũ hồn của ngươi tự là con mắt linh hoạt hấp thu cái này hồn cốt lại không quá thích hợp, thật không nghĩ tới, mà ngay cả con mắt cũng có thể là hồn cốt à, thật sự là quá thần kỳ. Hoác Vũ Hạo mang theo đường Vũ Đồng Phi qua đi, đầu tiên đem thần lộ đao thu hồi, sau đó dùng tinh thần lực của mình hướng cái kia hồn hoàn cùng hồn cốt dẫn dắt qua đi. Tinh thần lực của hắn mới vừa vặn rơi vào cái kia hồn hoàn phía trên, lập tức cũng cảm giác được một cổ vô cùng mãnh liệt bài xích lực theo hồn hoàn trước tuế phát ra. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim truy cập kênh youtube gì các phim để cập nhật những video mới nhất youtube com set the -A -A phim viết liền không giấu nhé rất rõ ràng đó là thuộc về tà nhãn bạo quân chúa tể đắc ý niệm bất quá đây đối với hoắc vũ hạo mà nói hiển nhiên không tạo được quá lớn làm phức tạp nếu như tà quân còn sống hoắc vũ hạo tự nhiên không phải là đối thủ của hắn hiện tại nó đã bị chết tại toàn bộ đại lục đi lên nói hoắc vũ hạo tinh thần lực tu vi đã là cấp cao nhất tồn tại muốn dẫn dắt nó hồn hoàn cùng hồn cốt vẫn là không có vấn đề đấy. Tăng lớn tinh thần lực phát ra, Hoắc Vũ Hạo dẫn dắt đến nó hồn hoàn, hồn cốt hướng về mặt đất. Bảy đạo kim sắc đường vân 10 vạn năm hồn hoàn à tại Hoắc Vũ Hạo tất cả hồn hoàn bên trong, cũng chỉ có Thiên Mộng Băng tầm trăm vạn năm hồn hoàn mới có thể áp đảo trên đó, mà Thiên Mộng Băng tầm bản thân, cùng với Tà Nhãn Bạo Quân chúa tể so sánh với, lại kém thật sự, là thực sự quá xa rồi. Năm đó, coi như là nó trăm vạn năm tu vi thời điểm, đối mặt Tà Quân, cũng chỉ có bị ta cần ta cứ lấy vận mệnh hiện tại ta nhãn bạo quân chúa tể vậy mà biến thành hồn hoàn đây đối với hoắc vũ hạo mà nói đã không thể dùng kinh hỉ để hình dung đường vũ đồng tung tăng như chim sẻ nói chạy nhanh hấp thu đi ta cấp người hộ pháp chúng ta xong hồn hạch hồn lực khôi phục rất nhanh ở mảnh này ta ma trong rừng rậm ngoại trừ cái này ta nhãn bạo quân chúa tể bên ngoài cũng không có cái gì có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta rồi người chạy nhanh hấp thu nói không chừng có thể đụng chạm đến đệ tam hồn hạch xanh giới. Được, Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, trực tiếp liền địa khoanh chân ngồi xuống. Đang lúc hắn ý định tiến hành hấp thu hồn hạch thời điểm, đột nhiên, bạch quang lóe lên, tuyết đế theo trong cơ thể hắn chui ra. Vũ Hạo, người trước chờ một chút, tuyết đế sắc mặt nghiêm túc hướng Hoắc Vũ Hạo nói ra. Làm sao vậy tuyết đế? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ hỏi. Tuyết đế nhíu mày, nói, người hiện tại liền hấp thu tà quân hồn hoàn, chỉ sợ sẽ có chút ít vấn đề hả hoác vũ hạo biết rõ tuyết đế nhất định sẽ không bẩn thỉu tà nhãn bạo quân chúa tể loại tầng thứ này hồn hoàn hắn còn không có hấp thu qua vội vàng dừng lại chờ tuyết đế giảng giải tuyết đế đạo nếu như trước khi không có cả nhân loại kia cực hạn đấu la truyền cho ngươi hồn lực vốn phải là không có vấn đề hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn sẽ chỉ làm ngươi tu vi tăng nhiều có thể nhưng bây giờ không giống với trong cơ thể ngươi hồn lực nhiều lắm vừa mới tuy nhiên tiêu hào rất nhiều nhưng này chút ít đều là rất nhanh có thể khôi phục mà người hiện tại lại không thể lập tức có đủ đệ tam hồn hạch một khi hấp thu cái này tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn như vậy rất có thể liền phải đối mặt trong cơ thể năng lượng vô cùng khổng lồ không cách nào thổ lộ lại vô pháp hấp thu cục diện thậm chí có có thể sẽ cho ngươi gặp phải nguy hiểm đây đúng là cái vấn đề nhưng là trên người của ta không có mang dùng để niêm phong cất vào kho hồn hoàn hồn đạo khí hoặc vũ hạo trao mày hôm nay có thể đánh chết tà nhãn bạo quân chúa tể tuyệt đối là vận khí tuyệt hảo hơn nữa tinh thần miễn dịch khắc chế mắt thấy như vậy một cái chừng bảy mười vạn năm tu vi hồn hoàn không hấp thu sau một lát nó đã có thể sẽ tự hành tiêu tán à đường vũ đồng cũng không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú vừa rồi một trận đại chiến nàng là biết có cỡ nào mạo hiểm đấy trên thực tế hoắc vũ hạo cùng nàng hóa thân thành quang tri nữ thần về sau vẫn luôn có lưu dư lực tùy thời chuẩn bị viễn độn tại hoắc vũ hạo trên người còn có ba miếng cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo cho dù cái kia tà nhãn bạo quân chúa tể cường thịnh trở lại dùng để càn phía sau cũng đã đủ rồi hiện tại thật vất vả đánh chết vị này cường đại tà nhãn bạo quân chúa tể nếu như cứ như vậy buông tha cho hắn hồn hoàn thật sự là không bỏ được à hồn cốt còn dễ nói có thể lùi lại hấp thu nhưng hồn hoàn làm sao bây giờ nhưng là lại không thể lại để cho hoắc vũ hạo mạo hiểm đi hấp thu ai cũng không biết cái này bảy mươi vạn năm tu vi hồn hoàn bên trong sẽ ẩn chứa hạng gì năng lượng khổng lồ đây tuyệt đối là có thể làm cho siêu cấp đấu la cấp độ cường giả đều tấn cấp năng lượng khổng lồ à vạn nhất xảy ra vấn đề tự là chí mạng không có chuyện người còn có tà một cái mang theo vài phần xấu xa nụ cười âm thanh âm vang lên ngay sau đó kim quang lóe lên hoắc vũ hạo bên người liền thêm một người đúng là hồi lâu cũng không có đi ra đích thiên mộng băng tầm thiên mộng băng tầm lúc này là vẻ mặt dương dương đắc ý bộ dáng hai tay chắp sau lưng lớn có vài phần đắc chí vừa lòng hương vị thiên mộng ca Người có biện pháp, Hóc Vũ Hạo ngạc nhiên nhìn lên trời mộng băng tầm. Canh bốn hoàn tất, bái cẩu vé tháng, phiếu đề cử ủng hộ. Thiên mộng băng tầm đắc ý nói, chiến đấu, ta thì không được, nhưng là, nhắc tới dung nạp năng lượng, ca vẫn là rất có một tay đấy. Đừng quên, ta nhưng đã từng là trăm vạn năm hồn thú, lúc trước, tinh thần lực của ta đều dần dần cho ngươi, nhưng năng lực của ta vẫn còn ở đó. Ca tu luyện trăm vạn năm, chủ tu đúng là tinh thần lực, cái này tà nhãn bạo quân chúa tể cũng đồng dạng là tinh thần năng lực Ngươi yên tâm hấp thu nó cái này hồn hoàn tốt rồi dư thừa tinh thần lực ca trước giúp ngươi tồn lấy chờ ngươi có thời gian tĩnh hạ tâm lai lúc tu luyện ca sẽ đem phần này lực lượng một lần nữa dùng nhập vào thân thể ngươi chẳng phải không thành vấn đề sao làm cái chứa đựng bình vẫn là dễ dàng Hóc vũ hạo lập tức nhãn tỉnh sáng lên đường vũ đồng cũng lộ ra nét mừng đúng a à? thiên mộng băng tàm chính là trăm vạn năm tu vi tinh thần hệ hồn thú trước mặc kệ hắn bổn nguyên năng lực chiến đấu như thế nào nhắc tới đối năng lượng sức thừa nhận hắn lại hẳn là cực kỳ cường hãn mới đúng hắn vốn là tinh thần bổn nguyên đều cho hóc vũ hạo rồi hiện tại chống ra năng lực chịu tải cái này tà nhãn bạo quân chúa tể bảy vạn năm tu vi nên vấn đề không lớn đi huống chi đây chỉ là hồn hoàn cũng không phải tà nhãn bạo quân chúa tể bản thân khổng lồ tinh thần lực tuyết đế nhíu nhíu mày nói thiên mộng người thật sự có nắm chắc không tà quân tinh thần lực cùng ngươi làm sơ có thể không giống với bằng được tinh thần lực bá đạo hơn nhiều người cũng phải cẩn thận làm việc nếu không một cái không tốt thiên mộng băng tằm liếc mắt nói người đối với ta cứ như vậy không tin rằng à đây chỉ là cái hồn khâu yên tâm đi ca có nắm chắc đến đây đi còn do dự cái gì vũ hạo chạy nhanh dung hợp cái này ta quân hồn hoàn muốn là có thể bắt nó cái kia cái gì thì không chi quang hồn kỹ làm tới người liền phát đạt cam đoan có thể cho ngươi đối không ở giữa năng lực hiểu cao hơn tầng lầu thậm chí còn có thể sở đến lĩnh vực thời gian huyền bí. Hóc Vũ Hạo nhìn trời mộng băng tầm tín nhiệm từ xưa đến nay, năm đó nếu không có thiên mộng ca dung hợp, cũng không có của nàng hôm nay. Ngay sau đó, hắn không chút, do dự khoanh chân ngồi xuống, lấy tinh thần lực dẫn dắt, tiến hành dung hợp tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn, còn cái viên này giống như con mắt vậy hồn cốt, thì là bị đường vũ đồng chức thu vào. Hiện tại cũng không phải là dung hợp nó thời cơ tốt, đợi về sau trùng kích đệ tam hồn hạch thời điểm. Hơn nữa, màu đỏ sậm hồn hoàn nhập vào cơ thể hoắc vũ hạo lập tức toàn thân kịch liệt rung động run một cái hắn chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ cường hãn bá đạo lại tràn ngập sự không cam lòng cùng hủy diệt tính khủng bố tinh thần ý niệm lập tức liền xông vào tinh thần của mình chi hải ở bên trong điên cuồng trùng kích muốn đem tinh thần của hắn chi hải hoàn toàn xé nát tựa như hoắc vũ hạo cũng không phải kẻ vớ vẩn tinh thần hồn hạch lập tức cao tốc vận chuyển lại cái này bổ sung lấy nhất định cửa hạn chi băng đặc hiệu tinh thần lực lập tức sẽ đem chút ít kinh khủng tinh thần ý niệm đông lại sau đó lại dần dần phá hủy đem năng lượng trong đó chết xuất đi ra cùng bản thân dung hợp thiên mộng băng tầm lực lượng tại một giây sau liền xuất hiện tựa như hắn nói như vậy tựa như nuốt chưa bình thường đem các loại bị chết xuất sau đó tinh thần lực tất cả đều hút vào trong cơ thể mình tiến hành phong ấn đã có trợ giúp của hắn hoặc vũ hạo hấp thu liền trở nên không trở ngại chút nào rồi không thể không nói tà nhãn bạo quân chúa tề tinh thần lực cực kỳ to lớn mà bá đạo không hổ là bảy mươi vạn năm tu vi tồn tại chỉ là hồn hoàn trong ẩn chứa tinh túy năng lượng để hoác vũ hạo tinh thần chi hải lập tức chật ních vừa lúc mới bắt đầu còn kịp loại bỏ đã đến trình độ nhất định về sau hắn đã không có biện pháp hoàn toàn loại bỏ bởi vì không có thời gian mỗi một giây đồng hồ đều có số lớn tinh thần năng lượng theo cái kia hồn hoàn trong thích phóng đi ra cùng tinh thần của hắn chi hải dung hợp thiên mộng băng tầm sắc thực cấp lực ở phía sau không giữ lại chút nào toàn lực hấp thu những thứ kia tinh thần lực, cho dù là pha tạp, hỗn tạp cũng không buông tha. Nó tại hóc vũ hạo tinh thần chi hải trong hiện ra thiên mộng băng tầm bàn thể, vốn là trên người sớm liền đã biến mất rồi kim sắc quang vân, đang tại một vòng một vòng khôi phục. Chỉ có điều, cái này màu vàng bên trong còn kèm theo một ít huyết sắc, cái này là tinh thần lực cũng không thuần túy biểu hiện. Nhưng cho dù như thế, cũng giúp hóc vũ hạo đại ân nhân ngư công chúa lệ nhã cũng đồng dạng ra hiện tại tinh thần chi hải trên không nàng tuy nhiên không có biện pháp như thiên mộng băng tầm như vậy nuốt trôi nhưng là thông qua cố gắng của mình trợ giúp hóc vũ hạo loại bỏ một bộ phận tinh thần lực đem chút ít thô bạo khí tức hóa giải được bởi như vậy hóc vũ hạo tinh thần lực dung hợp liền trở nên giỏi hơn nhiều khi nay đại lục ở bên trên cũng chỉ có hắn loại tầng thứ này tinh thần lực dám can đảm dung hợp sáu vị hồn linh nhiều hơn nữa mỗi một vị hồn linh đối với hắn cũng đều là từ tâm tháp địa hiện tại hồn linh trong lúc đó sớm liền đã không có mâu thuẫn đối hoắc vũ hạo cũng sẽ không có bất kỳ can thiệp nào ngoại trừ chúng đối hoắc vũ hạo tín nhiệm bên ngoài là trọng yếu hơn một điểm là vì chúng thấy được hy vọng đúng liền là hy vọng hoắc vũ hạo cùng cảm xúc tri thần gặp nhau đã lấy được cảm xúc tri thần tán thành đây đối với lục đại hồn linh kích thích thật sự là quá lớn vốn là chúng tuy nhiên trong nội tâm đều có cái mục tiêu kia nhưng trên thực tế đối với hư vô mờ mịt thần giới, chúng lại cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thẳng đến chân chính cảm thụ qua thần khí tức sau đó, chúng đang đau lòng tại thần giới đối với các hồn thú không đáng đồng thời, cũng may mắn tại lựa chọn của mình. Theo sau hoác vũ hạo, thật sự có khả năng ly khai cái thế giới này, thật sự có khả năng đến thế giới kia đi đạt được tân sinh à. Cái này còn có cái gì tốt oán trách, bọn hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến giúp đỡ hoác vũ hạo, lấy đạt được tại thế giới kia tân sinh cơ hội. trọn vẹn ba ngày ba đêm, tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn vầng sáng mới chính thức dung hợp đến hoắc vũ hạo trong cơ thể dung hợp cũng không tính đặc biệt triệt đề bởi vì đến cuối cùng thiên mộng băng tằm trên người mười đạo kim sắc quang vân đều đang đã để phụ tải rồi cho nên hoắc vũ hạo chính mình vẫn là đã nhận lấy một bộ phận không nhỏ cuồng bạo tinh thần lực những này tinh thần lực làm cho tinh thần của hắn chi hải rất không bình tĩnh tùy thời đều có nhấc lên ngập trời gợn sóng khả năng bây giờ hoắc vũ hạo tại tu vi thật sự lên tuyệt đối đã là cực hạn đấu la từng thứ cường giả hơn nữa còn là song sinh vũ hồn cực hạn đấu la nhưng hắn hiện tại cũng giống là một to lớn bóng cao su tràn đầy khí chỉ có thể miễn cưỡng khống chế được chính mình không nên bị no về bụng một cái không tốt thì có xảy ra vấn đề khả năng vũ hạo hiện tại biện pháp tốt nhất tự là tìm một chỗ người và vũ đồng tĩnh hạ tâm lai tu luyện đem trong cơ thể những ngày năng lượng khổng lồ toàn bộ hấp thu có lẽ thời gian sẽ lâu một chút nhưng mà an toàn nhất hơn nữa các người cũng có trùng cách cực hạn đấu la khả năng tuyết đế cấp ra đúng trọng tâm đề nghị hoác vũ Họa bây giờ trạng thái tuy nhiên cường đại nhưng là rất nguy hiểm vạn nhất bị gặp cường địch năng lực bản thân sử dụng qua độ làm cho khống chế không nổi những thứ kia còn không có bị tiêu hóa hấp thu năng lượng như vậy hắn thì có bạo thể mà chết nguy hiểm những năng lượng này sở dĩ không hấp thu được vốn chính là bởi vì hắn bây giờ thân thể còn chưa đủ để lấy thừa nhận muốn nếu có thể thừa nhận liền cần thông qua không ngừng tu luyện để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới được thế nhưng mà Hoắc Vũ Hạo hiện tại thật sự có thể đi tìm một chỗ tu luyện sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Minh Đô bên kia còn có chuyện trọng yếu đi xử lý. Hoắc Vũ Hạo thoáng bàn tính toán một cái đã biết rõ, mình muốn đem năng lượng trong cơ thể toàn bộ hấp thu xong tất, cùng Đường Vũ Đồng cùng một chỗ trùng kích cực hạn đấu la, ít nhất cũng cần thời gian 3 năm mới có thể. Bọn hắn tại thành là siêu cấp đấu la, sau đó thực lực tăng lên thật sự là quá là nhanh, điều này sẽ đưa đến căn cơ cực bưng không xong. Dưới loại tình huống này, Căn bản không khả năng tại rất trong thời gian ngắn lại làm đột phá, này tương hội có tổ hỏa nhập mang nguy hiểm. Thế nhưng mà, thời gian 3 năm, có thể phát sinh biến hóa thật sự là quá lớn, ít nhất hiện tại, bọn hắn vẫn không thể bế quan. Đầu tiên liền phải giải quyết Minh Đô vấn đề, chỉ có giết từ thiên nhiên, theo quốc tử cái kia lấy được 10 năm hứa hẹn, hắn có thể đủ con đường thực tế đi đến tu luyện, đi trùng kích. Đi, chúng ta hồi trở lại Minh Đô, nghe xong tuyết để ý kiến về sau, hoặc Vũ Hạo chỉ là do dự một lát liền hướng đường vũ đồng nói ra đường vũ đồng cùng tâm ý của hắn tương thông tự nhiên minh bạch hắn đang lo lắng cái gì không chút do so dự nhẹ gật đầu ở phía sau nà nhất định phải ủng hộ nam nhân của mình hơn nữa nhật nguyệt đế quốc bên kia cũng đã đến không phải phải giải quyết không thể tình trạng đã không có thánh linh giáo chế ước lấy nhật nguyệt đế quốc bây giờ quốc lực không ngoài một năm thời gian tuyệt đối có thể tích xúc lực lượng đủ mức phát động đông trinh lúc này đây mục tiêu tất nhiên là thống nhất toàn bộ đại lục dưới loại tình huống này bọn hắn có thể làm hữu hiệu nhất sự tình tự là hoàn thành cùng quất tử ở giữa hứa hẹn chỉ có như vậy mới có thể để cho tinh la đấu linh hai nước có thời gian thở dốc tuy nhiên hoác vũ hạo rất rõ ràng lấy lực lượng của mình có thể ngăn cản nhất thời lại không thể vĩnh viễn ngăn cản xuống dưới dù sao khi hắn trùng kích đã đến cực hạn đấu la cấp bậc kia sau đó muốn đi khiêu chiến thần thú đế thiên tiếp nhận cảm xúc tri thần truyền thừa sau đó lại sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào hắn căn bản không có chút nào biết rõ tương lai vận mệnh là không biết đấy nhưng đại lục cục diện cũng đã rất khó cải biến hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ lại để cho toàn bộ đại lục đã bị hồn đạo khoa học kỹ thuật dần dần khống chế đây cơ hồ là không thể nghịch thiên hồn đế quốc bị xâm chiếm sau đó vừa lúc mới bắt đầu các loại phản loạn còn rất nhiều nhưng theo hồn đạo khoa học kỹ thuật không ngừng thẩm thấu phản bội loạn đã càng ngày càng ít bình dân yêu cầu kỳ thật rất đơn giản chỉ cần có thể an cư lạc nghiệp ăn no mặc ấm như vậy đủ rồi huống chi hồn đạo khoa học kỹ thuật còn cho cuộc sống của bọn hắn đã mang đến nhiều như vậy phương tiện thời gian dài bọn hắn tự nhiên cũng liền thích ứng sáp nhập vào thậm chí quên trước kia tại hoàn cảnh lớn như thế dưới tình huống nhật nguyệt đế quốc thống nhất đại lục giống như có lẽ đã rất khó nghịch truyền nhưng vô luận như thế nào là một tinh la người đế quốc hắn đều muốn vì quốc gia của mình cũng vì sử lai khắc học viện tận khả năng đem lúc này đầy sau từ đằng xa không trung nhìn lại minh đô giống như một đầu quái thú to lớn hoành ngạnh tại phía trên vùng bình nguyên chỉ có nơi trọng yếu hoàng cung vị trí mới có hơi không hòa hài bộ dáng mới qua đi hoàng cung bên kia nhìn về phía trên như cũ là tại giới nghiêm nhưng không hề nghi ngờ không được bao lâu thời gian giới nghiêm liền sẽ biến thành kiến thiết lấy nhật nguyệt đế quốc quốc lực tối đa hai năm một tòa hoàn toàn mới hoàng cung có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn nữa tuyệt so với trước kia càng càng hùng vĩ phòng ngự càng thêm nghiêm mật cái này là khoa học kỹ thuật lực lượng không ai có thể ngăn cản tiến bộ khoa học kỹ thuật khoa học kỹ thuật tiếp tục tiến bộ đưa đến xã hội bây giờ trước các loại vấn đề cũng đưa đến đại lục thế cục biến ảo đứng xa xa nhìn nhật nguyệt đế quốc hoàng cung phương hướng hoắc vũ hạo không khỏi buồn vô cớ than nhẹ một tiếng đường vũ đồng lôi kéo tay của hắn làm sao vậy chúng ta bây giờ năng lực cũng đã đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục cục diện đi chỉ cần ngươi ngoan đắc quyết tâm chúng ta đem từ thiên nhiên giết sau đó đem quất tử cũng đã giết nhật nguyệt nội bộ đế quốc tất nhiên đại loạn đến lúc đó bọn hắn xâm lược bộ pháp tất nhiên sẽ chậm lại tương lai không lâu người nào kế thừa ngôi vị hoàng đế chúng ta liền giết chết hắn lại để cho nhật nguyệt đế quốc thủy trung ở vào hỗn loạn tình trạng một ngày nào đó tinh la cùng đấu linh sẽ đuổi tới chúng ta chỉ là một mực thủ hộ lấy đại lục tự cũng không lại để cho nhật nguyệt đế quốc đem đại lục thống nhất hoắc vũ hạo lắc đầu nói nếu như hết thầy đều muốn ngươi nghĩ đơn giản như vậy vậy thật tốt quá nhưng tiếc cái thế giới này cũng không như thế căn bản cũng không sẽ dựa theo tưởng tượng của chúng ta như vậy đi biến hóa chúng ta giết từ thiên nhiên nhật nguyệt nội bộ đế quốc trong hội loạn nhưng còn có quất tử lấy quất tử năng lực cùng tại quân đội lực ảnh hưởng không được bao lâu thời gian nàng là có thể bằng vào mình là thái hậu thân phận mang theo tiểu hoàng đế khống chế toàn cục nhật nguyệt đế quốc không đến mức có đại loạn nhưng là nếu như chúng ta đem quất tử cũng đã giết như vậy toàn bộ nhật nguyệt đế quốc sẽ thật sự loạn lên nhật nguyệt đế quốc lực lượng quá cường đại những thứ kia hồn đạo sư đoàn thả ra bất kỳ một cái nào đối mặt tinh la cùng đấu linh cơ hồ đều là tiếp cận với sự tồn tại vô địch một khi những lực lượng này không hề bị đến ước thúc trở nên không kiêng nề gì cả như hư vậy toàn bộ đại lục lên vô luận là nhật nguyệt đế quốc vẫn là đấu linh đế quốc cùng tinh la đế quốc đều khói lửa nổi lên bốn phía vô số tánh mạng sẽ ở không chút kiêng kỵ hồn đạo sư trước mặt thần phục cùng hủy diệt cho nên ta một mực dễ dàng tha thứ quốc tử hắn cho một cái nguyên nhân rất lớn chính là nàng không thị sát khát máu trừ không tất yếu chiến tranh bên ngoài nàng một mực đối thủ hạ của mình ước thúc vô cùng tốt mỗi một cuộc chiến tranh đều lấy cái giá thấp nhất đến giải quyết nếu như nói tương lai đại lục thật sự sẽ bởi vì hồn đạo khoa học kỹ thuật mà bị thống nhất lời mà nói như vậy quốc tử kỳ thật đã là nhân tuyển tốt nhất thiên hạ đại thế phân lâu tất nhiên hợp hợp lâu tất nhiên phân từng đã là thiên đấu đế quốc cùng tinh la đế quốc thống trị đại lục mấy ngàn năm hai đại đế quốc cũng đối lập mấy ngàn năm khi bọn hắn đem vũ hồn điện hủy diệt sau đó rất nhiều người đều cho rằng đại lục sẽ tiến vào thời đại hòa bình nhưng là lại dùng bao nhiêu năm thiên đấu đế quốc liền phân chia thành thiên hồn đế quốc cùng đấu linh đế quốc phân tranh thủy chung đều không có giảm bớt qua cái này là quốc gia đông đảo nguyên nhân một cái thống nhất đại đế quốc có lẽ đối tương lai đấu la đại lục là một chuyện tốt ít nhất trong thời gian ngắn là chuyện tốt đường vũ đồng giật mình nhìn xem hóc vũ hạo nói chẳng lẽ ngươi ủng hộ nhật nguyệt đế quốc thống nhất đại lục hoắc vũ hạo lắc đầu nói, đương nhiên không, ta nói như vậy, chỉ là vì nói cho ngươi biết, ta tuyệt không hy vọng, chứng kiến một cái chiến hỏa bay tán loạn, lộn xộn vô cùng đại lục, lực lượng của chúng ta đã rất cường đại rồi, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ biến hóa của đại lục, chúng ta không thể bởi vì chính mình nhất thời khoái ý, mà lại để cho toàn bộ đại lục đều lâm vào chiến trong lửa, huống chi, nhật nguyệt đế quốc đối phó diệp tịch thủy cùng long lão quá trình ngươi cũng thấy đấy. Theo hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển, cực hạn đấu la cũng đã không còn là sự tồn tại vô địch rồi. Tương lai, Nhật Nguyệt Đế quốc chưa hẳn sẽ không có đối giao thủ đoạn của chúng ta. Cho nên, chúng ta là có thể bằng vào lực lượng của mình đến ảnh hưởng lớn lục, nhưng là phải có chừng có mực, tương đối mà nói. Cực hạn đấu la tồn tại, càng nhiều nữa ý nghĩa ở chỗ uy hiếp. Ưm, ừ, Đường Vũ Đồng than nhẹ một tiếng, nói, "Kỳ thật, ta hiện tại chỉ hy vọng là có thể cùng ngươi rời xa những ngày phân tranh mới tốt. Những năm gần đây này, chúng ta trải qua gặp chắc trở nhiều lắm, ta mệt mỏi quá." lần này cùng quất tử hoàn thành 10 năm ước hẹn về sau, chúng ta phải đi bế quan, cái gì đều mặc kệ, trước trùng kích đến cực hạn đấu la nói sao, hoàn thành 10 năm này ước hẹn, chúng ta cũng đã làm đầy đủ hơn. Hoác Vũ Hạo mỉm cười, ôm nàng eo thon chi, làm cho nàng dung nhập vào chính mình trong lồng ngực, có một số việc nếu không đảo ngược, vậy cũng chỉ có thể là thuận theo sự phát triển của thời đại, làm hết sức mình nghe thiên mệnh, tương lai đại lục sẽ biến thành cái dạng gì, ai lại nói hay lắm đâu này, một vạn năm trước vũ hồn điện khống chế đại lục thời điểm ai có thể nghĩ đến đã từng xưng bá đại lục hồn sư đã đến một vạn năm sau hôm nay vậy mà sẽ bị hồn đạo sư dần dần thay thế hồn đạo khí tồn tại lại để cho hồn sư tác dụng đúng là đã suy yếu đến trình độ như vậy một chi hồn sư quân đoàn đối mặt một chi hồn đạo sư quân đoàn thậm chí ngay cả năng lực phản kháng đều không có bao nhiêu đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi à nói chuyện cũng không ảnh hưởng hoắc vũ hạo tìm kiếm quốc tử nhật nguyệt đế quốc hoàng cung đã bị phá hủy nhưng nhật nguyệt đế quốc hoàng thất nhưng như cũ vẫn còn minh đô bên trong khoảng cách hoàng cung gần đây mấy đống kiến trúc bị toàn bộ vòng lên do trọng binh gác hoặc vũ hạo thông qua tinh thần dò xét trực tiếp liền phát hiện mấy cái hồn đạo sư đoàn bóng dáng hơn nữa còn có xây dựng phi thường hoàn chỉnh hồn đạo trận địa các loại dò xét hồn đạo khí thậm chí so trước kia càng thêm dày đặc chỉ sợ tại đây chút ít dò xét bên trong từ thiên nhiên coi như là muốn đi toa lét đều có thể bị giam khống chế xuống những này giam khống chế cơ hồ làm cho tất cả mọi người không chỗ nào che giấu vô luận là tại cái gì trong kiến trúc những kiến trúc này đều cũng không cao lớn xây dựng ở hoàng cung chung quanh kiến trúc đều không cho phép cao lớn đây là một định mà hoàng cung bản thân cũng sẽ không kiến thiết đặc biệt cao lớn đây là bởi vì cao lớn kiến trúc dễ dàng nhất bị hồn đạo khí tập kích đương nhiên lấy minh đô chung quanh phòng vệ nếu như không phải lúc trước hoác vũ hạo đã từng xuất lĩnh lấy ba mũi hồn đạo sư đoàn tập kích bất ngờ thành công, nói không chừng lúc này đây hoàng cung mới xây thật sự hội kiến thiết cao rất nhiều. Quốc tử liền ở trong đó một tòa kiến trúc tầng 3, trong một cái phòng, từ thiên nhiên cũng không có cùng với nàng, mà là ở một tòa khác trong kiến trúc, bên kia phòng ngự càng thêm nghiêm mật. Chỉ là hơi chút phán đoán, hoặc vũ hạo liền minh bạch vì cái gì hiện ở bên này phòng ngự sẽ như thế chặt chẽ rồi, từ thiên nhiên hiển nhiên là đối hai vị kia cực hạn đấu la sinh tử không có nắm chắc, cho nên mới phải xuất hiện tình huống như vậy cái này cũng khó trách cực hạn đấu la thật sự là thật là đáng sợ không có đạt tới cấp bậc kia tu vi người căn bản là không có cách đi chân chính phán đoán cấp bậc kia đến tột cùng có thể cường đại tới trình độ nào mà cực hạn đấu la trả thù càng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể đủ chịu đựng nổi đấy nghĩ đến những ngày gần đây từ thiên nhiên nhất định là sống ở hoảng sợ không chịu nổi một ngày bên trong thông minh nhất vẫn là quất tử à hoặc vũ hạo than thở một tiếng cảm nhận được trước mắt biến hóa bên này hắn cái gì thậm chí đã đem quất tử tâm tư suy đoán cái thất thất bát bát nghe hắn vừa nói như vậy đường vũ đồng cũng là tâm tư khẽ nhúc nhích nói người nói là bên này phòng vệ nghiêm mật như vậy cũng là quất tử cố ý vi chi hay sao nàng kia làm như vậy đối chính cô ta có chỗ tốt gì phòng vệ nghiêm mật đối với chúng ta động thủ liền bất lợi à hoắc vũ hạo lắc đầu nói nếu như ta không có đoán sai quất tử nhất định có hậu thủ chúng ta cũng không phải nàng duy nhất cậy vào người suy nghĩ một chút chúng ta cùng nhật nguyệt đế quốc dù sao cũng là địch đúng đích hơn nữa chúng ta bản thân là không thể nào đã bị quất tử khống chế dưới loại tình huống này nếu như ngươi là nàng ngươi sẽ làm thế nào thay đổi ta ta cũng chắc chắn sẽ không đem đồ ước trở thành sự thật mà quất tử muốn đối phó từ thiên nhiên tâm tư phi thường sâu nặng không động thủ là không thể nào đấy cho nên nàng nhất định còn có những biện pháp khác mà biện pháp này phải là ra hiện tại nhật nguyệt nội bộ đế quốc chỉ sợ nàng đã mua được một số người đi mà hiện tại nàng sở tạo nên cái không khí này chính là vì muốn che giấu tai mắt người một khi từ thiên nhiên chết đi như vậy nàng đại khái có thể đem từ thiên nhiên chết đi giá họa tại hai vị cực hạn đấu la trên người cái này là căn bản không thể nào đi thăm dò chứng nhận đấy lúc kia cả nước cùng bi hơn nữa nàng tại quân đội lực ảnh hưởng muốn khống chế toàn bộ đế quốc tương đối mà nói liền dễ dàng hơn nhiều những thứ kia hoảng thất còn chưa đủ tư cách cùng nàng chống lại đấy nghe xong hoắc vũ hạo phân tích đường vũ đồng không khỏi ngược lại hấp một luồng lương khí, nhưng rất nhanh nàng liền nở nụ cười, hơn nữa cười đến điểm mật, ngọt ngào mật đấy. "Ngươi cười cái gì?" Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói. Đường Vũ Đồng cười nói, "Chính ta tại cười, nàng thông minh như vậy một người, không phải còn đã thua bởi ta sao? Cái này chứng minh, ta so với nàng càng thông minh, thống trị quốc gia, thậm chí là thống trị đại lục có gì tốt, cái đó có chúng ta tiêu diêu tự tại, là trọng yếu hơn là, ngươi là của ta, toàn bộ đều là của ta, không có chút nào cho nàng." cảm thụ được đường vũ đồng tiểu tâm tư hoặc vũ hạo cũng không khỏi nở nụ cười mặc dù đối với tại quất tử dã tâm cùng thâm trầm tâm cơ hắn trong lòng có chút không thoải mái nhưng cuối cùng hay là đang hắn trong phạm vi chịu đựng dù sao tại cái hoàn cảnh kia bên trong nếu như mình không hung ác như vậy rất có thể liền sẽ trở thành chính trị đấu tranh vật hy sinh đi thôi chúng ta đi giúp nào một tay hoắc vũ hạo mang theo đường vũ đồng lặng yên dung nhập ở trong hư vô lúc này đây trực tiếp là mượn nhờ không gian chi lực khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại Minh đô nội thành một cái âm u trong góc đồng dạng không có hiện thân đến mô phỏng hồn kỹ cùng không gian khống chế kết hợp hoàn mỹ liền sinh ra hiệu quả như vậy hơn nữa nhiệt độ điều tiết đối tinh thần chấn động khống chế lại để cho bản thân hoàn toàn dung nhập tại trong không khí ít nhất lấy bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật muốn phát hiện bọn hắn cơ hồ là không thể nào đấy không gian lần nữa phá vỡ Hắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thân hình lóe lên Liên tiến vào này tòa phát hiện quất tử trong kiến trúc. Đây là một tòa khách sạn, xa hoa, chỉ có tầng 3, chiếm diện tích cực lớn, không cần hỏi, tự là nhật nguyệt đế quốc hoàng thất sản nghiệp. Quất tử tại tầng 3 một cái lớn nhất trong phòng, trong phòng có hơn 10 vị thị nữ, nàng lúc này lại đang bồi hài tử. Từ vân hãn đã không phải là lúc trước cái kia tổng cần ôm tiểu gia hỏa rồi, hắn cao lớn hơn không ít, đã tại đầy đất chạy, khỏe mạnh kháo khỉnh bộ dạng, hết sức làm cho người ta yêu thương. Bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di các Phim. Truy cập kênh youtube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt giờ ECAB Phim viết liền không giấu nhé. Quất tử an vị tại một trương hào hoa ghế lưng cao tử lên, nhìn xem hài tử trong phòng chạy trốn, tung tăng như chim sẻ, trắng nõn trên mặt đẹp tràn đầy yêu thương vẻ. Nằm trong loại trạng thái này nàng, ai có thể cùng vị kia tung hoành vô địch nữ chiến thần liên hệ với nhau đâu này. Vân hãn, chạy chậm một chút, đều toát mồ hôi uống nước đi quất tử mỉm cười hướng nhi tử vẫy tay tiểu vân hãn chạy đến bên người nàng đen lúng liếng mắt to nhìn xem mụ mụ trên mặt chất đầy dáng tươi cười mụ 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 ta muốn bú sữa mẹ quất tử túng quẫn nói số tiểu tử đều lớn bao nhiêu mụ mụ sớm đã không còn sữa rồi tiểu vân hãn cơ hồ có tất cả tiểu hài từ tử cộng đồng đặc tính đối cho ăn mẹ của mình có không có gì sánh kịp thân cận cầm lấy quần áo liền bò lên trên quất tử thân thể cười hì hì tại mụ mụ trước ngực cọ lấy quất tử ôm sát tiểu vân hãn tại thời khắc này cái này nho nhỏ bộ dáng chính là nàng trong lòng hết thảy cũng chỉ có tại ôm nhi từ thời điểm nàng mới có như vậy phong phú cảm giác ngay tại lúc này nàng cái gì cũng không biết nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong cùng nhi tử trong hoan lạc quất tử thanh âm rất nhỏ liền ở phía sau ra hiện tại trong tai nàng quất tử toàn thân run lên trong ngực tiểu vân hãn lập tức cảm thấy con mẹ nó biến hóa ngừng đầu nhìn về phía nàng mẹ mẹ ngài làm sao vậy quất tử sửng sốt một chút vành mắt lại lập tức liền đỏ lên trong cùng một lúc hai cái tại nàng sinh mệnh là tối trọng yếu nhất nam nhân vậy mà đồng thời xuất hiện loại cảm giác này thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ nàng đa tưởng nói cho trong ngực tiểu sa hỏa cái kia đã từng bị hắn gọi là ba ba người đến nàng thêm nữa muốn mang lấy tiểu sa hỏa này cùng một chỗ đầu nhập người kia trong lồng ngực à chỉ là nghĩ đến đây lòng của nàng tự như cùng bị nóng hổi mờ nước nóng an ủi lấy bình thường nói không nên lời là thống khổ vẫn là sảng khoái chính là bởi vì ngày nào đó tựa hồ vĩnh viễn không sẽ tới trong lúc lúc cái này hai nam nhân tất cả đều tại trước mặt nàng thời điểm trong nội tâm nàng mới sẽ như vậy khát vọng trọn vẹn lang thần mười mấy giây đồng hồ cái thanh âm kia cũng không có xuất hiện lần nữa quất tử mới tại nhi tử mặt trước thân một hơi nói vân hãn mụ mụ có chút việc phải xử lý người trước cùng a di đi ra ngoài chơi vừa nói nàng vẫy vẫy tay tự nhiên có thị nữ tới đón đi tiểu vân hãn quất tử phất phất tay bọn thị nữ toàn bộ tất cả đi xuống rồi nàng đi đến trước bàn đọc sách của mình ngồi xuống miễn cưỡng bình phục chính mình kích động tâm tình lầm bầm lầm bầm lầu bầu đại đạo không cần hiện thân đi ra bên này tăng cường cảnh giới một khi các người xuất hiện liền sẽ lập tức bị phát hiện nàng nhiều muốn xem nhìn dáng vẻ của hắn à nhưng lúc này hiển nhiên không phải cơ hội tốt dần dần tĩnh táo lại nàng trong lòng cũng không khỏi bay lên vài phần giật mình cảm xúc nàng vốn cho là lấy trước mắt bên này phòng ngự tình huống hoặc vũ hạo bọn hắn căn bản cũng không khả năng có cơ hội lại đến tìm mình bởi vì hiện tại toàn bộ hoàng thất ở những kiến trúc này bên trong tất cả tìm kiếm tầng cấp đều là nhằm vào cực hạn đấu là đấy thế cho nên quất tử hiện tại mỗi ngày đều không thể ngủ được chỉ có thể thông qua minh tưởng đến khôi phục mệt nhọc như vậy thời gian phải kiên trì bao lâu nàng chính mình cũng không biết dù sao từ thiên nhiên ra lệnh đang chờ đợi cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện trả thù đồng thời Hiện tại đế quốc nghiệp đang gia tăng độ mạnh yếu điều tra, tại không có tìm được cái kia hay gã cực hạn đấu la thi thể trước khi, từ thiên nhiên là sẽ không dễ dàng trầm tĩnh lại đấy. Hắn còn muốn lấy muốn thống nhất toàn bộ đại lục, ở phía sau, không ai so với hắn càng sợ chết. Hóc vũ hạo thanh âm của lại vang lên, chúng ta sẽ không xuất hiện đấy, tình huống của bên này ta cũng vậy dùng tinh thần dò xét tìm kiếm tinh tường, người có kế hoạch gì, chúng ta phải như thế nào đối phó từ thiên nhiên, người nghĩ được chưa? Quất tử trên mặt toát ra một nụ cười khổ, nói, vốn nghĩ đến đám các ngươi vào không được rồi, tất cả để kế hoạch đều phải lần nữa tiến hành. Hiện tại tạm thời hành cung phòng ngự thật sự là thái xâm nghiêm, căn bản tìm không thấy lỗ thủng tồn tại. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn hoàn toàn bảo vệ xung quanh ở bên cạnh hắn, đồng thời còn có số lớn cường giả, muốn dưới loại tình huống này đánh chết hắn, trừ phi là cường công, nhưng là cường ừ công cơ hồ là không thể nào hoàn thành à, cho nên chúng ta bây giờ có thể làm, chỉ có chờ đãi chờ đợi chính hắn lộ ra sơ hở, các người có thể đợi bao lâu. Bọn chúng ta đợi không được, hoặc phụ hạo không chút do dự nói ra, cũng không phải hắn không có kiên nhẫn, mà là trong cơ thể hắn những năng lượng kia không có kiên nhẫn à. Hắn hiện tại, bao giờ cũng không lại tiếp nhận lấy đến từ chính tà nhãn bạo quân chúa tể tinh thần lực áp bách cùng với long tiêu diêu khổng, lồ hồn lực chấn động, lấy âm dương góc bù, bổ sung xong hồn hạch cường độ, đều đang có chút đáp ứng không sửa rồi, hắn hiện đang tiếp tục thời gian, đến tiến hành tu luyện đem những lực lượng này tất cả đều dung hợp, cho nên chuyện bên này nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Nhưng hắn cũng không có thể đợi đến lúc chính mình tu luyện hoàn thành sau đó rồi trở về, hoặc vũ hạo có dự cảm, chính mình lần bế quan này nhất định là chính mình tu luyện trong lịch sử dài nhất một lần, chỉ sợ phải kể tới năm, thậm chí có thể là thời gian 10 năm. Cái này ai cũng không nói được, khi đó chỉ sợ đại lục sớm đã phát sinh biến đổi lớn rồi, cho nên tại trước khi bế quan, hắn nhất định phải đem chuyện bên này xử lý tốt mới được quất tử mày nhíu lại nhanh không thể đợi sao cái kia tạm thời ta cũng không nghĩ ra biện pháp tốt rồi từ thiên nhiên hiện tại lòng nghi ngờ rất nặng chính thức đạt được hắn tín nhiệm đấy cũng chỉ có nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn còn có bên cạnh hắn những thứ kia ẩn núp trong bóng tối cường giả hắn mỗi ngày đều ở vào những cường giả này bảo hộ bên trong Mở hành cung chung quanh đã sớm bố trí cường độ cao nhất hồn đạo trận địa một khi có gió thổi cỏ lay hồn đạo trận địa liền sẽ lập tức phát động Tuy nhiên, cường độ cùng năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí so sánh với còn có tranh lệch, nhưng phòng ngự cực hạn đấu la công kích vẫn là rất có nắm chặt. Các người nói, dưới loại tình huống này, để cho chúng ta như thế nào động thủ với hắn. Nhìn xem quất tử trên mặt bất đắc dĩ, hoắc vũ hạo lạnh nhạt nói, quất tử, chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói láo. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại loại cục diện này cũng có người nhất định được kiến tạo thành phần. Người làm như vậy chính là vì muốn vu oan cho hai vị kia cực hạn đấu la trên người ta nói không sai chứ đã như vậy người nhất định là có hậu thủ đấy từ thiên nhiên bên người phải có người của người ta cũng vậy không vòng vo với người cho chúng ta chế tạo một cái cơ hội ta liền cho người sáng tạo một cái kỳ tích người tương lai muốn như thế nào khống chế nhật nguyệt đế quốc ta bất kể chỉ cần ngươi thực hiện nhiều lời trong vòng 10 năm bất công phạt là được rồi quất tử trên mặt cũng không có toát ra bất kỳ kinh ngạc thở dài một tiếng nói người tại sao phải hiểu rõ như vậy ta người có biết hay không như vậy thật không tốt này sẽ để cho ta như trước đối trong lòng ngươi còn có tưởng tượng vậy cũng chỉ có thể là ảo tưởng mà thôi đường vũ đồng thanh âm lạnh lùng vang lên quất tử sắc mặt biến đổi nói bây giờ cơ hội thật không tốt ta có thể cho các ngươi chế tạo một cái cơ hội xuất thủ nhưng là ra tay sau đó cũng rất khó bảo toàn chứng nhận an toàn của các ngươi ta không muốn các ngươi chết ở chỗ này cho nên ta mới hy vọng các ngươi đợi một chút đợi đến lúc càng thêm thời cơ thích hợp động thủ lần nữa hoắc vũ hạo kiên quyết nói không được bọn chúng ta đợi không được nữa, nhất định phải lập tức động thủ, còn an nguy của chúng ta, người không cần phải xen vào, chúng ta tự có biện pháp thoát thân, người cho chúng ta chế tạo một cái cơ hội xuất thủ như vậy đủ rồi. Quốc tử kinh ngạc nói, người liền có nắm chắc như vậy. Hoặc vũ hạo thản nhiên nói, ta có thể nói cho người biết mấy cái tin tức. Thứ nhất, Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy xác thực đều đã bị chết, là chúng ta đưa bọn chúng tiếp ứng đi ra ngoài, sau đó bọn hắn liền đã bị chết ở tại trước mặt của chúng ta. Còn Thánh Linh Giáo, người cũng không cần lo lắng thánh linh giáo cơ hồ toàn bộ cao tầng đều bị chúng ta giết vĩnh viễn cũng không thể có thể không cho các người tạo thành uy hiếp thánh linh giáo tổng bộ ngay tại tà ma rừng rậm vật liệu của bọn họ cũng đều bị ta dùng cửu cấp định trang hồn đạo đạn phá hủy diệt rồi lúc ấy kinh động đến tà nhãn bạo quân chúa tể à quất tử giật mình đứng lên nàng lần này là thật sự giật mình mắt hạnh trợn lên tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia là như thế nào tồn tại à nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc bên kia kỳ thật còn không hiểu rõ lắm nhưng thân là nhật nguyệt người đế quốc đối tà nhãn bạo quân chúa tể truyền thuyết trượt nghe thật sự là quá nhiều nhiều lắm nhật nguyệt đế quốc thậm chí dùng tà quân đến mệnh danh một cái mình hoàng gia hồn đạo sư đoàn nói theo một ý nghĩa nào đó tà nhãn bạo quân chúa tể đối với nhật nguyệt đế quốc mà nói giống như là đồ đằng bình thường hoặc vũ hạo cùng đường vũ đồng vậy mà đã tao ngộ tà nhãn bạo quân chúa tể hơn nữa bây giờ còn có thể còn sống trở về có thể nghĩ thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu vậy các ngươi không có sao chứ có bị thương hay không quất tử vội vàng vấn đạo trong miệng nàng hỏi mặc dù là hai người các ngươi tự nhưng trên thực tế nàng đang hỏi ai đã rất rõ ràng rồi Hóc vũ hạo nói ta quân chết rồi bị chúng ta giết hiện tại ngươi nên minh bạch lòng tin của chúng ta ở địa phương nào đè à nhà trung leo phượng lăng cũng đều chết hết đây coi như là chúng ta đưa cho ngươi một phần lễ vật hiện tại ngươi đã không có buồn phiền ở nhà việc cấp bách tự là giết từ thiên nhiên sau đó ngươi như thế nào vẫn là câu nói kia nhật nguyệt đế quốc chuyện trong nước chuyện ta bất kể ta chỉ muốn cùng ngươi hoàn thành cái hứa hẹn này sau đó ta liền cùng với vũ đồng tìm địa phương dốc lòng tu luyện một thời gian ngắn quất tử đã trầm mặc nàng hơi khẽ cúi đầu không cho hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng đã gặp nàng đôi mắt hoác vũ hạo có thể cảm giác được quất tử lúc này tinh thần chấn động rất kịch liệt hiển nhiên là tại cao tốc tự hỏi cái gì hắn cũng không có thúc giục chỉ là yên lặng cùng đợi loại thời điểm này cũng nên cho nhiều nàng một ít suy tính thời gian sau nửa ngày quất tử một lần nữa ngẩng đầu thời điểm ánh mắt đã kinh biến đến mức thập phần kiên định không còn có lúc trước nhu tình mật ý cái kia sát phạt quả quyết đế hậu chiến thần lại đã trở về các người ở chỗ này chờ một chốc ta đi ra ngoài một chuyến đi một chút sẽ trở lại động thủ ngay tại đêm nay lưu lại những lời này quất tử bước nhanh ra gian phòng hướng ra phía ngoài mà đi hoặc vũ hạo kỳ thật rất ngạc nhiên tại loại này nghiêm mật giam khống chế dưới tình huống nàng đem như thế nào thúc giục chuyện này đâu này muốn điều khiển những thứ kia nàng người của mình chỉ sợ cũng không dễ dàng à bởi vì hành cung trong phạm vi tất cả mọi người hành động cũng sẽ ở các loại dò xét hồn đạo khí phạm vi bao phủ ở trong nàng lại là đế hậu chiến thần ngay tại lúc này nhất định là bị giam khống chế chủ yếu đối tượng một trong hoặc vũ hạo tinh thần dò xét vẫn luôn bao phủ toàn bộ hành cung cũng đi theo quất tử bóng người hắn kinh ngạc phát hiện quất tử dĩ nhiên là đi tìm từ thiên nhiên mà tại dọc theo đường đi nàng bộ hành tốc độ cũng không nhanh nhìn qua không có như bất cứ dị thường nào. Thế nhưng, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét, đang quan sát năng lực bên trên tuyệt đối muốn tại những kia dò xét hồn đạo khí bên trên. Chí ít, những kia dò xét hồn đạo khí liền không thể tra xét đến quất tử nhịp tim, mạch đập, sóng tinh thần những này nhỏ bé địa phương, nhưng Hoắc Vũ Hạo dựa vào hiện tại tinh thần của chính mình tu vi cũng đã có thể đạt đến. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn cảm thụ quất tử toàn thể biến hóa, dần dần phát hiện một chút đầu mối. Đầu tiên, quất tử mờ ám quá hơn nhiều thẳng đường đi tới thỉnh thoảng làm điệu làm bộ mỗi làm một lần mờ ám thời điểm nhịp tim đập của nàng đô có rõ ràng gia tốc xu thế tuy nhiên gia tốc không lớn hơn nữa cũng không có như bất kỳ dừng lại nhưng biến hóa vẫn có sóng tinh thần cũng sẽ tùy theo trở nên mạnh mẽ đây tuyệt đối không phải động tác bản thân gây nên chỉ có thể là bởi vì chính nàng suy tư cùng động tác bản thân có ý nghĩa xem ra nàng đúng là từ lâu chuẩn bị kỹ càng a à, dù cho là thông qua tinh thần dò xét Hoắc Vũ Hạo cũng không thể kết luận Quất Tử đến tột cùng đã làm những gì. Đầy đủ sau 20 phút, Quất Tử mới tìm được Từ Thiên Nhiên cùng với hắn, không biết đang nói cái gì, lại đi qua chừng nửa canh giờ, thỉnh thoảng sẽ có một ít người trải qua Quất Tử lúc trước đã từng trải qua địa phương. Những người này đâu có một cái điểm đặc trưng chung, vậy thì là tim đập nhanh hơn, sóng tinh thần kịch liệt. Người như vậy cũng không nhiều, khoảng chừng có 7, 8 cái dáng vẻ mà trải qua trước Quất Tử đi địa phương người, nhưng đủ có mấy trăm. Tại mấy trăm người bên trong, này bảy, tám người liền rất không nổi bật, căn bản không có ai sẽ phát hiện bọn họ có cái gì không đúng, đây là bất kỳ dò xét hồn đạo khí cũng không thể làm ra phán đoán. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, hướng về bên người Đường Vũ Đồng nói ra, "Quất Tử Hàn là sử dụng một loại bí mật phương thức liên lạc, còn phương thức là cái gì, ta không biết, nhưng hiệu quả hẳn là rất tốt." Đường Vũ Đồng hướng về Hoắc Vũ Hạo thấp giọng hỏi, "Chúng ta liền như thế chờ đợi, người nói, nàng có thể hay không uy hiếp đến chúng ta?" vừa nãy nàng đang nghe ngươi nói đánh giết tả nhãn bạo quân chúa tể thời điểm tâm tình rõ ràng có chấn động kịch liệt hơn nữa loáng thoáng có khủng sợ tâm tình xuất hiện khi một người trong lòng xuất hiện sợ hãi thời điểm rất khả năng liền sẽ làm ra một ít không lý trí hành động đến nàng mặc dù đối với người có tình nghĩa nhưng rất rõ ràng trong lòng nàng con trai của nàng mới là quan trọng nhất đúng rồi con trai của nàng đâu ngươi xem một chút con trai của nàng ở nơi nào Hóc vũ hạo tinh thần dò xét xoay một cái đem sự chú ý đi tìm tiểu vân hãn rất nhanh hắn liền phát hiện từ vân hãn tại khoảng cách quất tử gian phòng này cách đó không xa cho một phòng khác bên trong cũng không có như bị rời đi sự phát hiện này cũng làm cho hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng thả lòng rất nhiều chính như đường vũ đồng nói như vậy tại quất tử trong lòng tầng thứ nhất muốn chính là con trai của nàng bởi vậy ở tình huống như vậy nàng đem như tử lưu lại mà không phải rời đi liền rất rõ ràng là đối với hoác vũ hạo cùng đường vũ đồng không có như ác ý nếu không thì nàng làm sao sẽ làm âu yếm nhi tử đưa thân vào hiểm địa đâu quất tử lúc trở lại đã là sau hai canh giờ sắc trời bên ngoài đã dần dần tối lại trạng vạng sắp xảy ra đẩy cửa ra quất tử lập tức khiển lui hầu gái chỉ có một người đi vào trong phòng nàng hô hấp tận đến giờ phút này mới bắt đầu trở nên hơi gấp gáp lên dù sao chuyện lần này thực sự là quá to lớn nhằm vào chính là hiện nay đại lục đệ nhất đế quốc quốc quân a một khi thất bại vậy thì là vạn kiếp bất phục không chỉ nàng muốn xong đời Như tử thái tử vị trí cũng nhất định sẽ xong quất tử hiểu rất rõ từ thiên nhiên vì lẽ đó tại làm những chuyện này thời điểm liền đặc biệt cẩn thận quất đi trở về chính mình bàn sao lẩm bẩm tự nhủ sau một canh giờ sắc trời sẽ hoàn toàn đêm đen đến trên không giò xét hồn đạo khí sẽ toàn bộ tự bạo mặt đất các loại giò xét hồn đạo khí sẽ tạm thời mất đi hiệu quả chí ít tại nửa cái canh giờ bên trong bất luận người nào đô không có cách nào khôi phục những này giò xét hiệu quả vì lẽ đó các người động thủ thời cơ là tại những này dò xét hồn đạo khí tự bạo trước sau đó sấn loạn đào tẩu lại quá nửa cái thời gian thần là hắn bữa tối thời gian ngày hôm nay hắn bữa tối mời sáu vị cấp chín hồn đạo sư cộng đồng dùng cơm này đã là hắn một cái thói quen ta sẽ xin mời khổng lão bảo vệ con trai của ta chuyện khác ta giống nhau cũng không biết cái kia sáu vị chín cấp hồn đạo sư bên trong không có những người của ta nhưng trừ bọn họ ra ở ngoài cái khác cấp chín hồn đạo sư tạm thời không sẽ động thủ liên động phòng ngự vòng bảo vệ cũng sẽ chỉ là tại hết thầy trên không dò xét hồn đạo khí tự bạo sau mới sẽ phóng thích chân chính đáng giá đam tư tưởng là nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn người bọn họ vẫn bảo vệ tại hành cung ngoại vi tối tới gần từ thiên nhiên một khi từ thiên nhiên bên kia xảy ra vấn đề những kia nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư đều ngay đầu tiên đuổi tới đi từ thiên nhiên tự thân có 11 kiện cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí tất cả đều là phát động thức các loại công hiệu đô có có thể phòng ngự các loại công kích, tinh thần hệ, công kích vật lý, đâu có. Trải qua cung phụng điện cung cấp những ngày cấp 9 hồn đạo khí cung phụng toàn bộ bình chắc, coi như là cực hạn đấu la, tại trong nửa canh giờ, cũng không thể hoàn toàn công phá trên người hắn hết thải phòng ngự. Này hiện tại là các ngươi muốn đối mặt vấn đề lớn nhất. Ta kiến nghị, nếu như các ngươi công kích, liền lấy một loại phương thức đến tiến hành, hoặc là công kích vật lý, hoặc là tấn công bằng tinh thần, như vậy mới có thể không để hết thảy phòng ngự hồn đạo khí đô tạo tác dụng. Dù sao, tấn công bằng tinh thần muốn khá hơn một chút, Vũ Hạo am hiểu nhất này chút, mà hiện tại từ thiên nhiên chủ phải đề phòng chính là hai vị kia cực hạn đấu la, lấy vật lý phòng ngự làm chủ. Vì lẽ đó, ta phòng trừng trên người hắn cấp 9 hồn đạo khí phòng ngự loại, tổng sản lượng sẽ không vượt quá bốn cái. Vũ Hạo, cứ như vậy, người còn chắc chắn sao? Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn sẽ ở hắn gặp công kích trước tiên sông lại, coi như hành cung nội địa thế chật hẹp, không thể để cho bọn họ toàn diện phát huy nhưng bọn họ chỉ muốn vọt qua đến vì là từ thiên nhiên chống đối công kích cho hắn đào tàu thời gian liền đủ được rồi hoác vũ hạo vẫn đang yên lặng nghe quất tử giảng giải quất tử sau khi nói đến đây mặt cười đã hơi có chút ửng hồng người không dự định vận dụng người của ngươi sao hoác vũ hạo nhàn nhạt hỏi quất tử thở dốc có chút gấp gáp nếu như người có tuyệt đối nắm ta hoác vũ hạo lạnh nhạt nói chuyện như vậy ai dám nói mình có niềm tin tuyệt đối nếu người đã nắm giữ cung phụng điện liền muốn để bọn họ đã hành động lên. Quất tử con người đột nhiên co rút lại, đột nhiên từ vị trí của mình đứng lại lên. Người, người nói cái gì? Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói, ta nói sai lầm rồi sao? Có thể điều động vị kia có cấp 9 hồn đạo sư chi phụ tên gọi khổng lão, lẽ nào, người còn không là đã khống chế toàn bộ cung phụng điện. Quất tử hô hấp rõ ràng có chút gấp gáp, nhìn Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt biến ảo không ngừng lập lòe. Một lát sau, trên mặt mới toát ra một nụ cười khổ, người đúng là quá thông minh người lại có thể thông qua như thế một chút dấu vết liền nhìn ra ta đã nắm giữ nhật nguyệt đế quốc hoàng gia cung phụng điện này thật sự để ta rất giật mình hoác vũ hạo nói kỳ thực ta nguyên lai vẫn chưa thể hoàn toàn khẳng định nhưng hiện tại ta nhưng có thể khẳng định kỳ thực manh mối đều không quan trọng trọng yếu chính là niềm tin của ngươi quá đủ người bằng cái gì có thể cho là mình có thể tại từ thiên nhiên bị đánh giết sau cấp tốc trưởng khống nhật nguyệt đế quốc cục diện đâu nếu như không phải sau lưng nắm giữ cường mạnh mẽ chống đỡ đây là không thể nào làm được. Người tại quân đội danh vọng hiện tại đã rất lớn, nhưng như thế vẫn chưa đủ, chỉ ít hiện tại còn chưa đủ, chỉ là quân đội chi nắm, còn chưa đủ lấy để người có thể áp chế hoàng thất, bảo vệ con trai của người ngôi vị hoàng đế. Mà khi người nói ra khổng lão sẽ giúp người bảo vệ thái tử thời điểm, nếu như ta còn không rõ, vậy thì quá ngu. Tuy nhiên ta không biết người lấy cái gì đánh đổi thuyết phục khổng lão, nhưng có hắn chống đỡ, người hết thảy hành động đều sẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều, coi như không có như chúng ta người nên cũng có không nhỏ thành công cơ hội dù sao người là từ thiên nhiên hoàng hậu hồn đạo khí năng lực phòng ngự mạnh hơn cũng không thể không có như phá chán vì lẽ đó liền coi như chúng ta không đến phòng chừng người cũng sẽ tại sau một khoảng thời gian các loại từ thiên nhiên thư giãn hạ xuống thời điểm động thủ quất tử đột nhiên nở nụ cười cười khẽ lắc lắc đầu nói nguyên bản ta cho rằng thiên phú của người tất cả đều về mặt tu luyện luận đầu óc trung quy so với ta còn muốn thiếu một chút bây giờ nhìn lại ta sai rồi Bất quá, ta rất vui vẻ, nhưng không thể nói cho người tại sao. Người nói không sai, ta là có hoàn chỉnh kế hoạch, liền tính toán không có như các người phối hợp, ta cũng có rất nhiều nắm. Khổng lão đối với ta yêu cầu duy nhất chính là không có thể sử dụng bất kỳ cung phụng điện người để hoàn thành chuyện này. Bất luận thành công cùng thất bại, đô cùng cung phụng điện không quan hệ, mà cung phụng điện chỉ có thể chống đỡ hoàng đế. Vì lẽ đó, ta là thật sự không có cách nào trực tiếp thông qua nhân thủ đến giúp đỡ các người. Hành động phương án chỉ có hai cái, một cái là các ngươi, một cái khác chính là chính ta. vừa nói, quất tử chậm rãi giơ tay lên, lộ ra bản thân sửa chữa mỹ lệ phi thường móng tay, móng tay bên trên tô vẽ chân châu sắc móng tay dầu, nhìn qua vô cùng mỹ lệ. ta móng tay bên trong có độc hoàn, từ thiên nhiên mỗi một đạo món ăn đều có người chuyên biệt trước tiên thưởng thức. tại những người kia bên trong có một cái bị ta mua được, ta sẽ ở một lần dạ tiệc của chúng ta bên trên đem độc hạ tại một món ăn bên trong chỉ chiếm cứ món ăn phẩm một tiểu khối khu vực người kia đang thưởng thức thời điểm sẽ thưởng thức một bên khác đưa cho từ thiên nhiên thời điểm nhưng là ta hạ độc này một bên bởi là vào bàn sau đó mới sẽ hạ độc vì lẽ đó ta có niềm tin rất lớn sẽ thành công nhưng như thế ăn gian bệnh chính là ở khi có người biết từ thiên nhiên là chúng độc mà chết sau chắc chắn sản sinh rất nhiều rối loạn mà hiện tại nếu như thông qua tập kích đem hắn đánh giết nhưng là thời cơ tốt nhất bởi tất cả mọi người nghĩ đến đều là hai vị kia cực hạn đấu la trả thù hoác vũ hạo trầm mặc một chút hy vọng người sẽ tuân thủ người lời hứa quất tử không nhìn thấy hoác vũ hạo ánh mắt của nàng tại này nháy mắt đột nhiên trở nên thâm thúy lên sau đó dùng trầm ngưng thanh âm nói ta hiểu rồi hoác vũ hạo nói một lời đã định từ thiên nhiên những ngày qua vẫn rất lo lắng tự mình từ ngày đó nguyên bản cho rằng là thiên y vô phùng hành động dĩ nhiên ra chỗ sơ xuất sau tâm tình của hắn liền vẫn phi thường không tốt hầu như hết thảy minh đô cao cấp sức chiến đấu hiện tại tất cả đều dùng cho phòng vệ này lâm thời hành cung người quyền lực càng lớn liền đối với tính mạng của chính mình càng là coi trọng cái này cũng là tại sao các đời đế vương tuổi sau khi lớn lên đều rất dễ dàng muốn đi truy tầm trường sinh là giống nhau từ thiên nhiên rất sợ chết hắn muốn làm đấu la lịch sử đại lục bên trên thiên cổ một đế hắn muốn thống nhất cả tòa đại lục hắn đương nhiên không thể chết được bất kể bao quát khổng lão ở bên trong đông đảo cấp chín hồn đạo sư đều vì hắn phân tích đi qua hai vị kia cực hạn đấu la sống sót khả năng tới vô hạn tiếp cận với số không coi như sống sót cũng tất nhiên là chịu đến không đảo ngược trọng thương không tốn thời gian dài cũng sẽ bị chết nhưng là tại từ thiên nhiên trong lòng vẫn như cũ tràn ngập lo lắng hắn sẽ nghĩ nếu như hai vị kia cực hạn đấu la chỉ có cuối cùng một đòn lực lượng đâu như vậy bọn họ không nghi ngờ chút nào sẽ đem phần này công kích tác dụng tại trên người mình nga vì lẽ đó hắn không tiếp bất cứ giá nào tiến hành phòng ngự chính là vì phòng bị này có thể xuất hiện tình huống muốn trở thành thiên của một đế sống sót mới là quan trọng nhất đeo trên người 11 một kiện cấp 9 hồn đạo khí bao quát ăn mặc một thân hình người hồn đạo khí dù cho là tại lúc ngủ cũng không cởi liền có thể hiển hiện ra hiện tại từ thiên nhiên tâm thái mỗi ngày bất cứ lúc nào bên cạnh hắn đều có ít nhất vượt quá 6 tên trở lên cấp 9 hồn đạo sư bảo vệ hơn nữa những ngày gần đây hắn chưa bao giờ từng ra hành cung một bước càng người lo lắng càng là càng ngày càng mạnh bởi hắn cũng không biết chính mình như vậy trạng thái muốn duy trì bao lâu bên ngoài căn bản không có như bất kỳ liên quan với hai vị kia cực hạn đấu la tin tức truyền về càng như vậy trong lòng hắn lo lắng liền càng là nghiêm trọng bệ hạ ngài nên dùng thiện ngài mời chư vị đại nhân đã đến một tên nội thị cung kính nói ưm um, từ thiên nhiên gật gật đầu nhấc lên trên đầu cháo đi ra khỏi phòng đi tới dùng cơm phòng khách dù cho là ở cái này phòng ăn chu vi đâu có loại nhỏ hồn đạo vòng bảo vệ bố trí bất cứ lúc nào làm tốt ứng biến chuẩn bị sáu vị cấp chín hồn đạo sư đã đến rồi một lúc nhiệm vụ của bọn họ ngoại trừ bồi từ thiên nhiên ăn cơm ở ngoài trải qua nhiệm vụ trọng yếu tự nhiên là bảo vệ hắn đương nhiên tại này sáu vị cấp chín hồn đạo sư xem ra quan trọng hơn kỳ thực là để từ thiên nhiên an tâm thôi tại loại trình độ đó công kích sau hai vị kia cực hạn đấu la lại làm sao có khả năng sống được a à, nhưng ai cũng không đi trở về nói từ thiên nhiên buồn lo vô cớ gần nhất vị này lo lắng đế vương đã trước sau đánh giết hơn 10 người nội thị đều người mình mọi người không nên khách khí dùng cơm đi từ thiên nhiên sắc mặt có chút thẫn thờ bữa tối rất phong phú xếp đầy một bàn nhưng đối với hắn mà nói dù cho là sơn hào hải vị mỹ vị hiện tại cũng là vị cùng tước trá sáu vị cấp chín hồn đạo sư cũng có vẻ rất trầm mặc cũng không khách khí từng người ăn uống lên cùng một vị lo lắng đế vương cùng nhau ăn cơm tuyệt không là cái gì khiến người ta hài lòng sự tình bọn họ cũng chỉ muốn cơm nước xong sau sớm chút rời đi cấp 9 hồn đạo sư sinh hoạt là phi thường bận rộn chế tác hồn đạo khí thí nghiệm hồn đạo khí thiết kế hồn đạo khí còn có bọn họ trưởng quản những chuyện khác đều cần bọn họ đi trưởng khống uống mấy chén rượu từ thiên nhiên nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng cũng coi như là thả lỏng mấy phần khả năng là bởi tuổi tác tăng trưởng hơn nữa nắm quyền trong tay thế tăng cường hắn hiện tại càng ngày càng ham mê này trong chén đổ vật đặc biệt là gần nhất mỗi ngày buổi tối đều là muốn dựa vào cồn gây tê mới có thể ngủ ngon giấc. Nội thị lại vì là từ thiên nhiên rót một chén rượu, từ thiên nhiên bưng chén rượu lên trên mặt toát ra vẻ mỉm cười nói đến các vị cung phụng để chúng ta cùng uống một chén, cầu chúc ta nhật nguyệt đại quân sớm ngày dẹp yên tinh là đấu linh hai nước nhất thống đại lục uống thắng. Sáu vị cấp chín hồn đạo sư vội vàng bưng chén rượu lên cùng kêu lên nói ra nghe bọn họ ồ nào đồng ý âm thanh từ thiên nhiên tâm tình càng được rồi hơn mấy phần sáu vị mạnh mẽ như vậy cấp 9 hồn đạo sư, không phải giống nhau muốn nghe từ mệnh lệnh của chính mình sao? Đây chính là nắm giữ thiên hạ chỗ tốt à? Tử chén đưa đến trước môi, cùng cái khác sáu vị cấp 9 hồn đạo sư đồng thời nâng chén cộng uống. Này vốn là là ăn tiệc bên trong không thể bình thường hơn được tình huống. Thế nhưng, không có ai chú ý tới chính là, liền ở tại bọn hắn sẽ bị đưa vào chính mình trước môi một sát na. Mỗi cá nhân tử trong chén, đô lặng yên có thêm một cái không đáng chú ý tiểu vòng xoáy. Cái này tiểu vòng xoáy là màu lam đậm, ngày hôm nay món ăn tử là cây nho nhưỡng tại cái kia màu đỏ sậm tử dịch bên trong căn bản là không nhìn thấy trong đó đầu mối cây nho nhưỡng chua sót ngọt ngào mùi vị thuần hậu thơm ngọt khi sáu vị cung phụng cùng từ thiên nhiên cùng uống chén này thời điểm từ dịch nhập hầu bọn họ nhưng đô có dũng khí cảm giác kỳ dị này một chén cây nho nhưỡng tựa hồ đặc biệt mát mẻ uống lên đặc biệt thấm ruột thấm gan không nói ra được sảng khoái hả không biết là không phải là bởi vì bệ hạ mời rượu Chén rượu này uống lên tư vị thực là không tồi a." À. Một vị lớn tuổi cấp chín hồn đạo sư cười nói, Từ Thiên Nhiên, nhưng tại trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh nội thị. Đồng nhất bầu rượu, làm sao có khả năng trước một chén cùng, sau một chén mùi vị có chỗ bất đồng đâu? Hắn nhớ tới rất rõ ràng, cũng không có như đổi đi qua bầu rượu. Tại này thần hồn nát thần tính thời khắc, Từ Thiên Nhiên đối với tất cả gió thổi cỏ lay đều đặc biệt mẫn cảm. Làm hắn tương đối an tâm chính là tên kia nội thị cũng không có bởi vì hắn nhìn kỹ mà có biến hóa gì đó trái lại là có chút mờ mịt cúi đầu cung kính nói bệ hạ có thể lại muốn đến một chén chính đang từ thiên nhiên một chút thanh tĩnh lại thời điểm tiếp theo một cái chớp mắt hắn cùng đang ngồi sáu vị cấp chín hồn đạo sư sắc mặt nhưng đồng thời thay đổi nguyên bản mát mẻ từ dịch đột nhiên trở nên lạnh lẽo lên cái kia vào bụng sau lẽ ra nên càng thêm tiếp cận nhiệt độ tử dịch nhưng như là đột nhiên bắt đầu đóng băng giống như vậy lạnh lẽo âm trầm khí tức trong nháy mắt hướng về toàn thân tỏa ra, khiến cho mỗi người bọn họ thân thể đều phát lạnh. Không được, một vị cấp 9 hồn đạo sừ hét lớn một tiếng, toàn thân nhất thời dâng lên một tầng sương mù, phản ứng của hắn không thể nói là không nhanh, mục đích cũng không đơn giản, vậy thì là dựa vào chính mình cường thịnh hồn lực, đem trước tử dịch từ trong cơ thể bức bách đi ra. Thế nhưng, hắn lúc này vừa mới vận chuyển hồn lực, liền phát hiện không đúng, trong cơ thể hồn lực tuy nhiên như trước cường thịnh, nhưng là, rượu kia dịch chỗ đi qua bất kể là huyết thống vẫn là hồn lực phảng phất đô muốn đồng lại tự khi hắn hồn lực cùng kinh khủng kia lạnh lẽo tử dịch đụng chạm cùng nhau thời điểm dĩ nhiên lập tức cũng sẽ bị liên quan đóng băng lên liền năng lực đều phải bị đóng băng đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ à từ thiên nhiên tại làm chuyện giống vậy nhưng khi hắn hồn lực cùng cái kia lạnh lẽo đụng chạm sau cảm thấy không đem thời điểm sắc mặt nhất thời thay đổi biến đến mức dị thường khó coi tình huống như thế hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải kịch độc đây là hắn đầu tiên nghĩ đến trừ kịch độc ở ngoài căn bản cũng không có những khả năng khác nhưng là chính mình uống rượu tại và bàn trước đều là do người chuyên biệt thưởng thức qua đồng thời cẩn thận kiểm nghiệm xác nhận không thành vấn đề mới có thể bày ra đến trước mặt mình đến làm sao có thể có thể sao có thể có chuyện đó à bốn đạo bóng người màu đen lặng yên không một tiếng động đi tới từ thiên nhiên bên người một người trong đó đã một cái tay kẹp lại trước rót rượu nội thị cái cổ đem hắn nâng lên ba người khác bên trong một người cảnh giác quan sát bốn phía trên người hình người hồn đạo khí bên trên đã lập lòe mãnh liệt ánh sáng hai người khác nhưng là đều sẽ hai tay chống đỡ tại từ thiên nhiên sau lưng thôi thúc chết phát hồn lực hướng về từ thiên nhiên trong cơ thể truyền và đi vào nhanh chuyển mệnh lệnh của ta phong tỏa từ thiên nhiên thấp giọng quát lên hắn phát hiện mình lúc này nói chuyện cũng đã trở nên khó khăn lên bởi ít hầu phảng phất cũng phải bị đông lại tại lúc nói chuyện trong miệng thậm chí sẽ phun ra xương trắng đến đây là cỡ nào bá đạo kịch độc a à? lại có thể đạt đến trình độ như thế long tiêu dao cùng diệp tịch thủy trả thù rốt cục tới sao từ thiên nhiên tuy nhiên sợ hãi nhưng cuối cùng cũng coi như vẫn là chấn định dù sao tại trong căn phòng này thêm vào hắn ở bên trong có tới 11 vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả bên ngoài còn có mạnh mẽ nhân nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn có nhiều cường giả như vậy tại liền xem như là hai vị kia cực hạn đấu la động thủ cũng không thể nào ngay đầu tiên đem chính mình đánh giết mà cái kia kịch độc bất luận cỡ nào cường đại lấy tu vi của chính mình trong thời gian ngắn cũng không có việc gì lại từ từ suy nghĩ biện pháp giải độc là được rồi vô dụng mệnh lệnh của ngươi không thể có một chữ chuyển đi bao quát nơi này tất cả tên kia nhàn rỗi bóng người màu đen vừa bán người đi ra ngoài liền bị một luồng không thể chống đỡ sức mạnh đàn hột mà quay về toàn thân hình người hồn đạo khí bên trên cũng thuận theo bịt kín một tầng băng xương toàn bộ bên trong phòng ăn tất cả đều bịt kín một tầng nhàn nhạt vặn vẹo ánh sáng ngoại giới tất cả cũng không còn cách nào xuất hiện tại các vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả nhận biết chi bên trong này đây là thế nào sức mạnh a à? cái kia sáu vị cấp chín hồn đạo sư tuy nhiên cảm thụ trong cơ thể dòng máu càng ngày càng lạnh lẽo nhưng cũng chắc chắn sẽ không bó tay chờ chết đâu ngay đầu tiên mở ra chính mình hồn đạo vòng bảo vệ bảo vệ chính mình sau đó bảo quanh quay chung quanh tại từ thiên nhiên chu vi cảnh giác xem hướng bốn phía bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim Truy cập kênh YouTube Di các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com sẹt ECAB phim viết liền không giấu nhé. Hai bóng người, từ 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 hư huyễn trung nổi lên, bình tĩnh xuất hiện tại từ thiên nhiên cùng với các vị nhật nguyệt đế quốc cường giả trước mặt. Khi từ thiên nhiên nhìn rõ ràng người đến thời điểm, không khỏi hơi sững sờ, trước mắt người này, hắn không thể nói là quen thuộc, nhưng cũng tuyệt đối gặp người, người là sử lai khắc học viện. Từ thiên nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt. Đúng ta là sử lai khắc học viện hoác vũ hạo vị này là bạn gái của ta đường vũ đồng thật bất ngờ sao bệ hạ hoác vũ hạo mặt mỉm cười nói ra từ thiên nhiên lạnh lùng nói hoác vũ hạo chính là ngươi lấy một đánh mười đánh bại ta nhật nguyệt đế quốc cường giả hoác vũ hạo gật gật đầu không sai chính là ta từ thiên nhiên lạnh rên một tiếng không sai ta nhất định phải thừa nhận trong thế hệ tuổi trẻ e sợ không ai có thể cùng người sánh ngang thế nhưng người càng dám như thế bất cần vẻn vẹn hai người liền dám đến ta nhật nguyệt đế quốc trong hoàng cung còn dám đánh lén trẫm lẽ nào người cho rằng ngày hôm nay người còn có sống sót khả năng rời đi sao hoắc vũ hạo cười ha ha nói bệ hạ ngài suy nghĩ quá nhiều nên cân nhắc cái vấn đề này không phải ta mà là các người mới đúng một vệt ánh sáng ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại hoắc vũ hạo sau lưng ở đây các vị hồn các đạo sư cũng sớm đã là tiếng lòng căng thẳng cảm nhận được hoắc vũ hạo bên này biến hóa Hầu như đều trước tiên hướng về hắn khởi xướng công kích. Từng đạo từng đạo cường quang trong nháy mắt thương lượng, cường hãn hồn lực cợn sóng, khiến cho toàn bộ phòng khách cũng không khỏi run rẩy lên. Càng có mấy vị hồn đạo sư vô cùng giật mình, công kích không có như đối mặt hoác Vũ Hạo, mà là hướng về một bên phòng khách oanh kích tới, mục đích của bọn họ không đơn giản, phát ra tiếng vang, kinh động bên ngoài Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, chỉ muốn cái mục đích này đạt đến, như vậy, tiếp cận liền không cần sâu trước mắt này hai người trẻ tuổi thực lực mạnh đến đâu cũng không thể vào toàn bộ nhật nguyệt đế quốc cao cấp sức chiến đấu chống lại đi thế nhưng khiến cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm chính là khi sự công kích của bọn họ phát bắn ra sau bất kể là đối mặt phương hướng nào mục tiêu cuối cùng lại tất cả đều là hoác vũ hạo mà tất cả xung quanh tia sáng cũng tất cả đều vặn vẹo lên hoác vũ hạo trước người một cái kỳ dị vòng xoáy bỗng dưng trống rỗng xoay tròn vòng xoáy hiện vì là màu băng lam những kia chùm sáng tiến vào màu băng làm vòng xoáy bên trong sao dĩ nhiên một điểm đều không có phát ra tiếng động hoàn toàn tại cái kia vòng xoáy mất đi mà hoắc vũ hạo phía sau xuất hiện bóng người cũng đã hoàn toàn hiện hiện ra đó là một cái cô gái xinh đẹp có nhân loại nữ tính trên người còn có kỳ dị đẹp đẽ đuôi cá hai mắt thật to mang theo ý cười nhàn nhạt, nhạt trong trẻo mà tươi đẹp tiếng ca trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ bên trong cung điện hoắc vũ hạo trên người từng vòng hồn hoàn ánh sáng tùy theo phát ra hắn bây giờ đã sớm không cần thiết để che giấu chính mình trộn lẫn đổi màu sắc. Đệ nhất hồn hoàn, không còn là trắng noãn như ngọc, mà là hiện vì là sạc sỡ lóa mắt rực rỡ màu vàng. Tiếp đó, bình thường nhất hồn hoàn cũng là màu đen, mà càng nhiều nhưng là màu đỏ, dễ thấy màu đỏ, mang theo màu vàng hoa văn màu đỏ. Hóc vũ hạo thanh âm trầm thấp truyền vào ở đây mỗi người trong tai kinh sợ tâm linh của bọn họ, linh, hồn, chấn, bạo. Toàn bộ trong đại sành, không khí nhẹ nhàng ba động một chút, nhưng ở chàng tất cả mọi người bao quát từ thiên nhiên ở bên trong trên người nhưng đều bán ra mãnh liệt ánh sáng bọn họ dùng để phòng ngự tấn công bằng tinh thần phòng ngự hồn đạo khí tất cả đều ngay đầu tiên bán ra cực sự mãnh liệt ánh sáng toàn bộ bên trong đại sành nhất thời đã biến thành một mảnh hào quang thế giới nếu như vẻn vẹn là như vậy cái kia cũng sẽ không tính là gì sẽ ở đó hào quang đạt đến một sát na liên tiếp phá nát thanh cũng vang lên theo bao quát từ thiên nhiên ở bên trong ở đây mỗi một vị hồn đạo sư trên người đều chí ít phá nát một cái tinh thần phòng ngự hồn đạo khí. Sở dĩ nói là chí ít, bởi có hai người trên người không có như tinh thần phòng ngự hồn đạo khí phá nát, bởi trên người bọn họ căn bản cũng không có mang theo loại này hình phòng ngự hồn đạo khí. Tinh thần phòng ngự hồn đạo khí, tại các loại phòng ngự hồn đạo khí, đặc biệt là cấp 9 tầng thứ này bên trong, là khó nhất chế tác, cho nên lúc ban đầu quất tử hướng về Trung Liêu, nói ra điều kiện thời điểm, Trung Liêu cũng chỉ có thể là bóp mũi lại nhận. Tại cấp 9 hồn đạo sư bên trong, cũng không phải mỗi một vị đều phân phối loại này phòng ngự hồn đạo khí dù sao am hiểu ở tấn công bằng tinh thần hồn sư hoặc là hồn thú trung quy là số ít bất quá ngày hôm nay và lúc này hai vị này không có như phân phối hồn đạo sư nhưng nhất định chỉ có thể trở thành là bi kịch bọn họ tuy nhiên ngay đầu tiên đem tinh thần lực của mình tăng lên tới cực hạn trong đầu tinh thần tri hải thậm chí đều sôi trào nhưng là Bọn họ nhưng làm sao có khả năng ngăn cản được một vị vừa thu được tà nhãn bạo quân chúa tể mạnh mẽ tinh thần hồn hoàn cực hạn đấu la tấn công bằng tinh thần đâu. Tiếng kêu rên chung, hai vị này cấp 9 hồn đạo sư đồng thời thất khiếu xuất huyết, thân thể lung lay, chỉ có thể miễn cưỡng không để cho mình ngã xuống. Liền ở tại bọn hắn mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, còn muốn muốn giáng trả thời điểm, đột nhiên, trong không khí lần thứ hai rung động một thoáng, cùng lúc trước đồng dạng cường độ sợ hãi công kích lại một lần đến. Lần này, tuy nhiên không có như lần thứ nhất như vậy hung mãnh nhưng cũng đồng dạng sợ hãi âm âm hai tiếng lúc trước hai vị kia không có như tinh thần phòng ngự hồn đạo khí hồn đạo sư hầu như ngay đầu tiên bạo đầu mà chết máu tươi ốc nhất thời tiên đâu đâu cũng có bất quá vào lúc này những người khác cũng tương tự là tự lo không xong căn bản là không thời gian đi quan tâm bọn họ nhân ngư hai tầng sướng để hoắc vũ hạo tinh thần hệ công kích có thể liên tục phát động hai lần này vốn là thần kỹ một loại tồn tại à tại hoắc vũ hạo tất cả phụ trợ năng lực bên trong nhân ngư hai tầng sướng tại tinh thần hệ bên này tuyệt đối là có thể đứng hàng đầu chỉ đứng sau ba mắt kim ngêm mang cho hoắc vũ hạo cái kia mấy cái vận mệnh hồn kỹ vòng thứ hai linh hồn chấn bạo bạo phát thời điểm ở đây hầu như hết thảy hồn đạo sư đồng thời kêu rên lên tiếng từng cái từng cái thân thể ngã xuống liều mạng muốn dùng tinh thần của chính mình phòng ngự hồn đạo khí chống lại trụ nhưng là tinh thần của bọn họ phòng ngự hồn đạo khí đã phá nát chỉ có từ thiên nhiên ngay đầu tiên bắn người mà lên trên người hắn có mười một hiện cấp chín phòng ngự hồn đạo khí trong đó phòng ngự tấn công bằng tinh thần thì có bốn cái hơn nữa trên người hắn phòng ngự hồn đạo khí luận phẩm chất tuyệt đối là hiện nay nhật nguyệt đế quốc cao cấp nhất tồn tại bởi vậy tuy nhiên hắn nhìn qua rất chật vật thế nhưng hai vòng linh hồn đánh nổ nhưng chỉ là để hắn hủy diệt rồi một cái phòng ngự hồn đạo khí mà thôi thân thể ngửa về đằng sau ngã cũng trước ngực bắn ra một đạo cường quang thúc đẩy từ thiên nhiên thân thể đột nhiên bay ngược mà ra không luận là tại hành cung bất kỳ địa phương nào từ thiên nhiên đều chuẩn bị cho chính mình đường lui hắn có thể cảm giác được hiện nay mình và bọn thuộc hạ nhất định là đã rơi vào trước mặt người này mạnh mẽ lĩnh vực loại năng lực bên trong tại tình huống như thế hạ muốn từ chung cầu hoạt cũng chỉ có thể dựa vào trí nhớ của chính mình đến tìm cơ hội liền sau lưng hắn không xa mặt đất thì có một cái địa đạo bên trong còn có truyền tống trang bị chỉ cần có thể chạy tới đó hắn liền có cơ hội thoát ly khỏi đi mà địa đạo mùa đạm khải bên ngoài tự nhiên cũng đã biết hắn ở đây chịu đến tập kích liền lại không có gì đáng sợ đáng tiếc hoắc vũ hạo nếu đi tới nơi này cũng đã tính toán được rồi chính mình năng lực chiến đấu hai vòng linh hồn đánh nổ phát động đồng thời hoắc vũ hạo cái khác công kích cũng thuận theo mở ra oanh 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 trầm thấp tiếng nổ vang rền tại linh hồn đánh nổ dư y vẫn còn thời điểm nối gót bạo phát nhưng lần này công kích cũng không phải do ở ngoài mà đến, mà là từ trong ra ngoài. Trong cơ thể lạnh lẽo, đột nhiên bạo phát, đông lại huyết mạch, lại sản sinh kịch liệt nổ tung, đây chính là ở trong người muốn nổ tung lên na. Bao quát từ thiên nhiên ở bên trong, mọi người tại đây bên trong, có bảy người đều uống chức băng tử. Cái kia trong rượu đương nhiên không phải cái gì kịch độc, mà là đến từ chính hoác vũ hạo cực hạn chi băng hồn lực. Như quả biến thành người khác, tuyệt đối không thể tại ở tình huống kia đem chính mình hồn lực đưa vào đối thủ trong cơ thể ở đây đều phong hào đấu la cấp độ cường giả mỗi người nhận biết đều cực cao bất kể là cảm nhận được hồn lực gợn sóng sóng tinh thần cũng hoặc là một chút xíu ác ý bọn họ đều có cảnh giác sở dĩ không có thứ gì phát hiện cũng không phải là bởi vì cảm nhận của bọn họ yếu bớt mà là hoác vũ hạo che giấu thực sự là quá tốt rồi dựa vào tự thân thực lực mạnh mẽ hoác vũ hạo ẩn giấu tự thân khí tức bao quát hồn lực gợn sóng ở bên trong tất cả đều che giấu rất tốt âm dương bổ sung xong hồn hạch sản sinh mà ra vòng xoáy hồn lực có hoàn toàn nội liễm đặc hiệu hơn nữa hắn hết sức khống chế khi những người kia uống rượu trước một sát na hoặc vũ hạo hư không điểm ra bảy chỉ đem bảy đám chính mình cực hạn chi băng hồn lực lạng yên không một tiếng động dung nhập vào bọn họ từ dịch bên trong để bọn họ uống rượu đồng thời cũng đem này hồn lực uống vào cực hạn chi băng nội liễm mãi cho đến bên trong cơ thể của bọn họ mới bộc phát ra vì lẽ đó bọn họ mới sẽ cảm giác được không đúng mà những này cực hạn chi băng hồn lực bản thân liền còn ẩn chứa này Hoắc Vũ Hạo lực lượng tinh thần, này liền để hắn có thể vẫn duy trì đối với những sức mạnh này khống chế. Huyết thống đông lại, vậy thì là băng, mà Hoắc Vũ Hạo một cái khác thần kỹ, chính là băng bạo thuật a. Ở trong người bộc phát ra băng bạo thuật, coi như là phong hào đấu la cấp bậc cường giả cũng không chịu nổi, từ thiên nhiên mặc trên người nhiều hơn nữa phòng ngự hồn đạo khí, cũng không thể phòng ngự đến thân thể mình bên trong đi. Vì lẽ đó, lúc này băng bạo thuật đột nhiên phát uy tình huống hạ ngoại trừ lúc trước hai tên đã bị linh hồn đánh nổ đánh chết hồn đạo sư ở ngoài mặt khác năm người hoàn toàn phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong cơ thể nổ vang nhất thời để bọn họ trong nháy mắt liền mất đi năng lực phản kháng phong hào đấu la thân thể không thể nghi ngờ là cực kỳ cứng cỏi hoặc vũ hạo cũng không có cách nào đem quá nhiều hồn lực hòa vào bên trong cơ thể của bọn họ để bọn họ uống vào vì lẽ đó nổ tung lực vẫn là hạn chế ở một mức độ nào đó còn chưa đủ lấy đối với bọn họ chí mạng nhưng này kịch liệt thống khổ cũng không phải tùy tiện liền có thể chịu đựng trụ hoắc vũ hạo phát động đồng thời đường vũ đồng cũng động trong nháy mắt rời đi làm cho nàng tại tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở từ thiên nhiên sau lưng cái kia hai tên người mặc áo đen phía sau óng ánh hào quang màu tử kim đột nhiên lóe sáng căn bản không có như bất kỳ đẹp đẽ song quyền cùng xuất hiện những này từ thiên nhiên cây bóng thị vệ đều có cực cường thực lực thế nhưng phần này thực lực cũng phải nhìn đối mặt chính là ai khi đối thủ của bọn họ chính là cực hạn đấu la thời điểm bọn họ có thể có biện pháp gì đâu trói mắt kim quang nổi lên hai tên người hình người hồn đạo khí cái bóng hộ vệ trên người bắn ra liên tiếp cường quang thế nhưng những này cường quang hoàn toàn tại cái kia tỏa ra rồng gầm cường hãn nắm đấm trước mặt từng cái phá nát khi đường vũ đồng nắm đấm cuối cùng lạc ở tại bọn hắn hình người hồn đạo khí ở bề ngoài thời điểm bọn họ kết cục cũng đã nhất định đường vũ đồng xong quyền đánh bay hai người thân thể mềm mại cũng đã phóng người lên cùng vừa vặn lắc mình mà đến hoác vũ hạo trên không trung đụng vào nhau bọn hắn lúc này lại như là hai đám năng lực giống như vậy tại va chạm trong nháy mắt dĩ nhiên lẫn nhau dung hợp đồng thời bắn ra không gì sánh kịp mạnh mẽ khí tức lúc này đây coi như là hoác vũ hạo lúc trước bố trí đến tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực đều không có biện pháp đem khí tức của bọn hắn che giấu kinh khủng tinh thần chấn động lập tức hướng ra phía ngoài bộc phát lại để cho bên trong hành cung mỗi người đều có thể cảm giác được rõ ràng một cái cự mão lớn mắt dọc trống rỗng xuất hiện cái này con mắt nhỏ bản thân là kỳ dị màu vàng màu vàng chung quanh lại tản ra cao quý chính là từ kim sắc quang vân kinh khủng vầng sáng liền sau đó một khắc quách trương từng chuôi kỳ dị trùy nhỏ tử trong khoảnh khắc tràn ngập tại toàn bộ trong đại sành trong hư vô đích thực nói tâm linh phong bạo hắc vũ hạo cùng đường vũ đồng tứ đại vũ hồn dung hợp kỹ một trong cái này cũng là bọn hắn vũ hồn dung hợp kỹ bên trong cường đại nhất tinh thần công kích thủ đoạn vì có thể đạt tới trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành việc này nhiệm vụ mục tiêu, bọn hắn đã không có bất luận cái gì lưu thủ rồi. Lúc này, cho dù là Long Tiêu Diêu cùng Diệp Tịch Thủy phục sinh, khi bọn hắn loại tầng thứ này công kích trước mặt, cũng chỉ có thể tạm lánh gió thủy, tuyệt không dám cùng bọn hắn chính diện ngạnh bính, trừ phi là này tà nhãn bạo quân chúa tể không chết, mới có thể tại tinh thần mặt trước miễn cưỡng chống lại xuống. Đương nhiên, có lẽ hai chữ này tại tuyệt đại đa số thời điểm đều là không có bất kỳ ý nghĩa thực tế đấy. Toàn bộ phòng ăn, lập tức bị xé nát bấy này rõ ràng là tinh thần tầng thứ công kích lại đạt đến thật thể trình độ lực phá hoại mấy vị kia này đã tại băng bạo thuật trong bị thương nặng lại trải qua lúc trước linh hồn đánh nổ tẩy lễ cấp 9 hồn đạo sư môn trên người từng đoàn từng đoàn hào quang không ngừng nổ tung cuối cùng nhất nổ tung tự nhiên là đầu lâu của bọn hắn không chỉ là bọn hắn này vài tên ảnh tử hộ vệ cũng cũng giống như thế trong một cao độ chấn động tinh thần cấp độ công kích đến trên người bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể chính diện chống lại lực lượng trận này bão táp tinh thần bây giờ tới là thật là đáng sợ thế cho nên phòng ngự năng lực mạnh nhất trên người từ thiên nhiên liên tiếp nổ tung hai kiện tinh thần cấp 9 phòng ngự hồn đạo khí mới miễn cưỡng ngăn cản được tâm linh phong bạo đích quy năng nhưng là lúc này từ thiên nhiên sâu trong đáy lòng lại tức giận một chút tuyệt vọng bên trong cơ thể kịch liệt đau nhức lại để cho hắn hiện đang chống đỡ mình muốn đào tẩu đều trở nên cực kỳ khó khăn trong tay đường vũ đồng đã cầm hoàng kim long thương mà trong tay hoác vũ hạo tắc thì nắm một thanh dao găm sao găm quét ngang một đạo băng lam sắc quang mang tùy theo xuất hiện thân thể từ thiên nhiên chung quanh đường kính trong phạm vi mười thước không gian hoàn toàn bị đông kết này lập tức hạ thấp đến tiếp cận độ không tuyệt đối khủng bố nhiệt độ siêu thấp lại để cho hắn chống đỡ lấy phòng ngự hồn đạo khí hồn lực rút nhanh chóng càng hợp sợ là hoặc vũ hạo làm như vậy cũng chỉ là vì để cho hắn tạm thời không cách nào di động mà thôi phòng ăn bị tâm linh phong bạo nổ nát vụn mạn thiên trần thổ phi dương đem làm từ thiên nhiên có thể nhìn rõ ràng chung quanh hết thảy thời điểm hắn nhìn thấy hai người đã thay đổi hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng biến mất lần nữa xuất hiện đấy chỉ có này quen thuộc già nua khuôn mặt từ thần đấu la diệp tịch thủy long hoàng đấu la long tiêu diêu người đám bọn họ từ thiên nhiên hiện tại thậm chí cũng đã làm không rõ ở trước mặt mình đến tột cùng là diệp tịch thủy cùng long tiêu diêu vẫn là hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng rồi nếu để cho hắn lựa chọn hắn thả rằng tin tưởng là người phía trước bởi vì người phía trước hai người dù sao cũng là cực hạn đấu la mà hoắc vũ hạo cùng đồng vũ đồng nhưng lại còn trẻ như vậy coi như mình lần này có thể may mắn sống sót nếu như trước đến tập kích hai cái này có được cực hạn đấu la thực lực người mã trăm độ tuyệt thế đường môn a đều đang là cường giả của sử lai like khắc học viện như vậy hắn còn thế nào đi thống trị đại lục à cực hạn đấu la khủng bố hắn đã tại long hoàng đấu la cùng trên người từ thần đấu la nhìn rõ ràng chỉ là hơi chút thông minh một điểm không rơi vào bầy dập cực hạn đấu la trên thế giới này như cũ là sự tồn tại vô địch. Đáng tiếc, hắn muốn may mắn còn sống sót ý niệm trong đầu cuối cùng không có thể duy trì bao lâu bởi vì hắn thấy được một chiếc mắt nằm dọc xuất hiện ở long tiêu diêu trên trán mắt dọc. Dựng thẳng trong mắt, quang mang chớp nhấp nháy, một đạo hào quang màu tử kim lập tức liền đụng vào trên đầu của hắn. Cuối cùng một kiện cấp 9 tinh thần phòng ngự hồn đạo khí rốt cục nghiền nát, từ thiên nhiên lập tức có loại trần chuồng hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt cảm giác. Đã xong, hắn biết rõ, mình đã xong. Từ thiên nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn hiểu được, mình mấy ngày nay, tới giờ sợ hãi đúng, tại cường giả chân chính trước mặt, lực lượng của hắn vẫn còn quá miểu tiểu, cực hạn đấu la tầng thứ thực lực, đúng là vẫn còn có thể làm cho trên cái thế giới này bất kỳ một cái nào quyền lực người tử vong. Nếu như có thể một lần nữa lời mà nói. Hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đạt được diệp tịch thủy thông cảm, nếu có vị nào từ thần đấu la tại, trước mắt hai người kia lại làm sao có thể giết mình đâu này. Đến cuối cùng, Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ trước mắt hai người này không thể nào là Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Diêu này năng lực của cực trí chi băng còn có ẩn nấp năng lực đều là hai vị kia cực hạn đấu la không cụ vị sở dĩ bọn hắn chỉ có thể là hoác Vũ Hạo cùng Đồng Vũ Đồng mặc dù không biết bọn hắn tại sao phải trở nên cường đại như thế nhưng là hắn vẫn có thể khẳng định đương nhiên đầy hết thảy hiện tại cũng trở nên không trọng yếu nhân ngư tầng hai tấu lại ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện đạo thứ hai hào quang màu tử kim cơ hồ là tại tiếp theo một cái chớp mắt liền đã rơi vào trên người từ thiên nhiên phúc từ thiên nhiên cực đại đầu lâu lập tức nghiền nát óc văng khắp nơi một đời đế vương cuối cùng rời đi cái thế giới này thậm chí ngay cả toàn thây đều không có để lại rốt cục giết chết từ thiên nhiên hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng đều nhẹ nhàng thở ra mặc dù vừa rồi toàn bộ quá trình tất cả đều tại trong lòng bàn tay của bọn hắn hơn nữa hoàn toàn áp chế ở đây tất cả mọi người nhưng là bọn hắn kỳ thật cũng đã đem hết toàn lực rồi đang động tay phía trước bọn hắn cũng đã xác định chiến thuật lấy tinh thần công kích làm chủ sở dĩ đường vũ đồng động thủ số lần mới ít lấy hoác vũ hạo làm chủ công sự thật chứng minh cách làm của bọn hắn là hoàn toàn chính xác từ thiên nhiên đúng là vẫn còn đã bị chết ở tại người của hoác vũ hạo cá tầng hai tấu linh hồn trùng kích phía dưới trên bầu trời từng đạo quang mang chấp nhấp nháy nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn đã kịp phản ứng hồn đạo phòng ngự phòng bảo hộ đã mở ra đem phía dưới hết thải toàn bộ bao phủ ở bên trong trong miệng hoắc vũ hạo phát ra hét dài một tiếng một cái cự mão lớn hắc long bỗng nhiên bay lên trời hóa thành quang ảnh hướng phía phía trên lồng ánh sáng đánh sâu và đi lên mà hoắc vũ hạo cùng thân người đường vũ đồng hình chỉ là một cái thoáng liền biến mất tại rồi trong không khí bọn hắn xuất hiện thời gian mặc dù rất ngắn nhưng hoắc vũ hạo tin tưởng lấy nhật nguyệt đế quốc hiện tại dò xét hồn đạo khí năng lực nhất định đã nhìn rõ ràng rồi bộ dáng của bọn hắn cái này như vậy đủ rồi bọn hắn đã cho quất tử chế tạo đầy đủ cơ hội liên động phòng ngự vòng bảo hộ đối với cho dù là đính cấp cường giả mà nói đều là rất vấn đề phiền toái nhất là do nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn thi triển ra càng phải như vậy đáng tiếc lúc này đây bọn hắn đối mặt là hai vị cực hạn đấu la lúc trước từ thiên nhiên muốn vây khốn diệp tịch thủy thời điểm vận dụng thế nhưng mà năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí cũng là bởi vì hắn biết rõ vậy liên động phòng ngự vòng bảo hộ cho dù là nhật nguyệt hoàng gia hồn đạo sư đoàn thi triển cũng không thể có thể ngăn cản được cực hạn đấu la phá hư hiện tại cũng là như thế trong tay hoác vũ hạo băng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao tựa như các vào bơ bình thường đem trước mặt liên động phòng ngự vòng bảo hộ cắt ra một cái khe đường vũ đồng hai đấm đều xuất hiện đem khe hở anh lớn hai người thân hình lóe lên ngay tại mô phòng hồn kỹ bảo trì dưới trạng thái ẩn thân lập tức viễn độ quất tử một mực trong phòng của mình lo lắng cùng đợi đem làm tâm linh phong bạo sinh ra một tiếng kia kịch liệt vang lên nầm âm thời điểm nàng toàn thân cũng không khỏi được rung động run một cái ở đằng kia kịch liệt run rẩy đồng thời trong nội tâm nàng cũng sinh ra hai chủng hoàn toàn bất đồng cảm xúc một loại là phấn khởi nếu như hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng thành công như vậy nàng đối mặt hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng một loại khác liền là sợ hãi tâm tình của nàng bây giờ rất phức tạp nàng bây giờ đối với hoắc vũ hạo đã tuyệt vọng nàng biết rõ mình vô luận như thế nào đều khó có khả năng cùng với hắn rồi không có bất kỳ cơ hội mà hoắc vũ hạo hiện tại có biến được càng ngày càng lớn mạnh hoàn toàn không phải nàng có thể khống chế thậm chí tương lai rất có thể sẽ uy hiếp được nàng đối với đế quốc thống trị có thể cho dù là như vậy trong lúc nàng nghĩ đến hoắc vũ hạo cùng đường vũ đồng một khi thất bại phải đối mặt cục diện lúc trong nội tâm nàng như trước theo bản năng sinh ra mãnh liệt sợ hãi loại này sợ hãi làm mão đến từ chính sâu trong linh hồn đấy là một vị mẫu thân đột nhiên cảm thấy mình phụ thân của hài tử có khả năng gặp chuyện không may lúc cái loại cảm giác này, đó cũng không phải lý trí trước có thể khống chế. Quất tử, đúng lúc này, một cái đột như kỳ lai thanh âm, đem quất tử theo hai loại hoàn toàn khác biệt trong tâm tình của tỉnh lại. Nàng cơ hồ không có bất kỳ che giấu nào, hoàn toàn là theo bản năng lên tiếng kinh hô vũ hạo. Phải biết, lúc này ở nàng trong phòng, còn có phần đông thị nữ tồn tại. Bọn thị nữ đều bị quất tử bất thình lình, tiếng gọi ở mỹ lại càng hoảng sợ, ánh mắt quất tử phát lạnh liền muốn động thủ diệt khẩu trong tai lại lần nữa truyền đến giọng nói của hóc vũ hạo ta biết quất tử cho tới bây giờ cũng không phải một cái thị giết người quất tử thở sâu miễn cưỡng bình phục mình kích đãng tâm tình ở phía sau xác thực không phải giết người diệt khẩu thời cơ tốt hắn trầm giọng quát đều đi ra ngoài cho ta nếu ai dám ở bên ngoài nói lung tung đừng trách bổn hậu ra tay ác độc vô tình vâng hoàng hậu nương nương bọn thị nữ cầm như hến lui ra ngoài Quất tử cơ hồ là có chút không kịp chờ đợi thấp giọng kêu gọi nói. Phú Hạo, người đám bọn họ không có chuyện gì sao? Đúng lúc này, bên ngoài trận trận nổ vang bỗng nhiên vang lên, vừa lúc mới bắt đầu, vẫn chỉ là giống như sấm sét giữa trời quang, nhưng rất nhanh, trận kia trận sấm sét liền biến thành rồi màng lớn lôi bạo, vang vọng toàn bộ nhật nguyệt đế quốc minh đô trên không. Quốc tử nói, không trung dò xét hồn đạo khí liên hoàn bạo tạc nổ tung, rốt cục đã bắt đầu, này giống như là thượng đế chi nhãn một y hệt toàn diện dò xét, rốt cục tạm thời đã mất đi hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo cùng thân người Đường Vũ Đồng hình cũng liền sau đó một khắc hiện ra, đã không có những cái kia dò xét hồn đạo khí tồn tại, bọn hắn liền không nữa cần lo lắng bị phát hiện. Chứng kiến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bình an vô sự, Quất Tử tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhưng tâm tình nhưng cũng có chút phức tạp. Các ngươi. Quất Tử theo bản năng nói ra, cũng muốn hỏi, rồi lại có chút hỏi không ra khẩu. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói, chúng ta thành công từ thiên nhiên chết rồi đầu bị linh hồn của ta trùng kích trực tiếp nổ nát cùng với hắn mười tên cường giả cũng toàn bộ đều chết hết hiện tại chúng ta có thể công thành lui thân cùng lời hứa của ngươi chúng ta đã làm được tiếp đó hãy nhìn ngươi đó ánh mắt quất tử hiện lên vẻ mừng như điên thân thể mềm mại thậm chí tùy theo run rẩy lên chết rồi hắn thật đã chết rồi sao cho dù nàng không muốn thừa nhận nhưng trên thực tế từ thiên nhiên đúng là một mực áp lực tại trong lòng nàng một tòa núi lớn à Hoắc Vũ Hạo nhìn xem Quất Tử, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần vật gì đó khác. Quất Tử, lần này phân biệt sau đó, nếu như người có thể tuân thủ lời hứa, có lẽ chúng ta về sau liền cũng sẽ không bao giờ gặp nhau. Người, khá bảo trọng đi. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng nói ra. Vô luận nói như thế nào, lý nhân trước mắt này cũng là người thứ nhất mở ra mình nội tâm nữ tính, chẳng bao lâu sau. Trong lòng mình cũng từng tưởng tượng qua nàng sẽ thay đổi chú ý, thế nhưng mà, cuối cùng là hữu duyên vô phận quất tử hối hận hoắc vũ hạo như thế nào lại cảm giác không thấy đâu này nhưng là hắn đã không có khả năng quay đầu lại nữa đôi khi cơ hội một khi bỏ lỡ tự không khả năng làm lại lần nữa hắn đã có đường vũ đồng trong nội tâm rốt cuộc không tha cho những người khác huống chi trong lòng của hắn cũng minh bạch quất tử là không thể nào buông tha cho hiện tại đã có được hết thảy không chỉ là vì chính nàng cũng là vì con của nàng cùng quyền lực trong tay thậm chí còn có cửu hận thập niên đây đã là mình có thể là đấu la đại lục tranh thủ cuối cùng thời gian thập niên sau đó sẽ như thế nào hoặc vũ hạo cũng không rõ ràng lắm chính như chính hắn nói như vậy cái này rất có thể là hắn cùng quất tử một lần cuối cùng gặp mặt bởi vì kế tiếp hắn muốn đi trùng kích cực hạn đấu la sau đó thế giới kia mới là mục tiêu của hắn nếu như hắn thật sự thành công như vậy đấu la đại lục trước sự tình cũng không phải là hắn có thể đủ lại nhúng tay rồi huống chi hiện tại hắn bản thân trong lòng cũng tràn đầy mê mang bởi vì hắn cũng không rõ ràng lắm thế giới kia đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời đấy quất tử nghe xong hắn mà nói sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệch là vì cái gì các ngươi muốn đi làm cái gì hoặc vũ hạo thở dài một tiếng nói ta phía trước đã nói với ngươi đấy ta cùng vũ đồng muốn tìm địa phương bế quan thực lực của chúng ta tăng lên quá nhanh hiện tại thân thể ra vấn đề không nhỏ lần bế quan này sẽ thêm lâu kết quả sẽ như thế nào chúng ta cũng không biết nhưng ít ra trong vài năm chắc là sẽ không tái xuất hiện rồi. Quất tử, tuân thủ lời hứa của ngươi, bằng không mà nói, ta không ngại tự tay hủy diệt ngươi. Chúng ta đi, bạn đang xem tuyệt thế đường môn được thuyết minh tại kênh youtube Di Các Phim. Truy cập kênh youtube Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất youtube.com set giờ ECAB phim viết liền không giấu nhé. Nói xong câu đó, Hoắc Vũ Hạo lần nữa nhìn thật sâu nàng liếc, lôi kéo tay đường Vũ Đồng, quay người mà đi, đồng thời biến mất trong không khí. Nước mắt không bị khống chế lập tức chảy xuôi mà xuống quất tử đứng ở nơi đó cả người toàn thân run rẩy dị thường lợi hại hắn đi hắn cứ đi như thế tại vừa rồi trong nháy mắt đó nàng thật sự cảm giác được mình chỉ sợ đã vĩnh viễn đã mất đi hắn tựa như hắn nói như vậy có lẽ đây là một lần cuối cùng tương kiến thật vậy chăng thật là như vậy sao quất tử vì cái gì vì cái gì lúc trước ngươi muốn như vậy lựa chọn nếu như ngươi làm sơ lựa chọn hắn buông cửu hận có lẽ có thể so với hiện tại khoái hoạt hơn đi Cửu hận thật sự trọng yếu như vậy sao quyền lực vừa lại thật thà có trọng yếu không ha 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 quất tử hiết tư để lý cười to lên nghe phía ngoài bọn thị nữ nguyên một đám thân thể không tự chủ được run rẩy cũng vừa lúc đó một đám người từ đằng xa vội vã chạy tới báo cầu kiến đế hậu chiến thần khoác vũ hạ lôi kéo đường vũ đồng hai tay phi hành tại giữa không trung tại phía sau bọn họ cách đó không xa toàn bộ minh đô lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ là bởi vì từ thiên nhiên chết đi, càng là vì đại lượng không trung dò xét hồn đạo khí bạo tạc nổ tung. Từ thiên nhiên chết đi, trước mắt vẫn chỉ là cực hạn tại trong phạm vi nhỏ biết rõ, mà trên bầu trời nhiều như vậy, không trung dò xét hồn đạo khí Bạo tạc nổ tung, lại là cả minh đô bên, trong tất cả dân chúng đều có thể thấy, đây là che giấu không được. Minh đô rối loạn, đồng nhất loạn, không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa an định lại. Nhưng Hoắc Vũ Hạo đối Quất Tử lại rất có lòng tin, Quất Tử rất có thủ đoạn rồi, cơ hồ tuyệt đại đa số tình huống đều đang trong lòng bàn tay của nàng, nàng nếu đã làm xong muốn đối phó từ thiên nhiên chuẩn bị, liền nhất định có rất nhiều đã sớm chuẩn bị xong phục bút, bây giờ là một một cầm lúc đi ra rồi. Cứ như vậy ly khai, thậm chí cái gì cũng không khai báo, cũng không có được Quất Tử khẳng định đáp án, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng đi có chút nóng nảy, chính hắn cũng biết, hắn kỳ thật rất muốn lưu lại. Nhìn xem Quốc tử đem Nhật Nguyệt Nội Bộ Đế Quốc hợp lệ hoàn tất, sau đó lại thực hiện lời hứa, trong vòng 10 năm không đúng đấu la đại lục bên kia tinh la cùng đấu linh đế quốc động võ, cái này mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần có hắn và Đường Vũ Đồng uy hiếp, hắn tin tưởng, vô luận như thế nào, Quốc tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng mà, hắn nhưng lại không thể không đi, nếu như không đi nữa, vô luận là hắn, vẫn là Đường Vũ Đồng, rất có thể liền vĩnh viễn không đi được rồi. Vừa rồi một ít trận đại chiến bọn hắn lấy lôi đình vạn quân đích thủ đoạn giết chết từ thiên nhiên không giả nhưng là bọn hắn thân thể của mình cũng đồng thời bạo phát ra to lớn vấn đề long tiêu diêu cùng diệp tịch thủy lưu tại trong cơ thể của bọn họ cái chắn đã xuất hiện rõ ràng vết rách tùy thời đều có hỏng mất khả năng mà một khi tầng bình chướng này hỏng mất như vậy bọn hắn rất có thể gặp phải tàu hỏa nhập ma nguy hiểm nhất là hoác vũ hạo tinh thần hắn chi hải bên trong tà nhãn bạo quân chúa tể cái kia phần tinh thần lực đang điên cuồng bạo động lấy thiên mộng băng tầm mắt thấy muốn áp chế không nổi rồi ở phía sau hắn thậm chí ngay cả mang theo đường vũ đồng đem tin tức truyền quay lại sử lai like khắc học viện thời gian đều không có bọn hắn nhất định phải lập tức tìm địa phương đi tiềm tu nếu không cả phải chính là sinh tử đại kiếp nạn à cho nên hắn mới chỉ là vội vàng khai báo vài câu liền mang theo đường vũ đồng nhanh chóng nhanh rời đi minh đô hướng phía thiên hồn đế quốc phương hướng bay đi vũ hạo người làm sao vậy đường vũ đồng có thể rõ ràng cảm giác được lúc này hoác vũ hạo bàn tay một mảnh lạnh buốt mà trong cơ thể hồn lực chấn động lại vô cùng kịch liệt trên người thậm chí không phải tản mát ra kỳ quỷ hào quang đó là trong cơ thể hồn lực đã tiếp cận không khống chế được biểu hiện à hoặc vũ hạo sắc mặt khó coi đến ta chỉ sợ muốn chi trì không nổi chúng ta phải lập tức tìm chỗ tu luyện bằng không thì thì phiền toái đường vũ đồng nhẹ gật đầu nói ở chỗ này đi không thể đợi thêm nữa phía dưới là một vùng thung lũng bọn hắn bởi vì thân thể đều có được vấn đề rất lớn ly khai minh đô thời điểm thậm chí bất chấp phân biệt rõ phương hướng cũng không biết đây là địa phương nào hiện tại cái gì đều không để ý tới hai người lập tức hướng rơi xuống đường vũ đầu một quyền trực tiếp tại trên vách núi đá mở một cái huyệt động đi ra viện hoắc vũ hạo liền chui vào lúc này thời điểm bọn hắn thậm chí ngay cả che giấu cũng không kịp làm các người yên tâm tu luyện chúng ta cho các người hộ pháp tuyết đế băng đế đồng thời theo hoắc vũ hạo trong cơ thể đi ra sắc mặt của các nàng đều rất hồi hộp Hoắc Vũ Hạo lúc này trong cơ thể hồn lực cùng tinh thần lực thật sự là quá to lớn rồi, lấy kinh nghiệm của các nàng cùng nhãn lực, đều chưa bao giờ thấy qua như thế năng lượng khổng lồ chấn động, cái này giống như có lẽ đã là đã vượt qua cái thế giới này hạn chế, lúc nào cũng có thể phát sinh tự bạo, nếu quả như thật là như vậy, như vậy, trước hết thầy cố gắng liền đều tiền công tận khí à? Hoắc Vũ Hạo liền cảm tạ, đều cũng không nói ra được, có thể chống đỡ lấy phi đến nơi đây, đã là hắn cường đại năng lực tự kiềm chế duy trì lấy, đặt mông ngồi ngay đó hắn lập tức tập trung tư tưởng suy nghĩ đem tinh thần lực hoàn toàn đắm chìm trong đối hồn lực của mình trong khống chế đường vũ đồng viện hắn khoanh chân ngồi xuống chính mình ngồi đối diện hắn lúc này hai người đã không thể lại thông qua hạo đông chi lực tiến hành tu luyện hơn nữa bọn hắn hiện tại tất cả từ trong cơ thể nộ hồn lực đều quá mức khổng lồ hiện tại nàng cũng không giúp được hoắc vũ hạo chính mình gặp phải vấn đề cũng rất lớn đang quan sát hoắc vũ hạo trong chốc lát xác định hắn tạm thời không có gặp nguy hiểm sau đó đường vũ đồng lúc này mới cũng tiến vào minh tưởng trạng thái nàng đầu tiên phải làm tự là trước duy trì ở trong cơ thể mình cái kia lớp bình phong sau đó lại nói mặt khác mà hoắc vũ hạo trong cơ thể cái chắn cũng đã không thể nghịch một chút nghiền nát lấy giống như sóng biển vậy hồn lực ở trong cơ thể hắn kích động đền đáp lại tinh thần hồn hạch sớm được đến từ tà nhãn bạo quân chúa tể cường đại tinh thần lực tràn ngập mà cực hạn chi băng hồn hạch bên này cũng đồng dạng bị đến từ chính long tiêu siêu hồn lực căng đầy thân thể của hắn giống như là một cái đại khí cầu đã thổi phồng đã đến cực hạn nhưng như cũ đang không ngừng tăng lớn độ mạnh yếu hoác vũ hạo mặt ngoài thân thể thậm chí đều bởi vậy tiến hành có chút bành trướng rồi gân xanh lộ ra toàn thân đều tản ra không khỏe mạnh màu đỏ kim dương lam nguyệt tại phía sau hắn không ngừng lóe ra mỗi một lần lập lòe không khí đều nhỏ nhẹ vặn vẹo vài phần may mắn tại hắn đối diện còn ngồi đường vũ đồng đường vũ đồng sau lưng kim dương tử nguyệt đồng dạng quang mang chấp nhấp nháy cùng hoắc vũ hạo trên người tán phát ra khí tức hô ứng lẫn nhau tại đây phần hô ứng bên trong có lẽ âm dương góc bù bổ sung sinh ra nhất định hiệu quả mới miễn cưỡng lại để cho hoắc vũ hạo trong cơ thể năng lượng khổng lồ bộc phát là không sẽ lợi hại như vậy băng đế cùng tuyết đế thủ hộ tại cửa huyệt động băng đế vẻ mặt lo lắng nhìn xem tuyết đế đạo tình huống của hắn hiện tại thật không tốt hắn có thể đủ kiên trì sao tuyết đế trầm giọng nói nhất định có thể đấy những năm gần đây này vô luận kinh nghiệm như thế nào khó khăn Chúng ta không phải đều cùng một chỗ đi tới sao? Đây đã là cuối cùng cánh cửa một bước thành công, hắn có thể một bước lên trời, giấc mộng của chúng ta liền thật sự muốn thực hiện, nếu như đã thất bại. Nói đến đây, Tuyết Đế tươi sáng cười cười, đã thất bại lại có cái gì? Nếu như không phải hắn, chúng ta chỉ sợ cũng đã mất sớm, nếu là hắn đã thất bại, chúng ta liền cùng một chỗ cùng hắn mà thôi. Băng Đế cả kinh, Tuyết Đế, ngươi đã nghĩ kỹ. Tuyết Đế mỉm cười, nói, ngươi còn hỏi ta? ngươi không phải là cũng sớm đã nghĩ được chưa chỉ là một thằng không chịu nói ra đến đây rồi tuy nhiên ngươi mỗi ngày nhìn trời mộng đời nói mau lẹ thần sắc nghiêm nghị đấy nhưng ta lại nhìn ra được ngươi xem ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức càng ngày càng ôn nhu xem ra của ta tiểu băng nhi thật sự đã tìm được thích đối tượng ngươi tâm trong cũng sớm đã quyết định muốn đem bổn nguyên cùng vũ hạo dung hợp đúng hay không cũng là bởi vì thiên mộng hắn sớm liền vì trợ giúp vũ hạo hoàn thành dung hợp mà chúng ta kém cũng liền chỉ là cuối cùng này linh thức bổn nguyên rồi đây cũng là chúng ta cuối cùng có thể đủ giúp được vũ hạo lực lượng mà tốt dung hợp sau đó chúng ta cùng với hắn rốt của không còn sự phân biệt cho dù là hắn thật sự thành công đi đến thế giới kia chúng ta cũng không thể nào cùng hắn tách ra đây mới thực sự là nhất tổn câu tồn nhất vinh câu vinh ta cũng vậy đồng dạng nỡ cùng các người tách ra à? vì cái gì ta không thể nghĩ kỹ đâu này băng đế giữ chặt tuyết đế hai tay xinh đẹp mặt đỏ bừng nói tuyết nhi ta ta mới không có cùng tên kia Tuyết đế phụt cười cười, nói, chúng ta đều biết vài chục vạn năm rồi, tâm tư của ngươi, chẳng lẽ ta còn không biết sao, đừng đa tưởng, ta cũng không có đưa đẩy ý của ngươi, ta là thật tâm thay các ngươi cao hứng à, như bây giờ, không phải rất tốt sao? Hừm, chúng ta vô luận như thế nào, đều phải giúp Vũ Hạo vượt qua lần này cửa ải khó, Tuyết Nhi, ta đây đi trước, Vũ Hạo tình huống hiện tại rất không ổn, nhất định phải trước ổn định lại mới được. Được, người trước đi, nơi này có ta, Tuyết đế chăm chú nhìn băng đế nhẹ nhàng ôm nàng hạ xuống sau đó mới mặt lộ vẻ mỉm cười buông nàng ra băng đế tiến đến tuyết đế trước mặt tại nàng trên hai gò má thân một hơi sau đó mới cười duyên chạy Hóc vũ hạo tình huống hiện tại đúng là thật không tốt thậm chí có thể nói là hắn từ trước tới nay không tốt nhất trạng thái năng lượng trong cơ thể thật sự là quá to lớn rồi hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất tự là đem trong cơ thể mình những ngày năng lượng khổng lồ phát tiết ra ngoài nhưng là hắn căn bản là làm không được tinh thần lực không khống chế được hồn lực bởi vì tinh thần lực bản thân liền là hỗn loạn tà nhãn bạo quân chúa tể tinh thần lực mặc dù nhưng đã trải qua loại bỏ nhưng bản thân như cũ là như vậy luống cuống giống như là ẩn chứa trong đó một cái cường đại oán linh tựa như không ngừng tứ ngược muốn đem hoác vũ hạo tinh thần chi hải chiếm lấy không hổ là tu luyện vượt qua bảy vạn năm cường đại hồn thú à cho dù là tại bản thân đã tử vong dưới tình huống như trước muốn khởi sướng sắp chết phản công khó trách tại hắn sau khi chết chính mình không có cảm giác được có sóng linh hồn xuất hiện hắn đúng là đem linh hồn lực lượng trực tiếp giấu ở hồn hoàn bên trong hơn nữa còn áp xúc đại lượng tinh thần lực mang tới rất rõ ràng tà nhãn bạo quân chúa tể tại trước khi chết cũng đã đoán chắc chính mình là không thể nào không phải hấp thu cái kia hồn hạch đấy mà hắn bây giờ mục đích chính là muốn đoạt xà đoạt xá thân thể của mình nếu như không có long tiêu diêu rót vào hoác vũ hạo trong cơ thể những thứ kia hồn lực hoác vũ hạo còn thật không sợ tà nhãn bạo quân chúa tể hắn có ngày mộng băng tầm cùng người cá công chúa trợ giúp bản thân tinh thần lực lại mạnh mẽ hơn nữa cảm xúc chi lực khống chế chỉ còn lại có bản nguyên linh hồn tà nhãn bạo quân chúa tể căn bản cũng không có cùng so với hắn liều tư cách thế nhưng mà bây giờ vấn đề lại rất lớn trong cơ thể hồn lực đã ở bạo động à lại để cho hắn căn bản là không có biện pháp tập trung tinh lực để đối phó tà nhãn bạo quân chúa tể đây mới là phiền toái nhất đấy tinh thần chi hải rối loạn nhân ngư công chúa và thiên mộng băng tầm đã không chống nổi chính hắn cũng là như thế trong đại não đã có chút ít hồn hồn ngạc ngạc may mắn tinh thần hồn hạch cường đại lại để cho tà nhãn bạo quân chúa tề linh hồn còn không có biện pháp thật sự đi hoàn thành đoạt xá thế nhưng mà tiếp tục như vậy xuống dưới kết cục nhưng như cũ không sẽ cải biến tà quân rất thông minh hắn biết rõ cảm nhận được khoác vũ hạo hiện tại gặp phải trạng thái nếu hắn không là cũng không sẽ ở thời điểm này phát động hắn hiện tại cần phải làm đấy liền là chờ cơ hội chờ đợi một cái hoắc vũ hạo thân thể của mình xảy ra vấn đề cơ hội một khi hắn bên trong cơ thể hồn lực khống chế không nổi tàn sát bừa bãi hoàn toàn buông ra thời điểm như vậy hắn hồn hạch cũng sẽ không tại ổn định khi đó liền là đoạt xá thời cơ tốt nhất có thể đoạt xá một gã nhân loại cực hạn thân thể đấu la tà nhãn bạo quân chúa tể vẫn là rất hài lòng hắn bị hoắc vũ hạo đánh chết thời điểm vốn là vẫn có cơ hội đem linh hồn thoát đi thậm chí lựa chọn một cái hậu đại thân thể trọng sinh đấy có được cường đại như vậy linh hồn tầng thứ hắn muốn triệt để giết chết cũng không phải là chuyện dễ dàng nhưng nó lại không ơi làm như vậy nguyên nhân liền là hắn coi trọng thân thể hoắc vũ hạo nếu như chỉ chỉ dùng của mình hậu đại thân thể đến phục sinh đối với thực lực của hắn sẽ có lớn hơn ảnh hưởng cần thật lâu mới có thể khôi phục trạng thái tột cùng nếu là lúc trước như vậy cũng không phải không được đơn giản thời gian lâu dài một điểm nhưng ít xa bảo hiểm nhưng là hiện ở phía sau lại không thể như vậy bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ gặp phải tiếp theo đại kiếp đã đến đại kiếp nạn cũng mặc kệ hắn có phải hay không từng bị trọng thương và xá trọng sinh chỉ biết quyết định linh hồn của nó coi như là hoàn toàn trạng thái tà nhãn bạo quân chúa tể đều không nắm chắc vượt qua lần đại kiếp nạn này hắn cũng không có thú thần đế thiên khổng lồ như vậy sinh mệnh lực lại càng không cần phải nói là người bị thương nặng sau hắn một khi đại kiếp nạn tiến đến vậy hắn thật có thể chính là chạy trời không khỏi nắng rồi sở dĩ hắn ở đây ngắn ngủi suy tư sau đó liền quyết định đi hiểm đánh cực một lần đoạt xá mục tiêu liền đã rơi vào trên người hoắc vũ hạo chính như hoắc vũ hạo hiện đang phán đoán cái kia tốt tà nhãn bạo quân chúa tể kết luận hắn không có khả năng buông tha cho cường đại như vậy hồn hoàn nếu như hắn thật sự buông tha cho tà nhãn bạo quân chúa tể lại đi đoạt xá mình tử tôn cũng không muộn mà hoắc vũ hạo một khi hấp thu hắn hồn hoàn sau đó tà nhãn bạo quân chúa tể mục tiêu chính là muốn tìm một cơ hội đoạt xá thân thể của hắn hồn thú thân thể che giấu không được khí tức của hắn nhưng thân thể của nhân loại lại có thể che giấu hơn phân nửa uống chi hoặc vũ hạo bản thân tu vi và tinh thần lực đều mạnh như vậy một khi đoạt xá thành công hoàn thành đệ tam hồn hạch như vậy tà nhãn bạo quân chúa tể thì có tuyệt đối tin tưởng vượt qua lần đại kiếp nạn này thậm chí lợi dụng cả nhân loại này thân thể đi trùng kích thần cấp độ đang mạnh liệt tham lam xu thế xuống hắn mới lựa chọn đi hiểm đánh cược một lần hiện tại xem ra cơ hội đã đến đến thành công tựa hồ đang ở trước mắt sở dĩ tà quân hiện tại không có chút nào sốt ruột hắn chờ đợi ngay tại đó lấy hoắc vũ hạo mình xảy ra vấn đề sau đó lại một kích toàn lực hắn cũng không hy vọng hủy diệt cỗ thân thể này nếu hắn không là đoạt xá còn có ý nghĩa gì đâu này hắn phải chờ tới hoắc vũ hạo gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ một lần hành động đạt được quyền khống chế thân thể sau đó lại bằng vào mình xung hợp hoắc vũ hạo sau cường đại tinh thần lực đến khống chế những cái kiên nổ tung hồn lực đem áp chế xuống chậm rãi hấp thu càng muốn Tà quân đối với tình hình trước mắt thì càng thỏa mãn, hết thảy đều so hắn trong tương tượng tình huống rất tốt, thân thể hoàn mỹ, hoàn mỹ thuộc tính, có thể chịu tải hắn tinh thần lực cường đại tinh thần chi hải, còn có những cái kia không có hấp thu nhưng mà cực kỳ thuần túy hồn lực, tăng thêm đệ tam hồn hai kinh thức ban đầu, đây quả thực là trời ban cho mình lễ vật tốt nhất à. Đang mão trăm độ tuyệt thế đường môn a tại lúc này, màu xanh biết thân ảnh của nhẹ bỗng xuất hiện sau lưng Hoắc Vũ Hạo, nàng cũng không tính cực đẹp, nhưng này lạnh như băng mà khí chất cao quý hoàn mỹ động nhân dáng người còn có này phỉ thúy màu xanh biếc thân thể mềm mại không không cho người ta một loại đặc thù mỹ cảm ngồi ở hoác vũ hạo đối diện đường vũ đồng tình huống cũng may trên người kim dương tử nguyệt hào quang lúc sáng lúc tối lóe ra mặc dù không ổn định nhưng chấn động cũng không tính toán quá mức kịch liệt nhưng hoác vũ hạo bên này tình huống liền rất không xong rồi bên trong kim dương lam nguyệt kim dương cực sự cường thịnh lam nguyệt lại đặc biệt ảm đạm nồng nặc sương mù không ngừng từ trên người hoác vũ hạo bốc hơi mà ra y phục trên người hắn cũng sớm đã ướt đẫm giọt lớn giọt lớn mồ hôi không ngừng theo hắn trên trán chảy xuống băng đế thở sâu lập tức thân thể của nàng giống như là chính nàng nuôi bò cạp bình thường sáng lên sáng chói bích lục hào quang đây không phải là tràn ngập sinh cơ bích lục mà là rét lạnh đến mức tận cùng bích lục lập tức hoặc vũ hạo vốn là trên người dâng lên sương mù trong khoảnh khắc hóa thành vô số băng phấn bay xuống hang đá bên trong cũng là chịu nhất thanh ánh mắt băng đế tinh quang lập lòe phảng phất hai luồng băng diễm nhen nhóm bình thường nàng khoanh chân tại hoắc vũ hạo sau lưng ngồi xuống một tay đặt tại hoắc vũ hạo chỗ lưng thân thể gần sát tay kia tắc thì đặt tại hoắc vũ hạo trên đan điền ngay sau đó đầm đặc màu xanh biếc quang diễm liền từ hai tròng mắt của nàng chỗ tiến hành thiêu đốt bốc lên đem chọn cái hang đá đều chiếu rọi đã thành màu xanh biếc lại không có nửa điểm lạnh như băng hướng ra phía ngoài tách ra thiêu đốt lấy mình linh thức băng đế chậm rãi nhắm lại hai con người, trên mặt đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên trong nội tâm hồi tưởng đến thanh âm của mình. Thiên mộng, ngươi cái này ngốc dưa, ta không giỏi ngôn từ, ta sẽ không nói cái gì, nhưng là, những năm này ngươi cho ta làm hết thầy, ta đều nhớ rõ, ta mặc dù rét lạnh, nhưng ngươi lại đem ta hòa tan, đây chính là ta có thể làm đấy, đối với người tốt nhất yêu sai đắm đi, thiêu đốt rồi linh thức, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra. Rét lạnh khí lưu tràn vào bên trong cơ thể, bóc vũ hạo trong đan điền bạo mão động, hồn lực cơ hồ tại tiếp theo một cái chớp mắt liền yên tĩnh trở lại cũng không phải bọn chúng ngừng vận chuyển rồi mà là bọn chúng bị này kỳ dị dòng nước lạnh sở đông lại đến từ chính long tiêu diêu hồn lực tuy cường đại nhưng băng đế sở thiêu đốt linh thức lại là tuyệt đối không kém hơn cực hạn đấu la tầng thứ lực lượng linh hồn nào đó là thuần túy nhất đóng băng chi lực vô luận là tinh thần lực vẫn là hồn lực đều có thể ngay đầu tiên bị đống kết trong đa điền hồn lực bị đống kết biểu lộ trên mặt hoác vũ hạo lập tức bình tĩnh rất nhiều chậm rãi thở sâu khí tức ngưng trọng nương theo lấy hắn một tiếng này hô hấp trong không khí ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm hồ gầm ngay tại bang đế đem linh thức bản nguyên thiêu đốt phía trước đúng là hoắc vũ hạo ở vào trạng thái thống khổ nhất bên trong hắn đương nhiên biết rõ tự mình phải chịu lần này mắc lửa kết quả không thể nghi ngờ là bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt nhưng là hồi tưởng lại tại ngay lúc đó dưới tình huống đó nếu như không làm ra lựa chọn như vậy cũng là không thể nào đấy có thiên mộng ca cam đoan hơn nữa này 70 vạn năm hồn hoàn cự mão lớn dụ mão hoặc lực lại để cho hắn căn bản là không cách nào kháng cự nhưng là may mắn có thiên mộng băng tàm tại thiên mộng băng tàm bản thân hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn trong tuyệt đại đa số tinh thần lực chỉ có một phần nhỏ mới bị hoác vũ hạo tinh thần của mình chi hài hấp thu lấy còn như bây giờ tà nhãn bạo quân chúa tể đều muốn đối phó hoác vũ hạo cũng chỉ có thể thay đổi hắn từ thân một bộ phận tinh thần lực nếm thử thôn vệ hoác vũ hạo tinh thần lực lớn mạnh mình lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau mới có thể lại trái lại thôn vệ thiên mộng băng tàm bên kia nói cách khác tồn tại của thiên mộng băng tàm như thế tà nhãn bạo quân chúa để cái này đoạt xá quá trình liền trở nên khó khăn cùng phức tạp rất nhiều có thể coi là như thế bởi vì bên trong cơ thể hồn lực bạo mão động quá mức lợi hại đối với hoắc vũ hạo bản thân trùng kích quá lớn lại để cho hắn căn bản không thể nào đi kháng cự tà nhãn bạo quân chúa tể thôn phệ này đau khổ kịch liệt đã đến không thể nào kháng cự trình độ băng đế linh thức thiêu đốt ngay tại lúc này liền không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi bên trong cơ thể hồn lực lập tức ổn định lại hoắc vũ hạo cũng thật to nhẹ nhàng thở ra nương theo lấy cái này một ngụm hít sâu nương tựa theo bản thân cường đại tinh thần lực khống chế hắn ngay đầu tiên liền đem bên trong cơ thể vốn là hỗn loạn hồn lực đạo nhập quỹ đạo âm dương hỗ bổ xong hồn hạch một lần nữa ổn định vận chuyển lại số lớn vòng xoáy hồn lực tùy theo khôi phục sinh ra đem trong kinh mạch tán loạn hồn lực cùng tinh thần lực riêng phần mình gom hoắc vũ hạo cự mão biến hóa lớn tà nhãn bạo quân chúa thể tự nhiên là ngay đầu tiên cũng cảm giác được không khỏi quá sợ hãi, nó đã bại lộ mình, tự nhiên minh bạch. nếu để cho Hoắc Vũ Hạo khôi phục ưu thế như vậy, nghênh đón hắn đúng là tai họa ngập đầu à? nó dù sao đã không có bản thể, mặc dù đem tự thân linh hồn cùng tinh hoa đều mang vào, nhưng cùng đã đạt đến cực hạn đấu La Tu Vi. hơn nữa là âm dương hỗ bổ song hồn hạch Hoắc Vũ Hạo so sánh với, lại đúng là vẫn còn có không đào ngũ cách đấy. nếu như Hoắc Vũ Hạo có thể toàn thân toàn ý đối phó hắn, như vậy hắn liền đem không có một tia cơ hội cái này mạo cái thời điểm tà nhãn bạo quân chúa tể đã liền không có bất kỳ đường lui căn bản là liền suy tính thời gian đều không có nó ngay đầu tiên liền đã phát động ra không có khả năng lại để cho hoắc vũ hạo thong thả lại sức tà nhãn bạo quân chúa tể tiềm phục tại hoắc vũ hạo tinh thần chi hải năng lượng bỗng nhiên bộc phát một vòng cường thịnh tà quang bỗng nhiên tại tinh thần chi hải trên không phát sáng lên ngồi xếp bằng hoắc vũ hạo sau lưng màu máu đỏ tà nhãn tùy theo nổi lên tà quang lập lòe đem chọn cái huyệt động đều chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Các Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.